là một ơn Thiên Chúa ban cho và sự sống lại. Thôi bây giờ tôi để cho anh chị em hỏi đi, chứ anh chị em có thể thấy tôi còn rất là nhiều những cái tư tưởng. Tôi cũng không nghĩ là nó nhiều như vậy. Tôi cũng không biết là nó nhiều như vậy. Nhưng mà sau khi chưa hết đâu. Nhưng mà đến khi sống lại thì như thế nào? Tôi chỉ thêm hai phần nữa. Đến khi sống lại chúng ta có nhìn ra nhau không? Câu trả lời đơn giản, bắt buộc chúng ta phải nhìn ra nhau. Rồi đây chúng ta sẽ còn nhìn ra nhau, đi họp với nhau, hả? Vợ chồng con cái, chúng ta nhìn ra nhau. Bởi vì thiên đàng nó bắt đầu từ đây. Rồi tôi biết chắc là sẽ chốc nữa, chắc sẽ người hỏi về vấn đề vợ chồng nữa cho coi, nhưng mà không sao, tôi sẽ trả lời sau. Tôi chỉ muốn vấn đề kết luận như thế này. Chúa Giêsu nói ở trong phúc âm của Gioan, chính ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào ta thì không phải chết bao giờ. Còn chúng ta tuyên xưng với nhau, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại và tôi tin sự sống đời sau. Amen. Bây giờ tôi để cho anh chị em hỏi. Xin một tay cho cha Nguyễn Khắc Hy. Thưa kính thưa cha, theo truyền khẩu thì chúng con đang nghe nhiều có những linh hồn hiện về chết lành hoặc chết dữ. Chẳng hạn như một người về thấy xiềng xích đỏ lửa này nọ. Vâng. Rồi có người hiện về nói con cháu là tôi còn mắc nợ cái này, trả cái này cho tôi. Vâng. Nhưng mà ngay đời sống của con có một cái là ông nhà của con mất an táng ở nghĩa trang xứ Tân Định Sài Gòn, mà khi nhà nước bắt rời nghĩa địa chúng con không biết, lúc đó con ở bên này rồi, nhà con mấy các cháu còn ở lại, thì ông cụ hiện về ngồi đứng trước cửa nhà mà chính nhà con không thấy mà những người khác thấy. Khi những người khác thấy hỏi nhà con tại sao ông cụ đến chơi mà cứ để ông cụ ngồi ngoài cửa hoài, thì nhà con nghĩ rằng chắc có một chuyện gì đó, lên nghĩa địa thì sắp sửa hết này. Cái đó là cái thứ nhất, là không biết rằng chết rồi linh hồn như thế nào. Rồi cái thứ hai nữa là con về miền Bắc, cái nhà tổ của con khi vô miền Nam nó cho cán bộ đến ở, và ông nội của con, họ nói cho ông nội của con xách roi đánh mà về sau cái nhà phải bán đi, không ai ở được. Xin cha cho con biết cái đó, thắc mắc hai cái. Tôi thì tôi không có nghĩ là, tôi nghĩ kết luận là xong rồi, nhưng mà nó còn vấn đề phụ lục đây nữa nè, thấy không, có ma không? Tôi thì tôi tưởng là không có, mà rồi cũng có người hỏi thì thôi. Thứ đương nhiên tức là có hả? Và chúng ta biết là trong Kinh Thánh cũng nói đến vấn đề có ma và vấn đề cầu cơ nữa. Nếu chúng ta mở sách thứ nhất của Samuel chương 28, thì ở trong đó vua Saul sau khi ông làm vua và ông bị thất trọng, thì ông không còn tin vào Yahweh Thiên Chúa, mà ông tin vào các linh hồn gọi hồn về để mà giúp. Và vì thế ông kêu một cái bà đồng bóng đến để mà nhảy đồng, để mà hỏi thử ông có thắng hay thua. Thì ở trong đoạn này đó, người đàn bà nói, tôi phải gọi ai lên cho ông đây? Vua trả lời, bà gọi Samuel lên cho tôi. Gọi cái ông tiên tri Samuel đã chết đó. Tôi nói như vậy để trả lời câu của chú như thế này. Vấn đề xác loài người ngày sau sống lại, vấn đề hiện về là vấn đề có. Điều mà chúng ta bắt buộc phải tin là gì? Giáo hội bắt chúng ta phải tin như thế này. Ngay cả những người hiện về thì bắt buộc phải có sự có phép của Thiên Chúa, chứ không phải là linh hồn sau khi chết muốn làm gì thì làm. Có những lúc chúng ta thần thánh hóa và cho rằng những linh hồn đó họ đến để quấy phá, họ làm được mọi sự. Trong giáo lý Công giáo chúng ta dạy, vấn đề hiện về không có gì lạ, chỉ có điều nếu có chăng cũng nằm trong sự an bài và phép tắc của Thiên Chúa. Vâng. Vâng, để cho nó đồng đều đó, con cho một xin, người bên này, một người bên này nhé. Xin mời. Thưa cha, con có câu hỏi. Ngày hôm qua chúng ta vừa tổ chức 25 năm phong thánh cho 117 thánh tử đạo Việt Nam. Thì trong sách sử có ghi là chúng ta có trên 130.000 người bị vua Minh Mạng thiệu trị từ Đức giết. Tại sao chỉ có 117 vị thánh tử đạo? Vâng. Còn bao nhiêu người khác thì làm sao cha? Vâng. Cái khác nhau giữa thánh được phong và những người trên thiên đàng là hai cái hoàn toàn khác nhau. Tôi tin chắc chắn là má tôi ở trên thiên đàng rồi, bởi vì bà rất là đạo đức. Nhiều khi tôi nói chuyện với anh em, anh chị em trong nhà nói chuyện với nhau như thế này. Nếu mà má mà đi qua luyện ngục thì thôi, chúng mình hết cơ hội rồi. Bà rất là đạo đức, vì thế tôi biết chắc bà lên thiên đàng. Nhưng cái cuộc sống của bà nó không, chưa có đáng để làm một cái gương sống cho những người khác có thể noi theo, bởi vì chưa được những người khác biết đến. Vì thế cái mục đích phong thánh là gì? Phong thánh là khi cuộc sống của một người được giáo hội công nhận mà nó có thể trở thành biểu tượng cho những người khác noi theo. Đó là phong thánh, và mình công nhận những người đó ở trên thiên đàng.
Còn vấn đề những người khác ở trên thiên đàng thì hàng ngàn, hàng tỷ người, bởi vì chúng tôi tin như vậy, chỉ có điều họ không được phong thánh. Vì thế để trả lời vắn tắt, phong thánh là một sự kiện để cho con người nhận ra và sống theo những người đó. Lên thiên đàng là sự kiện Thiên Chúa phán xét, và hai cái đó khác nhau. Xin mời anh. Dạ, con xin chào cha. Con có câu hỏi này cũng kind of silly, nhưng mà theo cái suy nghĩ của con á, thì trong mọi sự vật á, đều có hình thức và bản chất. Hình thức thì thay đổi, nhưng mà bản chất thì không thay đổi. Con người ta cũng vậy, có phần con và phần người. Phần con là cái phần phạm tội, còn phần người thì theo con nghĩ đó là linh hồn. Thì sau khi con chết đi á, thì cái phần con của con phạm tội á, thì sẽ bị trừng phạt. Tại sao Thiên Chúa không giữ cái phần người của con mà cho con lên thiên đàng? Cái đó không phải là lời dạy của giáo lý Công giáo, và tôi mới vừa cắt nghĩa xong. Bởi vì giáo lý Công giáo dạy rằng là một con người thì anh có hồn và xác, anh hai cái gặp với nhau nó mới gọi là con người, còn anh đứng không mà nó gọi con là anh chết đó nha. Bởi vì nó phải đi với nhau, con người nó mới là con người. Ý tôi muốn nói là khi anh phạm tội, không phải chỉ là cái linh hồn phạm tội hay là chỉ cái xác phạm tội, mà khi anh phạm tội là tư tưởng, lời nói, tất cả ý nghĩ của anh. Vì thế nếu trường hợp anh không muốn phạm tội và anh bị ép buộc phạm tội, thì trong giáo lý Công giáo vẫn dạy anh không phạm tội. Bởi vì cái con người của anh nó gồm có hai phần. Nếu một người dí súng bắt anh phải làm những cái việc mà anh không muốn làm, có thể là một là anh chết, hai nữa là ngay cả những việc đó mà anh làm thì anh trước mặt Chúa anh cũng không có nhận tội, anh không có chịu tội. Bởi vì một trong những điều kiện để cho anh phạm tội, anh phải biết ý thức nó là tội, anh suy nghĩ về việc đó và cuối cùng anh muốn để mà làm. Cho nên anh không thể tách ra làm hai được, và cái tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của người Công giáo. Bởi vì là một con người thì anh phải có hồn và xác đi với nhau. Cảm ơn cha. Thưa cha, một cái đặc điểm để phân biệt giữa con người và loài vật đó là tôn giáo. Vậy thì khi mà cái người mà vô thần đó, thì có còn là con người hay không? Cảm ơn cha. Vâng. Theo định nghĩa vô thần có nghĩa là họ không tin hay là họ cố từ chối cái niềm tin vào một đấng thượng đế. Bây giờ tôi nói về phương diện thần học trước nhé. Về phương diện triết lý hay là về phương diện định nghĩa của một danh từ ở trong ngôn ngữ học thì rất dễ. Vô thần là những người không tin vào đấng thượng đế. Bây giờ tôi nói về phương diện thần học. Vô thần là khi họ biết có sự hiện diện của thượng đế và họ cố tình từ chối sự hiện diện của thượng đế. Vậy thì về phương diện thần học mà nói thôi, liệu chừng đã có một ai vô thần chưa? Cứ theo kinh nghiệm của tôi và cứ theo nghiên cứu của tôi, thì những thần học gia người ta trả lời rằng từ xưa đến nay chưa bao giờ có một ai vô thần. Lý do, tất cả những người tự xưng mình là vô thần, vì thứ nhất, họ không hiểu họ nói cái gì. Họ có thể từ chối Kitô giáo, họ có thể từ chối Đức Kitô, họ không tin vào Thiên Chúa. Và những lý do họ không tin không phải bởi vì họ biết Thiên Chúa thật, mà bởi vì chúng ta đến để rao giảng một Thiên Chúa, hay là cuộc sống của những Kitô hữu của chúng ta đã không làm gương. Và vì thế lý do họ không tin là vì chúng ta. Cho nên nhiều khi cái vô thần của họ lại là một cái điểm son của họ chăng. Cái thứ hai, những người mà nói rằng vô thần và họ biết đây là điều mà họ từ chối, có thể là có những nghiên cứu sai. Bởi vì điều mà Thiên Chúa thật sự đó thì họ lại không hiểu, mà họ chỉ hiểu qua những sách vở. Vì thế để nói về phương diện thần học, liệu chừng có một ai sinh ra và biết chắc có một đấng tạo dựng nên mình, yêu thương mình hết lòng, mà mình lại từ chối không yêu thương không? Thì nói về phương diện lý thuyết và thần học, có thể người đó không có hiện hữu trên trái đất này. Còn tất cả những cái chữ vô thần mà chị mới vừa hỏi cũng như tôi mới vừa trả lời, thì trên thế gian này có rất nhiều người tự xưng là vô thần, mà không biết rằng khi họ tự xưng như vậy, họ có hiểu việc làm của họ là cái gì hay không. Còn bây giờ nếu trường hợp thứ ba, nếu quả thật có một người họ biết Thiên Chúa là ai, họ biết mọi sự và họ vẫn từ chối, thì người đó chúng ta được coi cũng như ngang hàng với con vật mà thôi. Bởi vì một trong những cái yếu tố mà Thiên Chúa ban cho lý trí là để phân biệt được giữa cái linh thiêng và cái trần tục. Mà khi họ đã cố tình thì quả thật con người đó cũng không hơn gì con vật. Xin mời. Cha, con có một cái thắc mắc là từ năm 1963 giáo hội cho thiêu, những người chết cho thiêu. Vậy thì khi mà thiêu hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta là thân xác của Thiên Chúa. Vậy sau khi thiêu có được đem những cái tro đó để rải đi xuống biển hoặc là xuống sông, xuống ấy gì không ạ? Dạ, câu trả lời không. Đó là câu của người Công giáo. Dạ hết ạ. Xin mời anh ạ. Câu trả lời là không ạ. Và cái lý do mà không là như thế này. Giáo hội nói chúng ta phải tôn trọng thân xác, và vì thế cho đến năm 1983 khi chúng ta có bộ giáo luật mới thì giáo hội cho phép
Nhưng ngay cả khi thiêu xong, chúng ta phải có sự tôn trọng, bởi vì rồi đây chúng ta tiên xác của mình sẽ sống lại. Vì thế giáo hội cấm tất cả mọi hình thức thiêu xong rồi dùng tiêu cho đó lên rải chỗ này chỗ kia. Tất cả những cái đó nó nói lên cái sự coi thường của thân xác của chúng ta. Vâng. Xin mời anh. Thưa cha, câu hỏi của con và một số thân hữu là câu tuyên xưng trong thánh lễ của chúng ta là chúng tôi tin cho đến khi Chúa đến. Vâng. Và trở lại là trước, trong bản Anh ngữ thì vẫn dùng chữ cho đến khi Chúa lại đến, cũng như vâng, trước kia chúng ta tuyên xưng là cho đến khi Chúa lại đến. Vâng. Vậy nếu chúng ta tuyên xưng là cho đến khi Chúa đến thì có lạc đạo không? Dạ, thật sự nếu mà chúng ta, ai ở đây có dịp học tiếng Hy Lạp, thì nếu chúng ta đọc trong bản tiếng Hy Lạp của thương thứ nhất của Thánh Phaolô chương 15 ở trong Corinto đó, thì Thánh Phaolô viết là chúng ta tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đến khi Ngài đến, không có chữ lại. Tuy nhiên nói về văn mạch thì chúng ta trong cái thời kỳ từ khoảng thế kỷ thứ 16 trở đi sau công đồng Trento thì người ta nghĩ rằng Chúa Giêsu đã đi rồi, bây giờ Ngài trở lại thì Ngài phải lại đến. Vì thế có một số những cái bản cảo, những cái sổ bản viết của Phúc Âm ở trong đó cũng viết bằng tiếng Hy Lạp, người ta thêm vô một chữ là lại đến, tức là again đó hả, trở lại. Vì thế cho nên nếu chúng ta muốn dịch đúng theo bản dịch thì bản tuyên xưng của chúng ta đúng theo bản Hy Lạp là chúng ta tuyên xưng cho đến khi Ngài đến. Cảm ơn. Xin mời anh bạn áo xanh. Chào cha. Con có muốn hỏi là khi mà mình chết đến ngày phán xét thì là vì Chúa xét xử mình hay là tại vì mình không dám nhìn thấy những cái tội lỗi, những cái hành động của mình đã làm và mình tự xa lánh Thiên Chúa để vào nơi tối tăm? Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Nhiều khi chúng ta cứ hay có một cái quan điểm tôi thấy tội nghiệp cho Chúa. Là chúng ta cứ nghĩ rằng đến ngày phán xét thì Chúa sẽ đến rồi phân chia dê ra khỏi sói, rồi Chúa phạt người này, Chúa phạt người kia. Nói cho cùng tôi thấy tội nghiệp Chúa. Chính chúng ta là những người phán xét mình, và vì thế nếu trường hợp có những cái giờ học dài hơn hay là dạy trong những cái lớp cho các sơ, các cha, các thầy đó, thì tôi sẽ cắt nghĩa nhiều hơn. Cái vấn đề luận phạt hay thưởng là do chúng ta, là bởi vì chính chúng ta là những người làm những cái công việc đó. Và trong cái luyện tội đó, trong cái thời gian luyện ngục, là khi chúng ta thăng tiến cái tình yêu của mình đối với Thiên Chúa, là lúc mình nhìn lại những việc mình làm và mình cảm thấy ân hận. Vì thế những lúc chúng ta yêu thương cha mẹ mình, nhiều khi mình làm những việc sai, ông bà chưa nói mình đã cảm thấy khó chịu. Lý do không phải đợi cho ông bà phạt, mà chính mình cảm thấy cái việc sai trái và mình khó chịu. Cho nên để trả lời câu hỏi của anh thì tôi nói như thế này. Chúng ta dùng cái hình ảnh là Thiên Chúa phạt thưởng, đó chỉ là hình ảnh. Còn về cơ bản thần học là như thế này: Thiên Chúa yêu thương và dựng nên chúng ta, và vì yêu thương Ngài muốn chúng ta kết hợp với Ngài, mà muốn được kết hợp thì phải trong sạch. Cho nên bởi vì chúng ta chưa được trong sạch, cho nên nhìn thấy Ngài chúng ta sợ quá, và vì cái sợ sệt đó chúng ta có lòng ăn năn. Vì thế để kết luận, cái sự phán xét nó đến từ chính bản thân mình thì đúng hơn. Xin mời chị anh ở trên lầu. Dạ, câu hỏi của con là những thân nhân được lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục có nhận biết ra nhau không? Những người trên thiên đàng có được đi thăm nuôi những người dưới hỏa ngục hay không? Rồi, cái thứ nhất là có gần ra nhau không? Bắt buộc phải nhận ra nhau. Anh nhớ là tôi nói rằng thiên đàng nó bắt đầu từ đây. Vì thế một ly nước lã chúng ta cho nhau, cái mặt chúng ta nhìn nhau. Sau này chúng ta lên thiên đàng sẽ còn nhìn thấy những nụ cười vui như thế này hả? Và công đồng Vatican II khuyến khích chúng ta kết hợp cá nhân với tập thể, cộng đoàn chúng ta nâng đỡ nhau để mà sống thánh thiện, đi lên thiên đàng đi chung với nhau mới vui ha. Vì thế cái việc nhận ra nhau chắc chắn nhận ra nhau. Nhận ra nhau không phải bằng chỉ có khuôn mặt cao một mét mấy đâu, bởi vì có những người trẻ đẹp biết bao nhiêu, các cô nào cũng muốn chụp hình khi trẻ, bởi vì sau này về già lỡ có chuyện gì trưng lại cái hình vẫn thấy tích mình như thường, đúng không? Nhưng mà cái thân thể nó thay đổi. Nhưng cái mà tạo nên con người chúng ta đâu phải chỉ có thân thể. Một cái tính dịu dàng của người vợ, một cái lời nói ngọt ngào của người vợ, một cái sự quan tâm của người chồng, tất cả những cái đó còn tồn tại và nó làm nên con người của mình. Rồi đây chúng ta sẽ nhận ra nhau bằng cái tính vui vẻ, bằng cái sự khoan hồng, yêu thương mà chúng ta có ở đây. Cái thứ hai là ở trên thiên đàng có xuống thăm hỏa ngục hay không? Thưa trong giáo lý Công giáo, sorry, không được. Và để trả lời câu hỏi cho chính xác hơn là ở trong cái đoạn mà cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói đến Lazaro đó, thì Lazaro ông này chỉ xin nếu được cho nhỏ một giọt nước xuống cho con thôi, thì Chúa Giêsu nói làm sao? Ở giữa hai thế giới đã có một cái ngăn cách mà bên này không qua bên kia được, cho nên sau này anh không có xin passport đi được đâu.
Con xin cha giải thích cho con một chút về cái ngụy thư. Vì có người bảo con là hiện nay là có bản dịch của phúc âm Đức Maria rồi phúc âm của Thánh Giacobbe. Yeah. Thì xin cha giải thích cho con. Thế nào gọi là ngụy thư ở trong tiếng Hy Lạp? Acropophio ở trong tiếng Hy Lạp nó có một cái là nó không có đúng cái bản, không đúng, cái bản thứ hai thì đúng hơn. Thì ngụy thư là gì? Thưa, ngụy thư là những thư của các tông đồ hoặc là những thư viết về Chúa Giêsu Kitô mà không được giáo hội công nhận. Bởi vì cho đến khoảng thế kỷ thứ 3 thì giáo hội mới công nhận và đưa vào trong cái bản chúng ta gọi là bản canon đó, bản lịch, bản lãm đó, là bốn phúc âm của Matthew, Marco, Luca và Gioan. Ngoài bốn phúc âm đó, chúng ta còn có những cái cuốn khác nữa, chẳng hạn của Giacobbe, và mới đây người ta tìm ra một cuốn phúc âm của Judas Iscariot. Tất cả những cái mà không được giáo hội công nhận thì chúng ta gọi là ngụy thư. Và vì nó là ngụy thư cho nên chúng ta không bắt buộc phải tin. Tuy nhiên trong những ngụy thư đó có những điều mà giúp cho giáo hội chúng ta rất nhiều. Ví dụ, thư của Thánh Giacobbe nói cho chúng ta biết mẹ của Đức Maria tên gì? Anna. Bố của Đức Maria tên gì? Hai cái tin đó chúng ta lấy được ở trong ngụy thư của Thánh Giacobbe. Bởi vì trong phúc âm, bốn phúc âm chúng ta không thấy. Cho nên ngụy thư chỉ là những sách không được giáo hội công nhận và chúng ta không bắt buộc phải tin. Tuy nhiên có những điều mà chúng ta thấy hợp hay cái gì đó thì giáo hội đôi khi vẫn lấy những cái tin tức đó ra. Vâng. Hết rồi ạ. Nếu mà chúng ta ngắn gọn thì chúng ta có thể có hai câu hỏi nữa thôi nhé. Xin mời cô. Dạ thưa cha, con có ý định là trước khi con chết đó, con sẽ đồ nỉ bộ phận của con để cứu một vài người. Nhưng nếu đời sau xác là người sống lại thì con có nên làm nữa hay không? Vâng, rất là hay. Thật sự không phải chỉ có donate không thôi và giáo hội cho phép hả? Rồi như tôi trả lời, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng con người của chúng ta chỉ có cái thân xác không, cho nên nếu mà trường hợp mình cho gan, cho mắt rồi bữa sau rồi ai lấy mắt mình thì sao? Nhưng mà tôi nói cho chị biết, chị cũng không có, nếu ngay cả khi chị không có donate, chị không có hiến tạng, hiến thân xác của chị, thì chị có biết là nhiều khi ông bà mình chôn xuống dưới đất nhé. Rồi bây giờ tôi đặt thêm một vài câu hỏi nè. Khi mà chôn xuống đất hay là nhiều khi ông bà mình đi vượt biên bị cá ăn, cá nó ăn xong rồi mình ăn con cá ăn xong rồi mình ăn nó, mình chôn xuống đất trồng một cái cây nó lên cái trái táo kiểu mới ăn ngày hôm qua có xác của mấy người chết cách đây mấy trăm năm. Tôi đi dài dòng như vậy để cho các chị vui thôi, nhưng mà cái ý của tôi nói như thế này. Thật sự tất cả chúng ta rồi đây cũng hủy diệt, nó sẽ thâu nhập vào một nơi nào đó, cá nó ăn những người đó, chúng ta ăn con cá, liệu những cái DNA đó, cái ADN đó nó còn nằm ở trong mình không? Đừng có nghĩ quan tâm tới cái đó hả? Cái điều mà quan trọng là thân xác chúng ta rồi đây chết, tất cả những cái hiến chúng ta có thể giúp cho người khác sống, giáo hội cho phép, bởi vì cái tim, cái óc, cái con mắt nó không làm nên con người của chị. Bởi vì con người của chị nó còn nhiều hơn cái đó nhiều. Một cái lịch sử, cái tình thương, cái nụ cười, cái vóc dáng, tất cả những cái đó. Và câu hỏi cuối cùng. Vâng, câu hỏi cuối cùng ở trên lầu ạ. Thưa cha, con cảm thấy sợ hãi và nghẹt thở mỗi khi nghĩ tới sự chết. Chị không phải là người duy nhất đâu. Mà xảy ra mỗi ngày. Và con xét mình thì thấy mình không có làm cái gì đến nỗi phải sợ hãi tới mức độ đó. Thì cái môn mình chết, theo kinh nghiệm của cha thì mình cảm thấy như thế nào? Chị nói theo kinh nghiệm của tôi đó. Không biết là chị muốn hỏi tôi về cái chết định nghĩa theo y khoa, hay là cái chết định nghĩa theo xã hội, hay là cái chết định nghĩa theo tình yêu. Nếu mà tình yêu thì người ta nói sống không tình yêu là chết, mà biết thở rồi chị. Nhưng mà ý tôi muốn nói như thế này. Nếu mà nói là về kinh nghiệm chết thì tôi chưa chết, tôi chưa biết. Nhưng mỗi một linh mục chúng tôi, và thường thường tất cả những nam nữ tu sĩ của chúng tôi, trước khi đi ngủ thì chúng tôi có một cái kinh tối, kinh đêm. Và trong cái kinh đêm thì chúng tôi cầu xin cho chúng tôi được nghỉ yên ở trong Chúa. Rồi cũng ở trong cái kinh đó chúng tôi có một cái ý thức là đêm nay có thể là đêm cuối cùng. Vì thế đối với tất cả những người thật sự có niềm tin thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không còn sợ hãi về cái chết, như tôi mới trích thư của Thánh Phaolô gửi cho Corinto. Sự chết, cái nọc độc của người ở đâu? Bởi vì Chúa Giêsu ngài đã đánh bại sự chết rồi. Cho nên đúng, về phương diện con người đôi khi chúng ta sợ chết bởi vì mình để lại những người thân ở lại. Nhưng mà nói về một cái đức tin sâu xa thì đến một lúc nào đó tôi tin là chị sẽ không còn sợ chết nữa. Bởi vì thật sự sự chết nó đem lại cái hạnh phúc đời đời cho chúng ta. Ước gì tất cả chúng ta cũng có một cái niềm vui như vậy. Cho nên ai muốn lên thiên đàng bây giờ đưa tay coi. Xin cảm ơn tất cả. Xin tất cả chúng ta cho cha Nguyễn Khắc Hy.
David và Saul là câu chuyện rất hay. Chúng ta hãy đọc lấy hai cái gương đó để thấy. Ông Saul trước hết được làm vua trước vua David. Saul là vị vua đầu tiên của người Do Thái. Rồi khi Amalek, tức là quân Amalek tới để mà đánh, thì ông phải dâng lễ vật cho Thiên Chúa và xin Thiên Chúa phù trợ để ông có thể đánh thắng quân Amalek. Nhưng mà đợi tiên tri Samuel đến mà đợi lâu quá. Ông chỉ là một người vua thôi, ông đâu có phải tư tế đâu. Vậy mà đợi vua tới lâu, ông sợ là tới dân của lễ không kịp, rồi Thiên Chúa không có giúp cho ông để mà đánh thắng quân Amalek. Cuối cùng ông làm gì? Ông ra, ông lấy lễ vật, ông bỏ lên trên giàn lửa, ông thiêu xong rồi, ông dâng của lễ luôn. Samuel tới nói nè, ông đâu có phải tư tế đâu mà ông đi làm lễ. Hả? Có phải, đâu có phải cha hậu vắng nhà một cái là mấy giáo dân ở đây lên mặt có lễ làm lễ được đâu. Cho nên khi tiên tri Samuel lên tiếng trách ông, thì ông không có nhận lỗi. Ông nói, gãi đầu, tại vì dân này nó cứ bắt tôi phải làm cho nhanh cho rồi, chứ không quân nó tới nó đánh mình thua. Ông đổ lỗi bên này, ông đổ lỗi bên kia. Và cuối cùng khi Samuel nói với ông không những chỉ có phạm cái tội này thôi, ông còn phạm một cái tội nữa, là khi ông vào chiếm cái vùng này, thì Thiên Chúa nói với ông làm sao? Tất cả những của cải phải đem tiêu diệt hết, không có được lấy của người Amalek. Chó, mèo, vợ, tất cả bê bò gì phải giết sạch, không có được lấy. Rồi ngay của nhà vua nữa cũng không có được giữ. Vậy mà ông tha chết cho nhà vua, rồi tất cả những của cải, chiên, bò, dê, cừu ông giữ lại. Tại sao? Thì thay vì nói, thì tôi bất tuân lệnh Chúa, tại tôi thấy mấy con bê này béo quá, tôi giữ lại, tôi ăn cho nó ngon hả? Ông bắt đầu biện minh, excuse đó, tiếng Mỹ đó, biện minh. Tôi giữ cái này lại đó, là để sau này tôi dâng của lễ cho Thiên Chúa. Samuel lại chửi ông một lần nữa, ông sai. Và ông đã bất tuân lệnh của Chúa. Nói như vậy để thấy Saul là một con người luôn luôn lúc nào cũng chạy tội. Và cuối cùng khi mà ông bị vô cái thế bí, Samuel nói với ông tất cả những tội lỗi rồi, thì ông nói một câu, tôi có tội trước mặt Chúa. Nói xong rồi là thôi, không có một hành động sám hối gì. Và cuối đời ông chết, chúng ta biết chết một cách tức tưới, là bởi vì khi không còn tin Thiên Chúa nữa, thì bắt đầu ông quay qua tin vào mê tín dị đoan. Ông mời các cái bà thầy về để mà nhảy đồng gọi hồn. Mấy cái đó xưa lắm rồi, không có gì mới đâu. Mà khi gọi hồn về đó, thì lúc đó Thiên Chúa đã trừng phạt Samuel, Saul. Và sau khi Saul chết thì đưa David lên. David lên thì chúng ta thấy ông cũng phạm tội. Hôm qua chúng ta cũng nghe chuyện Bathsheba đẹp quá, đi tắm, ông đứng trên lầu nhìn xuống thấy bà, rồi bắt đầu đem lòng đam mê, tìm cách chiếm hữu bà. Chiếm bà thì không nói rồi, lại còn tìm cách giết chồng bà, ông tướng Uriah nữa. Và cuối cùng khi mà tiên tri Nathan đến để mà đối chất với ông sai, ông phạm tội trước mặt Chúa. Ông cởi bỏ cái ngự bào ra, sức tro lên đầu, quỳ xuống và ăn năn sám hối. Rồi 150 thánh vịnh mà chúng ta biết ở trong Kinh Thánh, người ta vẫn nói là do David sáng tác thật sự, do những người làm trong đình vua sáng tác thì đúng hơn. Nhưng ở trong đó chúng ta đọc những thánh vịnh 31, 51 chẳng hạn, nói lên được cái lòng sám hối. Lạy Chúa, con là một tội nhân, Chúa thương con vô vàng, tại sao Chúa lại thương con như vậy? Tại sao Chúa lại không trừng phạt con? Cái lòng sám hối của ông là một cái lòng sám hối rất là đặc biệt, mà không chừng chỉ có ngồi than khóc. Bắt đầu ông xây đền thờ, ông nói ta ở nhà thì hương bá ly băng, mà lều tạm của Thiên Chúa ở trong cái lều vậy đâu có được, không biết Thiên Chúa ở lều không được, xây lên một đền thờ. Và vì thế ông làm kế hoạch, rồi con ông là vua Salomon xây đền thờ Jerusalem. Ông đưa tất cả người ta tập trung về Jerusalem làm trung tâm tôn giáo của người Do Thái. Nói một cách đơn giản là David là một người cũng có tội, nhưng ông ăn năn sám hối và thay đổi. Còn ông Saul chẳng có thay bao nhiêu. Rồi chúng ta biết câu chuyện của Phêrô và Judah, nghe nhiều rồi. Judah cũng phạm tội, cũng khóc lóc buồn phiền thì có, rồi thất vọng ra ngoài thác cổ chết. Phêrô cũng buồn phiền, cũng khóc lóc, nhưng mà rồi cuối cùng ông biết đến lúc mà ông phải đứng ra để lãnh đạo giáo hội. Và theo truyền thuyết thì ông bị đóng đinh ngược ở trên đồi Vaticano, tức là ở Vatican bây giờ, chết nơi mà bây giờ chúng ta xây cái đền thờ Thánh Phêrô đó. Rồi đến một người bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu, ở trong Kinh Thánh thì chỉ nói là một tội phạm thôi, nhưng mà không biết người Việt Nam mình lấy đâu ra cứ hay kêu là tên trộm lành. Tôi cũng tội cho ông này, không biết ông phạm tội gì mình cứ kêu ông đi ăn trộm. Từ nhỏ tới lớn tôi cũng cứ nghĩ là ông này là đi ăn trộm, cho nên quen miệng nói là tên trộm lành.
mà cũng hay hay, tiếng Việt mình cũng hay, trộm mà lại có hai loại, một loại trộm lành rồi loại trộm dữ nữa. Thì cái ông này thuộc cái dạng trộm lành, có đúng không? Nhưng mà ở trong Kinh Thánh thì nói là có hai tội nhân đóng đinh hai bên, thì một trong hai người đó cũng sám hối bằng những hành động cụ thể. Anh ta nói với người kia, mình chết là đúng rồi, tại mình sai, mình tội. Cái ông này có cái tội gì đâu mà tại sao cũng bị kết án như vậy. Cho nên Đức Giê-xu ơi, khi nào mà ông về nước ông nhớ đến tôi vậy. Nó có những hành động cụ thể. Chúa Giê-xu ở trong phúc âm của Luca, Ngài nói làm sao? Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Nếu họ không sám hối, không được ơn tha tội. Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus, và khi họ gặp Đức Giê-xu sau khi Ngài bẻ bánh rồi, họ trở về Jerusalem và họ nói làm sao? Phải kêu gọi rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Mà rao giảng cái gì? Rao giảng kêu gọi muôn dân sám hối để được ơn tha tội. Rồi trong phúc âm của Luca chương 15, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Ở đây không nhìn, không nói ra chúng ta cũng biết rồi, ai trong các ngươi vô tội hãy ném đá đi. Mà phúc âm kể rất là hay, những người lớn tuổi đi trước. Càng chồng chất tuổi đời càng biết mình có tội, mà đó là một thực tế. Chúng ta không có dám vỗ ngực xưng tên. Khác với cái nền tảng chính trị bây giờ trong xã hội này hả, ai đứng ra cũng khoe mình làm được những việc gì. Nhưng trước mặt Thiên Chúa chúng ta biết, những người tội mà sám hối ăn năn thì trên trời còn vui hơn là 99 người không ăn năn. Nói như vậy để thấy mùa chay kêu gọi chúng ta có những hành động thực tế. Vậy để mà đi vào một cái gương sống thực tế, chúng ta cùng nhau nghe một câu chuyện của một người sám hối. Cùng nhau chúng ta nghe câu chuyện của một con người sám hối. Và cái việc làm của ông, hành động của ông cũng là gương mẫu để cho tất cả chúng ta noi theo. Sau khi vào thành Jericho, Đức Giê-xu đi ngang qua thành phố ấy, và kìa có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-xu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông thì lại lùn. Ông chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-xu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông, này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi sẽ ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người xăm xì nói với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào sao? Còn ông Gia-kêu thì đứng ra thưa với Chúa Giê-xu, thưa Ngài, này đây phân nửa gia tài của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã cưỡng lại của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giê-xu nói về ông ta, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Chúng ta đọc câu chuyện của ông Gia-kêu, và chúng ta coi đây là một cái gương sống đạo về vấn đề sám hối. Ở trong phúc âm nói là khi Đức Giê-xu đi qua vùng Jericho, có một người tên là Gia-kêu, ông đứng đầu những người thu thuế giàu có và ao ước được tìm gặp Đức Giê-xu. Trước hết là ông ta có lòng ước muốn tìm gặp Đức Giê-xu. Cuộc đời của chúng ta muốn sám hối nó phải bắt đầu bằng cái lòng ao ước. Nếu chúng ta không có ao ước, nếu chúng ta không muốn thì chúng ta không thể làm gì được. Có những người sống mà chúng ta gọi là bình chạy đó hả? Họ không muốn bon chen với đời, họ sống sao cũng được hả? Ngày ba bữa thì vỗ bụng rau bình bịch, đêm năm canh thì ăn giấc ngáy pho pho, người quân tử thì ăn chẳng cầu no. Làm như vậy tôi sống thì bon chen với đời với ai? Mà làm như vậy thì có gì mà chúng ta gọi là cầu tiến?
Ngày xưa cái tư tưởng về chính trị của Nguyễn Bỉnh Khiêm thì khác. Các vị sống ở trong thời kỳ mà chúng ta gọi là loạn thần, mọi con người đều chạy theo tiền bạc mà bỏ đi những cái nhân đạo với con người. Ai cũng ham thăng quan tiến chức hả? Cho nên những người có một cái lòng mà chúng ta gọi là đạo lão đó hả? Trung dung, họ muốn ở thế nào mà con người của họ bình an, chứ còn cứ phải bon chen lao theo đồng tiền thì chẳng tới đâu. Cho nên họ làm những cái bài thơ để dạy chúng ta: một mai một quốc một cần câu, thơ thẩn nào ai vui thú nào, ta dạy thì ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn thì người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao, rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Nghe bài đó bao giờ chưa? Trời ơi, cái dân mà trước năm 75 mà đi học cổ văn mà không thuộc thì chỉ có ra đây mà đánh đòn thôi. Trước là tôi học cổ văn cho đến khoảng lớp 9. Lớp 9 là bắt đầu qua kim văn nha. Lớp 6, lớp 7, lớp 8 là chương trình cổ văn hịch Trần Hưng Đạo, thơ của các đất là phải thuộc lòng rồi. Rồi đến bắt đầu qua tới chương trình kim văn, rồi tới luận văn này. Ôi trời, sau này tới 11, lớp 12 thì tôi khỏi nói rồi. Chương trình rất là cao. Nhưng mà những cái bài thơ đó nói về cái gì? Nói đến những con người họ bất cần đời. Rượu đến gốc cây thì ta sẽ nhấp, có thì uống một chút cho vui, nhưng mà nhìn xem phú quý tựa chim bao. Họ không có mơ tới phú quý thăng quan tiến chức, họ không cần phải bon chen. Mà những con người không có cái lòng ước ao để bon chen như vậy, họ không bon chen. Vậy thì con người chúng ta bắt đầu với cái lòng ước ao, cái mà chúng ta muốn phải có. Bởi vì nếu mình không có tìm sự thay đổi thì không bao giờ mình thay đổi được. Có biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong gia đình, vợ chồng ở với nhau mà nhiều khi lục đục đã đến mức gần như là chia tay rồi, nhưng mà chúng ta vẫn đóng một cái bộ mặt gọi là cái kịch, đóng kịch, đeo một cái mặt nạ để khi bước ra ngoài thì mọi người nhìn vào vẫn thấy honey, em ở đâu, pha nước cho khách nè em. Nhưng mà đến khi người ta về rồi đó thì đúng là vợ chồng sống như chó với mèo. Có những lúc mà người ta nói bên trong nó đã hôi thối rồi, nhưng mà chúng ta không có dám vạch áo cho người xem lưng, và vì thế không có một cái ước ao để mà thay đổi. Một cái chuyện nhỏ, cháu tôi hồi nó 4-5 tuổi, bây giờ nó lớn rồi, nó gần chuẩn bị đi đại học rồi. Tôi nhớ mới có mấy tuổi thôi, tôi ngồi nói chuyện với mẹ nó, hai anh em đang ngồi nói chuyện thì nó chơi ở ngoài kia một cái nền không phải bằng cái này, bằng cái loại đá đó. Thì nó chơi ba cái đồ chơi nhựa thôi. Chúng tôi nghe nó đổ, nó. Thì mình nghe đổ mình sợ là nó bể cái gì hoặc là nó có chuyện gì hả. Nhìn ra thằng nhỏ hỏi cái gì vậy con. Thằng nhỏ chưa đi học mới có mấy tuổi bắt đầu nói tiếng Anh rồi. Nó cầm hai cái miếng nhựa mà để ghép lại thành hình, có cái hình giống như cái pizza đồ chơi của nó đó. Rớt xuống thì nó bể ra, nó cầm nó ghép lại, nó nhìn mẹ nó nói nothing. Hỏi cái gì vậy con, nothing. Nhiều khi trong gia đình có những người đến, không phải họ không biết, họ muốn để giúp đỡ chúng ta, họ hỏi cái gì vậy anh, cái gì vậy chị, mình chỉ lắc đầu một cái nothing. Mà thật sự nó không phải là nothing, thật sự là nó đã thối rồi, là đã đến lúc mà có thể gia đình sắp tan vỡ rồi, nhưng chúng ta không muốn, hay là không muốn người khác biết, hay là không có cái lòng ước ao để mà thay đổi. Mà nếu chúng ta không có cái lòng ước ao để thay đổi, hay là tự mãn tự hào với những gì mà chúng ta đang có, thì ai có thể thay thế, ai có thể sửa mình được. Sống với chế độ cộng sản cũng có nhiều cái hay. Cái hay là nó tập cho chúng ta có một cái tính là bất cần đời. Tôi nhớ một cái câu mà tôi thích nhất, bây giờ thì tôi thấy hết rồi, hồi mà năm cộng sản mới về đó, ở lại bên đó tôi đi tới năm 87 tôi mới đi. Nhưng mà ở bên đó tôi thích là mỗi lần đi ra đường đó, mấy cái ngày mà gần cái ngày thành lập đảng này kia, tôi nhớ là ở trên mấy cái đường họ có mấy cái băng rôn đó, họ treo, mà có một cái câu nghe giật mình lắm nha: Việt Nam phải đỉnh cao trí tuệ loài người. Nghe giật mình chưa? Tôi nhìn thì tôi tự hào lắm, mà tôi nghĩ trời ơi, mình là đến tới đỉnh cao trí tuệ loài người rồi, còn chỗ nào nữa mà lên, hết rồi. Bây giờ mấy cái đó sao không thấy nữa, tôi nghĩ bây giờ hình như nó bắt đầu nó biết đọc chữ rồi, không dám treo. Tôi đâu có phải là người duy nhất, nó là mấy người ở lại có nhớ mấy cái câu đó không? Có không? Việt Nam phải đỉnh cao trí tuệ loài người. Lạy Chúa tôi mà dạy cho con cháu mình như vậy thì tôi sẽ nói con cháu: nước Việt Nam chúng ta là hết chỗ lên rồi con. Chỉ có thiên hạ theo mình chứ còn mình theo ai bây giờ. Đỉnh cao trí tuệ loài người, lạy Chúa tôi nghe mà giật mình. Nói như vậy để thấy cái dốt. Nói như vậy để thấy cái dốt của những con người, họ không còn cái chỗ nào để đi lên, mà thật sự là một con người ở cùng đáy của xã hội. Nhiều khi trong con người của chúng ta
mình muốn thay đổi. Mà bởi vì cái bộ mặt bên ngoài của mình là đỉnh cao trí tuệ loài người, thì ai dám thay mình nữa, ai dám giúp mình để thay đổi nữa. Và vì thế yếu tố đầu tiên để cho chúng ta muốn thay đổi là phải có cái lòng ước muốn. Gia kêu ước muốn tìm gặp Chúa Giê-xu. Và cái ước muốn này nó đến từ chính ông ta. Không có ai cho mình cái lòng ước muốn đó được. Cái lòng ước muốn này là cái yếu tố căn bản và cần thiết. Mà nó cũng là cái bước đầu của thành công. Bởi vì khi mình ước muốn thì mình sẽ cố gắng để mà làm. Còn một con người, con cháu chúng ta cũng vậy. Những đứa nào mà nhiều khi nó ham hỏi con sau này muốn làm cái gì, sau này con muốn làm bác sĩ kia, đương nhiên học hành thì nó khó, nhưng mà ít nhất là nó nói con muốn làm cái này cái kia, nó còn đi học. Còn bây giờ có một đứa hỏi con đi tới trường học không, không hỏi con muốn làm cái gì, làm gì cũng được, con ăn ba bữa ngày ba bữa được rồi, không có đi xin ăn thôi chết rồi, hết cỡ rồi. Khi mà nó không có một cái lòng ước ao để mà nó đi lên thì làm sao mà chúng ta có thể khuyến khích nó được. Nhưng mà khi ông Gia-kêu ông muốn tìm gặp Chúa Giê-xu thì có những cái gì làm cản trở ông? Đâu có phải muốn là gặp được đâu. Đâu có phải chúng ta muốn gia đình chúng ta thay đổi là mình thay đổi được đâu. Không có dễ dàng. Khi ông muốn thì có những yếu tố mình gọi là những yếu tố chủ quan. Chủ quan là những cái thuộc về mình làm chủ được. Trong phúc âm nói làm sao? Ông lùn, đám đông thì lớn mà ông thì lùn. Lùn thì làm sao mà nhìn được Chúa Giê-xu? Mà ông đâu có phải muốn như vậy đâu, sinh ra như vậy rồi. Yếu tố chủ quan là những cái nó nằm trong tầm tay, hay là nó nằm trong cái mà mình khó có thể thay đổi được. Ông bà đây, có những người qua đây, bây giờ xa mấy cũng vậy, cũng ráng chạy tới đi lễ Việt Nam. Vì sao? Bây giờ mà vô lễ Mỹ nghe có hiểu gì đâu. Là bởi vì mình lỡ sinh ra ở bên Việt Nam, lớn lên nói tiếng Việt rồi, cho nên bây giờ qua đây mỗi lần nói tiếng Mỹ nửa tiếng đồng hồ mỏi tay. Phải không? Nói với Mỹ chừng 10-15 phút là mỏi tay. Chứ vẽ của ông nó đâu có hiểu. Rồi những cái yếu tố đó, mình sinh ra không có đẹp, mình sinh ra không có thông minh, mình sinh ra không có giàu. Nếu mà trường hợp đẹp á, đẹp trai đó, đẹp trai như tôi. Cỡ như tôi mà bây giờ đi bán các cái sản phẩm thì ai mà mua? Dạ? Hết. Thấy là hết hồn, khỏa may là phải trả tiền cho người ta tới, người ta mua thì được. Nhưng mà những cái thằng đẹp trai, những cái cô đẹp gái, nó chỉ cần đi trên cái dàn gọi là catwalk hả? Nó đi một cái như vậy kiếm triệu đô, bởi vì nó bán cái gì cũng có người mua hết. Còn cỡ như mình bây giờ ra mình cho người ta không lấy nữa. Rồi bắt đầu mình sinh ra mình nói trời ơi, sao con không được đẹp như người này, con không được giỏi như người kia. Có những cái mà mình sinh ra nó như vậy, nhưng đâu có phải đó là cái hạn chế suốt đời của mình. Để coi ông Gia-kêu ông làm cái gì mà ông gặp Chúa. Chúng ta không có giỏi, chúng ta không có thông minh đúng, nhưng mà trong cái tầm hiểu biết của mình làm được cái gì thì mình làm. Và vì thế khi Chúa Giê-xu ngài đưa cái dụ ngôn là có những người nhận hai nén thì ông chủ đòi lại chỉ có bốn, có những người nhận một nén ông chỉ đòi lại chỉ có hai, mà những người nhận năm nén coi chừng. Đâu có phải những cái tiêu chuẩn chúng ta đưa ra trong xã hội, ô người này may mắn, người này đẹp, người này giỏi, đó chỉ là những tiêu chuẩn mình đưa ra thôi. Còn đối với tiêu chuẩn của Thiên Chúa nó hoàn toàn khác. Tiêu chuẩn của Thiên Chúa là liệu chừng tất cả những gì con có ở trên thế gian này nó có giúp cho con sau này được kết hợp với Thiên Chúa trên trời không? Liệu chừng tất cả những cái đẹp, những cái hay, những cái giỏi, cho nên không phải vô tình mà người Việt Nam chúng ta không biết về Kitô giáo nhiều, nhưng mà họ tin vào thuyết nhân quả và Phật pháp của Phật pháp đó, cho nên họ mới nói làm sao hồng nhan thì bạc phận đúng, họ nghĩ như vậy. Bởi vì những người mà người ta cho là may mắn thì ngay cả đời này chưa chắc đã gặp may mắn. Biết bao nhiêu những con người nghèo khổ hả? Nghèo vừa xấu vừa khổ, nhưng mà rau tôm nóng với ruột bầu, chồng trang vợ húp mà gật đầu khen ngon. Cái hạnh phúc nó đến đâu có phải lệ thuộc vào những cái yếu tố bên ngoài. Rau tôm họ vất đi, ruột bầu họ vất đi mà nấu hai vợ chồng khen ngon. Còn biết bao nhiêu những con người mà người ta nói là hồng nhan bạc phận, cho nên nhiều khi cứ nằm ngồi một chỗ mà than hả? Chẳng hay muôn sự tại trời. Trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần thì phải phong trần, mà cho thanh cao thì mới được phần thanh cao. Chúng ta không tin vào số mệnh như vậy, nhưng ít nhất
Chúng ta cũng biết là Thiên Chúa không có phải bởi vì cho mình một vài những cái khả năng hạn chế mà nó trở thành một án phạt cho mình không. Những vị thánh ở trong giáo hội, những người gọi là gương mẫu của giáo hội thì cũng có một số thông minh, nhưng mà cũng có một số hết sức đơn sơ, và họ trở thành thánh bởi vì trong cái khả năng của họ, họ cho chúng ta được cái gương sống. Vị bổn mạng của tất cả các linh mục là một ông thi đâu rớt đó, Joan Vianney. Không phải là những người tài giỏi, mà là những người có một lòng đạo đặc biệt. Và vì thế bổn mạng tất cả các linh mục là những ông thi đâu rớt đó. Nhiều khi đi học mà tôi dạy đó, tôi dạy cho các thầy đó, mà những ông nào mà học kém thì tôi không nói, nhưng mà phải có cái lòng, cái tâm. Tiến sĩ của giáo hội là mới đây là Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Ai biết tiếng Pháp đọc những cái thư của Ngài viết, Ngài mới học lớp 3, lớp 4 thôi, viết câu văn tiếng Pháp còn chưa chính xác về văn phạm. Nhưng Ngài được gọi là tiến sĩ bởi vì tiến sĩ là cái cấp vị cao nhất ở trong đời này, là những người sáng nghĩ ra, sáng chế ra một cái công trình gì đó cho nhân loại. Thì Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Ngài sáng chế ra, Ngài sáng tạo ra một cái cách thức để sống đạo mà người ta gọi đó là cái con đường thơ ấu thiêng liêng. Một cái đường sống thiêng liêng rất là nhỏ bé, thơ ấu như một đứa con nít đứng trước mặt Thiên Chúa. Mà từ xưa đến nay ai cũng biết, Chúa Giê-xu nói ai muốn đến với ta thì phải trở nên như trẻ nhỏ, nghe hoài mà mình làm không được. Còn chị Thánh Teresa, Ngài rất đơn sơ. Và vì thế cái cách sống của Ngài là một cái sáng tạo mới cho nhân loại, cho nên giáo hội nâng lên Ngài làm tiến sĩ. Nói như vậy để thấy có những yếu tố chủ quan ở trong con người. Ổng là một nhỏ người, ổng có những cái hạn chế của ổng, ổng lùn. Rồi, những gì có mà ổng không có thể thay thế được. Bây giờ mình nghèo, mình xấu, thì bây giờ làm sao bây giờ? Nghèo thì tôi không nói, mình có thể làm việc. Nhưng mà bây giờ con người tôi lùn như thế này, con người xấu tôi xấu như thế này, tôi không có được thông minh như người khác, tôi học hoài mà không có thi đậu được. Tất cả những cái đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng là liệu chừng tất cả những cái đó có giúp chúng ta sống một con người tốt. Rồi liệu chừng chúng ta có nhìn con người mình một cách lạc quan hay không. Liệu chừng với tất cả những cái khó khăn đó, chúng ta có thể nhìn thấy thay đổi đời mình, hay là chúng ta cũng cứ bi quan, ngắn cực mà đổ lên non, cong lưng mà chạy, mà cực nó còn chạy theo là làm sao. Tại sao mình cứ bi quan như vậy? Tại sao mình không nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, đời này mới cái đời thứ hai thôi, còn đời nữa tôi chắc chắn sẽ giàu. Bởi vì Thiên Chúa Ngài cho chúng ta nhiều cái mà mình gọi là hạn chế, nhưng mà những cái đó chỉ có tiêu chuẩn ở ngoài đời thôi. Biến cố năm 75 dạy cho chúng ta nhiều cái rất là hay hả? Ông bà của chúng ta ngày xưa có một câu: nhất sĩ nhị nông, có đúng không? Ở trong đời thì quân sư phụ trước là vua, rồi đến cái gì, quân sư thầy cái đã, rồi mới tới cha. Cho nên những người mà đi làm nghề giáo ngon lành lắm. Cho nên ở trong xã hội thì nhất sĩ mới nhị nông, nghề nông có cái gì đâu. Nhưng mà coi chừng hết gạo mà chạy rong thì nhất nông nhi sĩ. Là bởi vì cuộc đời nó thay đổi là như vậy. Cho nên dạ, vâng, đi ngược lại. Khi mà thời đại thay đổi, chế độ thay đổi, nhất sĩ nhị nông mà hết gạo chạy rong, có phải không? Thì nhất nông nhị sĩ. Cho nên người ta dẻo với nhau rất là nhiều. Cười người thì chớ có khá cười lâu. Cười người mà hôm trước thì hôm sau người cười lại mình thôi. Bên cạnh yếu tố chủ quan còn có cái yếu tố khách quan. Ở trong phúc âm nói là ông Gia Kêu thì lùn mà đám đông thì lại lớn. Ông đã lùn rồi mà đám đông nhiều quá, làm sao thấy Chúa Giê-xu? Ông làm gì được với đám đông? Không được gì hết. Bởi vì yếu tố khách quan bên ngoài mà, ông đâu có làm chủ được. Bản thân ông thì ông còn làm chủ được, mà người ta bây giờ ông làm gì với họ? Quýnh đánh đập họ à? Chúng ta là những người làm cha làm mẹ, tôi là linh mục, chúng ta có cái tâm hồn và có bổn phận giáo dục cho con cái mình. Mình mong nó trở nên con người tốt. Mình dạy cho nó: con à, buổi sáng dậy đọc kinh nha con, đi học thì nhớ ăn cơm làm dấu nha con, rồi mỗi tuần ráng đi lễ nha con, đi ra đường thì nhớ tôn trọng người này người kia. Mình dạy cho nó những cái tốt, rồi mình nói với nó làm cái gì thì phải biết thương yêu người khó nghèo. Mình dạy nhiều cái, nhưng mà mình luôn, trong khi cái đám đông nó quá lớn,
Cái đám đông nó vượt quá sức của Gia-kêu. Cái đám đông của media, của truyền thông, của báo chí, nó nhồi nhét trong đầu óc con cái của chúng ta: tại sao mày phải như vậy? Nào là những cái vấn đề bố mẹ mày nói mày không có được làm, nhưng mà tao nói cái này có gì đâu không được làm, mày cứ sống thoải mái, hai đứa mày thương nhau hả? Thì vô ông kia ở, ai biết đâu. Rồi tất cả những cái mà giáo hội dạy, nào là vấn đề đồng tính, nào là vấn đề sống trước hôn nhân, những cái đó sai. Cái media nó còn quá lớn, và nó lớn đến nỗi mình không làm gì được. Một ngày mình gặp con mình 2-3 tiếng đồng hồ, mà ở nhà trường nó nhồi nhét trong đầu óc. Cho nên cuối cùng mình cảm thấy, những người làm cha làm mẹ mình cảm thấy bất lực. Nhiều khi mình nói thôi con mình nhỏ, mình đem cái máy computer ra mình bỏ ăn trước, để mình hy vọng là tránh đừng để cho nó nhìn những hình ảnh xấu. Nhưng mà cái đám đông nó lớn lắm. Trời ơi, mình đi ngủ hay là những cái máy nhỏ nhỏ của tụi nó, bây giờ chỗ nào nó cũng vào internet được. Tôi nói về để thấy cái đám đông này nó lớn đến độ nhiều khi chính giáo hội và mình là những người làm cha làm mẹ cảm thấy bất lực. Đám đông quá lớn, nó vượt sức của ông Gia-kêu. Nhưng mà ông cũng đâu có thua. Ông quyết định treo lên cây. Chúng ta ở trong đời nhìn thấy có những cái chúng ta biết. Mình muốn giáo dục con, mình muốn cho con mình tốt. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng phải đầu hàng thật sự như vậy. Con cái bây giờ nó về, nó vặn vẹ, nó hỏi han rồi nó chất vấn mình. Những cái mà nhiều khi mình không biết nó lấy ở đâu ra. Tin tức có, internet có, bạn bè có. Mà nó nghe bạn bè, nó nghe những cái đó còn nghe hơn là nghe mình. Nhưng mà mình nó có đầu hàng. Ông Gia kêu vì ông ước ao cho nên ông quyết định trèo lên cây. Cái giá trị là ở cái chỗ quyết định này nè. Cái giá trị là ở cái chỗ quyết định. Có biết bao nhiêu người trong chúng ta định thì nhiều lắm mà không làm. Tôi á, mới đầu mùa chay tôi nói chắc là cái mùa chay này, trong mùa chay 40 ngày chắc tôi cũng phải xuống ít nhất là 15-20 bao. Tôi nói không à, giờ đang còn nằm y đây nè. Giờ mùa chay thì sắp hết rồi mà chưa xuống được, không biết là đi ra khám bác sĩ rồi ông nói làm sao đây. Ai trong chúng ta cũng có những người bạn vui. Tôi có một người bạn vui lắm. Mỗi một lần mà tôi gọi điện thoại, ban đầu mấy lần đầu tôi không để ý, hai vợ chồng tôi gọi hỏi thăm sao anh chị khỏe không, mới vừa nghe điện thoại của tôi nói chú Hy hả, chú Hy à, ô trời ơi anh chị mới đang định gọi cho chú đây. Lần sau cái tôi gọi anh chị khỏe, ô chú Hy hả, trời ơi anh chị mới định gọi cho chú đây. Lần sau tôi gọi điện thoại, chú Hy à, anh chị mới định gọi cho chú gọi. Định hoài không bao giờ gọi. Có bao giờ mà mình gặp mấy cái thằng bạn, cô bạn như vậy không? Cứ mỗi lần mình gọi nó nói ô tao định gọi cho mày, có không? Tao định gọi mà tao, sao mày định hoài vậy? Mày gọi đi một lần đi. Cái giá trị ở cái chỗ là có không? Cái giá trị là ở cái chỗ cái quyết định này nè. Ông quyết định treo lên cây và ông treo lên. Chứ còn ông ngồi ông nói tôi sẽ quyết định treo lên, tôi sẽ quyết định treo lên. Không treo thì bỏ mạng, có thấy Chúa Giêsu đâu. Cho nên ông quyết định treo lên, cái giá trị là ở chỗ đó. Và từ đây bây giờ về ít bữa nữa thì chắc chắn tôi nói anh chị em cũng gặp những người đó. Bóp phone lên mới gọi nó một câu là ta định gọi mày lần này lần thứ ba rồi đó nha mày. Cái giá trị là ở cái chỗ quyết định và làm. Mà quyết định thì phải dứt khoát, cần phải dứt khoát. Quyết định nó cũng cần có những cái dữ kiện chung quanh, nghĩa là gì? Mình cũng cần phải quan sát. Mình quan sát những cái dữ kiện chung quanh để mà mình làm cho nó đúng. Ông kêu, ông muốn nhìn được thấy mặt Chúa Giêsu. Ông thì lùn, đám đông thì lớn. Thì bây giờ ông làm gì? Ông nhìn chung quanh và ông thấy có cái cây. Ông quyết định trèo lên cái cây đó. Cái cây rất quan trọng. Nhiều khi anh chị em, nhất là vợ chồng, mà đã là vợ chồng một xương một thịt, rất khó tha thứ cho nhau. Bởi vì thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Đó là chưa nói anh chị em cha mẹ cùng trong một gia đình, nhiều khi chúng ta khó ăn nói với nhau lắm, mà những người khác họ dễ nói hơn, họ dễ giúp hơn. Cho nên cái cây bên đường là những cơ hội mà chúng ta có thể lấy được để giúp cho chính bản thân mình thăng tiến. Cộng đoàn ở đây, Hội đồng Mục vụ Cha Xứ mời tôi đến đây tuần này,
cũng với mục đích giảng tĩnh tâm cho anh chị em, để chúng ta hiểu hơn về đức tin. Đây là những cái cơ hội, những cái cây bên đường để giúp cho mình thăng tiến. Liệu chừng có bao nhiêu người nắm lấy cái cơ hội này, trèo lên cái cây này. Rồi anh chị em, có những lúc vợ chồng không nói được, nhưng bạn bè rất quan trọng, sinh hoạt của giáo xứ hết sức quan trọng. Cho nên có những lúc mà mình thấy có sự đụng chạm, thì các ông lôi chồng ra mà nói, hey, đi, mày xuống đây ngồi với tụi tao một chút. Rồi bạn bè mình dễ nói hơn, tao nói, tao nghĩ rằng mày không nên làm như vậy, vợ mày cũng có cái sai như mà mày. Rồi mình nói với nhau, chúng ta nghe. Đó là những cái cây ở bên đường, những cái cơ hội mà mình giúp đỡ nhau. Nhiều khi chúng ta có những cơ hội người khác đưa đến, giáo xứ mở tĩnh tâm, có những lúc mình ta mở các cái khóa học, được bao nhiêu người đó giữ. Có những cái cây bên đường, có bao nhiêu người nắm lấy. Con cái của chúng ta ngày nay qua đất Mỹ này có nhiều cơ hội phát triển, mà có những đứa nó chẳng có chịu phát triển, nó không biết nắm bắt cơ hội. Tôi nói con cái ở đây một phần là do tính tình của nó, nhưng mà một phần cũng do chúng ta khuyến khích nó. Có một dịp ở trên Washington DC tôi gặp thiếu nhi thánh thể đó, mà các em lớn đó. Rồi tôi cũng nói với các em về cái lý tưởng của mình. Tôi nói đến vấn đề cha mẹ rất là khó khăn khi mà đưa các em qua đây sống như thế nào, gặp nhiều khó khăn, hy vọng là các em sẽ có một tương lai sáng lạng. Rồi tôi cũng muốn các em phải cố gắng học để sau này mình có thể, bây giờ cộng đoàn Việt Nam mình thật sự mà nói phải tự hào là mình có mặt ở trên đất Mỹ này không lâu, trên dưới 40 năm, mà những thành công của mình tương đối là khá so với các cái sắc dân khác, tính về vấn đề phần trăm đó, cái tỷ số của người Việt Nam rất là khá. Nhưng mà như vậy cũng chưa có thỏa mãn, bởi vì người Việt Nam mình vừa cầu tiến, mà mình cũng muốn để trả đóng góp, gọi là trả hiếu cho cha mẹ. Cho nên một trong những cái mà cha mẹ vui không phải là tiền bạc, cho bằng là cái thành công của con cái. Rồi tôi cũng có dịp gặp các em, tôi mới hỏi các em, bây giờ các em ước ao 15, 16 tuổi, bây giờ các em ước ao sau này làm cái gì, có những cái đam mê hoặc là nhất là có những cái ước mơ gì. Ước mơ quan trọng lắm, ráng ước mơ đi, rồi từ từ mình sẽ tìm cách để thực hiện cái ước mơ đó. Em thì muốn làm phi hành gia lên không gian thì cũng giỏi rồi, em thì muốn làm tổng thống thì cũng được rồi, em thì muốn sáng chế những cái ngày cái kia thì cũng khá. Những cái ước mơ cứ mơ như vậy đi, chưa chắc mình đã làm được, nhưng mà ít nhất cho ước mơ nó lớn lớn. Hỏi em ước mơ gì sau này làm chủ tiệm nail? Cái đó cần gì phải mơ? Cái đó thì đâu cần phải mơ. Mơ thì cứ mơ cái gì cho nó lớn đi, rồi coi thử mình thực hiện được bao nhiêu. Sao em mơ làm gì? Mơ làm chủ tiệm tay, móc tay thôi. Nó vậy thôi, đơn giản. Tôi nói thì có tính cách tức cười, nhưng mà ít tôi muốn nói cái gì? Có nhiều cơ hội mà các em nó không biết nắm bắt. Và vì thế có một phần có thể nó muốn sống an phận, mà cũng có thể bởi vì không ai hướng dẫn nó để nắm bắt những cái cơ hội này. Những cái cây ở bên đường quan trọng lắm. Cộng đoàn của chúng ta cần những cái cây này. Anh chị em sinh hoạt với nhau trong cộng đoàn để ý. Tôi nói ai cũng như ai, ở lâu thì thức lâu thì mới biết đêm dài hả? Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chúng ta cứ nhìn qua tất cả mọi gia đình thì biết ai cũng gặp những khó khăn, nhưng chúng ta cần nhau, nâng đỡ nhau để chúng ta gìn giữ lấy những cái sự trung thành của gia đình là vậy. Mà ngay cả khi có sự đổ vỡ, chính chúng ta là những người phải tiếp tục giúp đỡ họ. Chúng ta là những cái cây để cho những người khác trèo lên. Cộng đoàn phải là những cái cây. Rồi khi mà trèo lên cây thì ông Gia Kêu thấy cái gì? Bây giờ ông trèo lên được rồi, ông trèo lên cây thì ông nhìn xuống, ông đâu có nhìn lên nữa. Trước đây ông lùn, nhưng mà bây giờ ông cao rồi. Khi chúng ta nắm bắt những cơ hội, có dịp để anh chị em giúp đỡ chúng ta biết có biết bao nhiêu điều kiện để cho mình thành công. Và vì thế khi ông Gia Kêu trèo lên cây, ông nhìn xuống và ông thấy đám đông đứng ở dưới ông. Tôi không nói với tính cách khinh bỉ, tôi chỉ muốn nói cuộc đời của chúng ta muốn tiến lên thì mình phải nhìn con người mình, nhìn những thực tế, nhìn những hạn chế của mình, và mình cũng nghe theo, nghe những cái lời phê bình chỉ trích của những người khác, nhưng mình không sống vì những dư luận và chỉ trích. Dư luận chỉ trích thời nào cũng có. Trâu cột thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn dài quần. Người ta nói như vậy. Ăn không được đạp cho đổ. Đó là tính của con người. Họ muốn hơn người khác. Cho nên
Họ luôn luôn đè bẹp mình. Mà nếu trường hợp chúng ta cứ đi nghe theo những dư luận thì làm sao cuộc đời chúng ta có thể thăng tiến được? Người ta nói đàn ông thì đạp trên dư luận mà đi, cái đó cũng sai. Mà đàn bà thì chiều theo dư luận, cái đó thì càng sai nữa. Dư luận, tất cả những lời chỉ trích phê bình nó có cái giá trị của nó, nhưng nó có cái giá trị để cho chúng ta suy nghĩ về mình và là một những con người thành thực trước mặt Chúa. Chúng ta biết mình cần phải làm gì, chứ không phải chúng ta sống mà cứ dựa trên dư luận và sợ dư luận. Ông Gia-kêu một con người lùn, và có thể người ta đã chê ông nhiều rồi, lại là một người thu thuế, cho nên người ta cũng đã chê bai ông nhiều rồi, nhưng mà không làm cho ông sợ sệt. Và vì thế ông quyết định treo lên cây nhìn xuống người khác. Tôi không nói ông đạp trên dư luận mà đi, nhưng có thể ông lắng nghe dư luận và lấy những cái đó làm yếu tố sống cho mình. Dư luận bao giờ nó cũng có lý cả. Chúng ta nghe câu chuyện có một người, họ đi bán cá đó. Nó đến, nó để một cái bảng: tại đây có bán cá tươi. Viết bảng xong ngồi một chút thì có một người đi ra nói: ha, cái thằng này dở hơi nhỉ. Mày đến cái làng này, mày nghĩ rằng cái làng này là những con người dốt hả? Họ không biết được phân biệt được đâu là đây, đâu là kia hả? Vì thế mày ngồi cái chỗ này mày bán cá, chứ nào mày đâu có phải ngồi cái chỗ bên kia đâu. Vậy thì tại sao mày cần phải viết cái bảng tại đây? Ai chẳng biết là mày ngồi tại đây mà bán cá. Mày nghĩ chúng tao không có suy nghĩ à? Anh ta nghe thấy có lý, anh ta xóa cái chữ tại đây, nó còn là có bán cá tươi. Ngồi được một chốc thì có người đi ra nói: ha, cái thằng này là coi thường dân ở trong làng. Tao nói cho mày biết, trên đời này không có cái thứ gì mà người ta cho không cả. Đã đem cá tới đây thì mày bán cho mày nghĩ là đem cho không hả? Mà cái cuộc đời đem cho không là chỉ có những thằng khùng. Mày coi chúng tao là những con người như thế nào? Chúng ta không phân biệt được hả? Cho nên mày cần phải viết cái bảng có bán sao? Ông nghĩ cũng có lý, cho nên ông xóa chữ có bán, để chữ cá tươi. Ngồi được một lớp chốc nữa thì có một thằng khác nó đi ngang, nó nói: mày ở cái làng nào tới? Cái dân làng này là cái dân làng ít nhất là có học, họ phân biệt được. Họ muốn ăn, họ ăn cái đồ tốt. Mày nghĩ rằng ở đây mà chúng ta mà muốn đi ăn lấy cá ương ăn hả? Mà như vậy cho nên đương nhiên bắt buộc cá nó phải tươi thì chúng ta mới mua chứ, mới ăn chứ. Tại sao mày nghĩ chúng ta không biết cho nên mày phải bỏ cái chữ cá tươi lên đây? Ông nghĩ có lý, ông xóa chữ tươi còn chữ cá. Ngồi được một chốc, có một người khác đến nói: ha ha, mày chuẩn bị đấy nha. Mày vào trong cái làng này mà mày coi thường cả cái dân làng này là mù mắt và dốt nát. Họ không phân biệt được đâu là con cá con cua. Mày ngồi đây mày bán cá chứ mày bán cua sao, mày phải để chữ cá cho chúng ta biết. Ông nghĩ cũng có lý, cho nên ông xóa luôn chữ cá hết. Tất cả những lời phê bình nó có lý của nó, không có cái nào vô lý cả. Chỉ có điều là liệu chừng chúng ta có lấy tất cả những lời phê bình đó áp dụng trong đời sống mình và thấy nó có lý cho mình hay không thôi. Khi chúng ta trèo lên, trèo lên là chúng ta quan sát được bên dưới, là không phải chúng ta đạp đổ dư luận mà đi, nhưng chúng ta nghe, lắng nghe và coi tất cả những cái gì có thể giúp để cho mình sống tốt. Và khi chúng ta trèo lên như vậy thì chúng ta gặp gỡ được Đức Giêsu Kitô. Gặp chỗ nào? Gặp qua việc làm, gặp qua người khác, gặp qua những công việc cầu nguyện, gặp qua giáo hội, gặp qua chính mình. Tôi chỉ đi vắn tắt. Công việc làm của chúng ta phải là công việc tìm gặp Đức Giêsu hàng ngày, trong việc nấu ăn, quét nhà. Gương sống của Thánh Damian Savio, một vị thánh nhỏ 13 tuổi, mà khi Ngài sống ở trong trường học nội trú, rồi có các sư huynh Frere dạy, rồi một ngày kia đang chơi đá banh thì một sư huynh hỏi các em này, nếu mà Chúa Giêsu đến thăm các em, tức là các em chết đó hả, gọi các em về đó, nếu Chúa Giêsu đến thăm các con bây giờ thì các con làm gì? Một đứa thì nói: con chạy về con xin lỗi ba má tại vì con có lỗi với ba má. Một đứa thì con xin đi gặp bạn bởi vì con còn mắc nợ nó, con phải trả tiền cho nó. Đứa thì con xin đi vào nhà thờ để con cầu nguyện. Đứa thì nói con sẽ cầu nguyện tại vì con mấy hôm nay con không có chịu cầu nguyện. Nói đủ hết. Thánh Damian Savio, sư huynh hỏi vậy con làm gì? Ông trả lời thì con vẫn cứ tiếp tục đá banh, con đang đá banh mà.
là bởi vì cái hành động đá banh của ổng đó, là ổng đá banh trong Chúa. Ổng vừa đá banh, ổng vừa cầu nguyện, ổng đá vui và ổng nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi người. Vậy thì tại sao bây giờ phải chạy vô nhà thờ làm gì? Nếu trường hợp chúng ta tìm được Thiên Chúa qua công việc làm, thì khi chúng ta lái xe đi làm, khi mà ngồi cầm giũa mà giũa, liệu chừng mình có thấy Chúa ở trong những người đó hay không, trong công việc mình làm hay không? Mà nếu trường hợp Chúa Giêsu có đến gặp chúng ta ngay khi mình đang giũa bộ móng tay, có cần phải chạy về nhà thờ không? Hay chúng ta phân biệt chỉ gặp Chúa ở nhà thờ, còn ra ngoài là hết Chúa? Nếu chúng ta tìm gặp Thiên Chúa thì phải tìm gặp ở trong mọi công việc làm, rồi tìm gặp Thiên Chúa qua những người khác. Đừng nói đâu xa, vợ chồng tìm gặp Thiên Chúa trong nhau, cha mẹ, anh chị em với nhau. Rồi chút đó chúng ta mới tìm gặp Thiên Chúa trong cộng đoàn. Đi ra ngoài, thật sự mà nói, có những người đi ra ngoài, người ta phải khen là trời ơi, chồng mày vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa dễ thương, vừa hiền lành, vừa rất là bác ái giúp đỡ mọi người. Nhiều khi mình nghe xong mình biết cái ông này phải chồng mình không nữa. Hoặc là những người về khen, trời ơi vợ mày sao mà hiền thục, dịu dàng, ăn nói ngọt ngào, mà dễ thương, nhờ cái gì làm cái này, tao không biết có phải có vợ tao nữa. Là tại vì nhiều khi mình đối xử với bên ngoài nó quá tốt, mà khi về nhà mới là cái khó. Bởi vì mình có thể đeo một cái bộ mặt nạ ở bên ngoài được. Chúng ta gặp Thiên Chúa qua những người khác, chúng ta gặp qua cầu nguyện. Cầu nguyện nó đòi hỏi có sự trung thành. Những ngày vượt biên, tôi 28 ngày trên biển. Rồi những người mà đi qua các đảo, trời ơi tối là kinh rang rãng hết. Từng nhà nhỏ tối chúng ta đọc kinh, sáng đọc kinh. Những người chuẩn bị mà đi phỏng vấn Mỹ, trời ơi kinh kệ không nói rồi. Tất cả những nhà thờ chỗ nào mà linh thiêng đi hết. Qua tới Mỹ bây giờ có bao nhiêu gia đình đọc kinh tối? Lễ mỗi tuần một lần mà đi được đúng giờ là mừng rồi. Còn không nữa thì canh canh làm sao đậu xe ngoài để mà đi sớm, về sớm được vài phút. Rồi liệu chừng chúng ta có trung thành với vấn đề cầu nguyện không? Tôi không nói vấn đề cầu nguyện là có sốt sắng hả? Có những lúc chúng ta cầu nguyện không có sốt sắng đâu, nhưng mà trung thành, ngày nào cũng vậy, tuần nào cũng vậy. Đâu phải tuần nào mình đi lễ là mình cũng rước được mình thánh Chúa là mình cảm thấy sốt sắng, không đâu. Có những lúc mẹ Teresa Calcutta đó hả, ngài viết ở trong cái cuốn nhật ký, gần 10 năm trời mẹ cũng đâu thấy Chúa đâu, cảm thấy khô khan nguội lạnh, nhưng mà vẫn trung thành, vẫn chầu thánh thể, vẫn rước lễ, vẫn làm tất cả mọi việc. Thánh Gioan, thánh gọi là Thánh Gioan Thánh Giá, rồi Teresa Avila, các vị đại thánh có những lúc khô khan lắm, nhưng mà các ngài vẫn trung thành. Trung thành mới là quan trọng. Vấn đề không phải là lâu lâu đọc kinh một lần rồi sốt sắng đi và hành hương chỗ này chỗ kia. Vấn đề là liệu chừng mỗi một ngày trước khi đi ngủ có dâng một hai kinh không? Mà ngay cả khi chia trí cũng không sao, cứ việc đọc. Tôi lớn lên, mẹ tôi bây giờ thì tôi nghĩ chắc bà lên thiên đàng lâu rồi, đạo đức lắm. Chúng tôi vẫn thường hay nói với nhau, nếu mà má chết á, mà má đi qua luyện ngục đó, thì mình hết hy vọng rồi. Mà nếu má chết mà má đi thẳng lên thiên đàng thì mình còn hy vọng qua luyện ngục một chút. Bà rất là đạo đức. Nhưng mà tối nào thì trong nhà mà không đọc kinh là bà không đi ngủ. Cho nên chúng tôi phải chờ làm gì làm, đọc kinh xong rồi bà đi ngủ, rồi anh em muốn đi chơi tối gì thì đi đâu đi. Mà đâu có phải tối nào tôi biết, đâu có phải tối nào bà đọc kinh cũng sốt sắng đâu, như cái sự trung thành hàng ngày. Kinh mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời đóng cái cửa ông bà con phước lạ, mọi người nữ quay xuống là hoặc là Thánh Maria Đức Mẹ cho đẩy cái nắp lại. Tôi biết, đừng nghĩ rằng đó là những cái chuyện không có hả? Nhưng mà cái sự trung thành của các ngài tạo nên đức tin của chúng ta ngày nay. Nhiều khi chúng ta cứ cãi nhau và dùng cái lý luận của mình. Nếu đọc mà chia trí phải đọc làm cái gì? Tôi nói thật các bạn trẻ, tôi không cần anh phải cầm trí đâu. Anh cứ trung thành cho tôi đi, rồi đến một ngày nào đó anh sẽ thấy cái kết quả. Và vì thế chúng ta ngày nay ngồi đây nhận lãnh được đức tin là nhờ cái sự trung thành của ông bà mình đi trước đó. Rồi chúng ta gặp mình qua giáo hội, gặp gỡ Đức Kitô qua giáo hội. Giáo hội dạy những cái lời huấn giáo cho chúng ta, liệu chừng chúng ta có nghe hay không? Và cuối cùng là qua chính bản thân mình, cái khó nhất. Tri kỷ tri bỉ, bạch chiên bạch thắng. Biết mình, biết người, biết ta hả? Trầm trận trầm thắng. Nếu mà mình không biết ta mà cũng không biết mình, không biết người, không biết mình, mình không biết cả hai thì khó mà thắng được. Cho nên một trong những cái yếu tố để mà đánh thắng người ta, biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Mình phải biết mình cái đã. Không biết bao nhiêu người thành công trên đường đời mà rồi cuối cùng cũng rớt đài cũng chỉ bởi vì không biết mình. Các chính trị gia thì nhiều lắm hả? Bill Clinton chẳng hạn,
thành công nhiều mặt, mà cuối cùng chính bản thân mình không có kiềm chế được. Bản thân chúng ta là những con người cần phải biết mình để theo cái nguyên tắc tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ đó, mà Thiên Chúa đưa, mà ông bà chúng ta đưa ra đó, nó bắt đầu từ mình. Cuối cùng gặp gỡ Đức Kitô thay đổi con người của ông Gia Kêu. Ông chỉ có leo lên cây gặp Chúa Giêsu thôi, mất luôn nửa gia tài, phải không? Gặp Đức Giêsu cái mất nửa gia tài, và đó là lý do tại sao nhiều người trong chúng ta không muốn gặp Ngài, bởi vì gặp Ngài mất mát nhiều lắm. Sáng nay đi lễ không mất mấy chục rồi. Ông Gia Kêu thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài, này đây phân nửa gia tài của tôi cho người nghèo. Gặp một cái mất nửa gia tài. Và nếu tôi đã cưỡng đoạt cái gì của ai, tôi xin đền gấp bốn. Tức là nửa gia tài mất là cái gặp không thôi đó. Rồi sau đó, thiệt hại của ai tôi xin đền gấp bốn nữa. Các em thiếu nhi nó dạy cho chúng ta nhiều lắm. Lắng nghe các em. Mỗi ngày nó ê a, nó sinh hoạt. Gầm gỡ Đức Kitô, thấy không? Nó dạy cho mình nhiều lắm. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Và không có ai mà gặp Đức Kitô mà giữ nguyên như vậy được. Đức Giêsu sinh ra ở Bethlehem, phúc âm của Matthew kể hả? Rồi có ba đạo sĩ đến tìm thăm Ngài. Nhớ cái câu chuyện đó không? Mới cách đây ba tháng mà quên nữa thì rồi đó. Khi trên đường tìm đến thì có ngôi sao lạ, rồi nửa chừng ngôi sao lạ biến mất. Mấy ông không biết đi đâu, chạy vô trong dinh Herode tìm. Ông ơi, ở đây có vị vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu? Herode triệu tập những người khác lại, rồi không biết nằm ở đâu, nghe nói là Bethlehem. Cho nên vua nói thôi đi tìm đi, rồi có gì về báo cho ta để ta cùng đi hầu Ngài. Có nhớ không? Rồi ba đạo sĩ đi ra khỏi dinh Herode thì có sao lạ, và cuối cùng sao dừng lại ở Bethlehem. Các vị đạo sĩ vào thờ lạy Chúa Giêsu. Nhưng sau khi thờ lạy Chúa Giêsu rồi thì phúc âm kể làm sao? Thiên thần hiện ra và báo với các ông hãy đi về một lối khác. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Tôi có thể gặp mà cứ giữ nguyên như vậy được. Và vì thế cho nên nhiều người sợ gặp, bởi vì gặp một cái mất nửa gia tài rồi. Thật sự như vậy. Nhưng cái hay của bài phúc âm hôm nay không phải là ông Gia Kêu thay đổi, không phải là ông mất nửa gia tài, mà là câu nói của Chúa Giêsu nói với Gia Kêu. Đức Giêsu nói về ông ta rằng: Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Không biết trong nhà của ông có bao nhiêu người, gia nhân này kia cũng rất là đông. Nhưng có bao nhiêu người ước ao tìm gặp Đức Giêsu? Một. Có bao nhiêu người leo lên cây để tìm gặp Ngài? Một. Vậy khi Đức Giêsu gặp ông thì Ngài nói làm sao? Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Chỉ vì một con người thay đổi, chỉ vì sự ước ao của một người mà cả gia đình ơn cứu chuộc. Chúng ta vẫn nói với nhau, cha mẹ ở hiền thì để đức cho con. Và nhiều khi nhờ phúc đức của cha mẹ, phúc đức tại mẫu, nhiều khi nhờ phúc đức của cha mẹ mà một người mẹ mà con cái được nhờ. Hôm nay chúng ta ở trong cộng đoàn, dịp Tĩnh Tâm trong cái mùa này là một cái cây ở bên đường mà cha xứ cũng như ban hội đồng mục vụ tạo nên cho chúng ta. Chúng ta đến đây để quyết định trèo lên cây, và chúng ta đang làm đây, quyết định rồi. Mình trèo lên để mình thay đổi cuộc đời của mình, để mình gặp gỡ Đức Kitô. Và chắc chắn một điều, nếu chúng ta quyết định thay đổi, đừng có nhìn xung quanh, hãy nhìn vào chính mình, hãy thay đổi chính mình trước. Và khi gặp Đức Kitô bắt buộc mình phải thay đổi. Mà nếu trường hợp mỗi một người chúng ta thay đổi hôm nay, thì trong cộng đoàn bao nhiêu trăm gia đình tôi không biết, nhưng với nhóm nhỏ này thì Chúa Giêsu cũng sẽ đứng trước mặt chúng ta ngày hôm nay, và Ngài nói lại lời mà Ngài nói với Gia Kêu: Hôm nay ơn cứu chuộc sẽ đến cho toàn thể cộng đoàn này. Qua việc làm một vài người, qua việc làm một người, ơn cứu độ đến cho toàn thể cộng đoàn này. Amen. Bây giờ tôi để thời gian cho chúng ta hỏi một chút trước khi mà chúng ta nghỉ, rồi sau đó cộng đoàn sẽ cung cấp đồ ăn cho chúng ta nhé. Ai muốn hỏi gì thì hỏi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ có chứ, nói là một chuyện, hỏi là chuyện khác. Vâng. Đối với ông thì con thấy là ông muốn gặp ai thì cũng gặp được không? Với lại ông rất là giàu có, và ông rất là siêng năng. Thì là người ông nghiêng méo là phải không làm gì nặng nhiều quá. Thì con thấy ông nên trở lại đây để gặp với Chúa Giêsu cái đó, nên con thêm nhiều của ông. Thì cha nghĩ như thế nào? Khiêm nhượng gì, ông lùn ông thấy thì ông lao cây thôi chứ khiêm nhượng gì. Không dễ à. Vua Herod tìm cách gặp Đức Giêsu và xem khắp lạ ngài cho biết. Vua đó mà gặp còn chưa được nữa, chứ đâu có phải cứ nghĩ rằng ông có quyền là ông muốn gặp ai là ông gặp đâu. Bởi vì gặp Đức Giêsu phải có đức tin. Và vì thế nhà vua Herod cũng đâu có gặp được ngài đâu. Cho nên trong phúc âm kể làm sao chính vua Herod nghe về Đức Giêsu và muốn gặp ngài cho biết. Phi-la-tô cũng vậy, cũng đã nghe và muốn, không dễ đâu. Còn cửa gia kêu thì không ăn thua. Nhưng mà cái lý do ông trèo lên là vì ông lùn. Mà lùn thì mình cứ tưởng tượng ra đám đông thì quá lớn, ông lại lùn thì làm sao thấy được, cho nên trèo lên thôi. Đó là vấn đề thực tế. Đương nhiên cái tâm của ông cũng đã muốn thay đổi rồi. Bởi vì là một con người giàu có và nghe một con người giảng hay, nói hay về vấn đề nhân đạo, về vấn đề đạo đức, đời sống thiêng liêng. Cho nên nhiều khi ông cũng muốn tìm. Và có thể cái nhìn của Chúa Giêsu đã biến đổi cái cuộc đời của ông. Vâng. Trời ơi, chị hỏi tôi giờ tôi biết hỏi ai. Tôi mới nói là cái đám đông quá lớn, nhiều khi vượt quá sức của gia kêu. Nào là media, nào là internet, rồi giấy tờ bạn bè. Rồi bây giờ chị nói là bây giờ nó khó như vậy, thì bây giờ chị hỏi tôi là bây giờ cha giúp tôi con như thế nào để mà con dạy con cái. Chị hỏi tôi biết hỏi ai. Chị biết đây là cái quan tâm rất lớn của giáo hội. Và vì thế nhiều khi chúng ta cố gắng hết mức, mà nhiều khi chúng ta không tìm được câu trả lời. Tôi nói cái việc xấu đó thì mình không mời nó cũng tới. Một cái buổi tĩnh tâm tôi chưa bao giờ thấy tĩnh tâm mà người ta chen chúc nhau đi nghe cả. Nhưng mà cứ tôi thì có một cái chưa bao giờ tôi nghe được một cái bài nhạc trong cái băng của Thuy Nga Paris, chưa bao giờ. Và bởi vì tôi không có giờ để mà nghe, mà tôi nhức đầu nghe mà ồn ào ào nhức đầu lắm. Vậy mà chị thấy không, mỗi lần nghe có tới một cái họ đi mà tôi thấy như là đi nước thiên đàng vậy. Tôi nói vậy để thấy đó là mới cái việc đó là cái việc vô thưởng vô phạt, nó không phải là việc xấu đó. Còn biết bao nhiêu những cái công việc xấu khác mà cứ lén lén lút lút các bạn trẻ bây giờ, các cái trường trung học, tiểu học nó bắt đầu nó chỉ cho nhau. Mà những cái đó mình về nhà làm sao mình làm chủ được. Rồi giáo hội cũng rất là căng thẳng. Những cái giáo lý của giáo hội dạy là các con phải sống thế này cho tốt hả? Đừng làm việc này, đừng làm việc kia. Bây giờ nó đi ra ngoài. Tôi nhớ tôi thì không có, thường thường coi, tôi nghe radio nhiều hơn coi tivi, trong phòng tôi không có tivi. Nhưng mà tôi nghe radio. Thì có một lần tôi đi khám bệnh mà ngồi để cho người ta lấy máu đó, chờ lâu rồi, chờ lấy ghi tên lâu, thì tôi coi tivi. Tôi nhớ có một lần. Thì tôi không nhớ cái chương trình của cái show của cái ông gì đó mà cứ lên rồi lấy cái DNA đó, lấy cái DNA rồi coi thử đứa nào là cha là con gì đó. Mà tôi nhớ là băng sáng ở đây nè. Không, DNA cái gì đó mà cứ nhiều đứa lắm lên cứ test DNA không à. Thì có một cái cô kia cố lên. Mà trong cái show đó thì như thế này, ở trong cái phòng chờ để mà ngồi gặp bác sĩ, cô có mấy đứa con thì không biết, nhưng mà riêng cái đứa con, cái thằng nhỏ đó đã 2 tuổi mấy rồi. Mà cái ngày hôm đó cô ta lên á, là cô ta chửi cái thằng kia, chửi dữ lắm, mày là cha này kia, chửi dữ lắm. Cuối cùng mà thử ra thì không phải, mà cái thằng này là cái thằng thứ 4 rồi, chưa ra, bây giờ đi tìm nữa. Mà cô ta có vẻ tự hào lắm, cái kiểu giống như là thay vì mình trước đây làm một cái gì sai thì mình phải ăn năn sám hối, mình cảm thấy mặc cảm với tội lỗi, đây nó lên nó kể mà giống như là nó có vẻ hơn những người khác. Tôi nói như vậy để thấy con cái của chúng ta nó bị ảnh hưởng bởi những cái đó, mà những cái đó nó thu hút nhiều người coi hơn là bây giờ mở một cái đài nghe một ông đức cha giáo hoàng giảng, nó không nghe. Bây giờ chị hỏi tôi làm cái gì, tôi nói thật khó lắm. Không ai biết phải làm cái gì, thôi thì mình cứ cố gắng. Những cái công việc mình có thể, nhất là khi nó còn nhỏ,
Tôi chỉ có một cái mà tôi khó chịu thôi, là đối với những cha mẹ khi con còn nhỏ mà mình quá ham làm thêm một vài đồng bạc, hay là mình quá ham làm những việc mà không chở con đi sinh hoạt, không chở con đi học cái lý, tôi thấy cái đó là cái sai. Còn tôi nói thật, khi mà nó đến 15, 16 tuổi rồi đó, là lúc đó chị phải quỳ xuống mà năn nỉ nó, con có đi với mẹ không. Nó nhỏ đó thì mình bắt nó đi được, đến 15, 16 tuổi mà nó đi với mình là mình mừng hết lớn rồi. Còn mà lớn lên một chút nữa rồi thì tôi nói thiệt, chỉ có ngồi đó mà cầu nguyện thôi, chứ biết làm cái gì bây giờ. Bởi vì thật sự tôi không có câu trả lời, mà tôi biết tất cả chúng ta ai cũng đều có những cái thắc mắc chung như vậy. Thôi thì cố gắng hết sức thôi. Trời ơi, anh khen tôi quá rồi, tôi nở mũi ra rồi, tôi nổ cái mũi mới vừa đi sửa mũi bây giờ mà anh làm vậy thì nó... Ồ, vậy thì tôi chịu thua thì thôi. Bây giờ đó, anh nói như vậy thì tôi cũng phải là mea culpa, mea grandissima culpa, tiếng Latin nữa. Lỗi tại tôi, lỗi lớn nhất là của tôi. Là bởi vì tôi đang đi dạy cho các thầy, mà sau này các thầy đi ra mà giảng không đúng thì họ chửi cái ông thầy mà dạy cho mấy ông cha này. Cho nên đây là một hình thức gián tiếp anh chửi khéo tôi đó. Thật sự nó như thế này. Các cha cũng có những cái hạn chế, cũng có những cái hạn chế về hiểu biết, về này kia thì tôi công nhận hả. Mà tôi chỉ mong như thế này, các cha cố gắng để mà học hỏi thêm. Sẽ có một cái đại hội của các cha vào Emmaus, gọi là Emmaus, vào năm này, ở tại Orange County. Nhưng mà nhiều khi tôi thấy cũng buồn. Tại vì anh em linh mục Việt Nam ở trên đất Mỹ này nè, tôi không biết ở Việt Nam sao hay là những chỗ khác sao, anh em linh mục Việt Nam trên đất Mỹ này, cứ 2-3 năm thì có một cái đại hội gặp nhau một lần. Nó có nhiều cái hay ở trong đó để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm, một vụ học hỏi một vài cái hả. Mà năm nào thì cũng cỡ chừng 200 người đổ lại thôi, trong khi chúng ta có gần 800 linh mục ở trên đất Mỹ này, anh em Việt Nam. Thì cái câu hỏi đặt ra là những người khác liệu chừng họ có cần không? Họ có cần cảm thấy học hỏi thêm để nâng cao cái kinh nghiệm mục vụ với những người Việt Nam hay là ngay cả với những người Mỹ không? Họ có cần cái học hỏi thêm về vấn đề tín lý, luân lý không? Và có những người thì như tôi nói, nhiều khi họ cũng đã tự mãn rồi, cho nên thôi chịu thôi. Khi mà họ được nhồi nhét ở trong đầu đỉnh cao trí tuệ loài người, tôi hỏi đã đỉnh cao rồi còn đi đâu nữa? Mà từ nhỏ tôi lớn lên, tôi nhớ là khi Cộng sản về nó viết một cái câu tôi thích quá. Tôi thấy bây giờ thế giới theo mình chứ mình còn theo ai được. Việt Nam phải một cái đỉnh cao trí tuệ loài người, nhớ với cái đó. Mấy người mà ở lại năm 75 là biết cái câu đó hết á. Trời, nghe mà giật mình. Thì cũng có những người bây giờ họ đỉnh cao trí tuệ loài người rồi, làm sao mà mình dạy họ được nữa. Thì thôi thì cũng cầu nguyện cho họ thôi. Và tôi mong là cái thế hệ trẻ lớn lên nó sẽ khá hơn nhiều. Nhưng mà riêng đó cũng là một phần trách nhiệm của những người như tôi, những người đi dạy ha. Vâng. Nhưng mà thật sự đó thì anh nói cũng đúng, cả giáo dân nữa. Cho nên người xưa người ta có một cái câu hát đó, tại anh mà tại ả mà tại cả đôi bên.
Tại vì nhiều khi mình cũng thiếu trách nhiệm, rồi nhiều khi các cha tôi cũng không có binh vực cho các cha, các thầy, các sơ đâu. Nhiều khi chính chúng tôi cũng có những cái tự mãn và nghĩ mình là đỉnh cao trí tuệ đó, chứ không phải không đâu. Thì cũng có. Thành ra những cái đó thì nó lỗi cả hai bên. Nhưng mà nhiều khi rồi cũng có những người không có chịu nhận lỗi, cho nên rồi họ nói tại anh tại ả thì họ hát bài hát khác. Không phải tại anh mà cũng không phải tại em, tại cái thằng hàng xóm. Gì mà cười dữ vậy? Đỉnh cao trí tuệ là người. Anh nghe kêu đó bao giờ chưa? Mấy người đi 55 không biết mấy cái đó đâu. Mấy người đi sau mới biết. Bây giờ về sao thấy không thấy nó viết nữa. Tôi nghĩ bây giờ nó biết đọc chữ rồi. Sợ không dám viết. Sợ. Vâng. Vâng, thấy Chúa gần lắm. Mà lên tới trên đất này rồi thì Chúa biến mất. Vâng. Vâng, cảm ơn bác. Người ta gọi cái đó ở bên Mỹ này á, nó gọi là 911 đó bác. Vâng. Giữ đạo theo cái hệ thống gọi là 911 đó, 911 system đó. Tức là 911 là khi nào mình gọi đó là nhà cháy này, mình gọi ambulance này, xe cứu hỏa này, những cái gì cần thiết mình gọi. Cho nên có những người là không bao giờ mình thấy nó đi nhà thờ. Mà mỗi lần nó đậu xe nó đi nhà thờ là mình đoán một là vợ đau, hai là con chết, ba là thất nghiệp, bốn là cháy nhà. Chắc không bình thường. Nó mà cứ công việc bình thường bao giờ nó tới nhà thờ. Cho nên khi thấy nó xuất hiện nhà thờ là mình biết là 911. Cái dạng này dạng 911. Còn bình thường mà nó cứ vợ con bình thường đàng hoàng đi làm ăn nó không tới, không đi. Vâng. Đi xuống rất là nhiều ha chị. À, vâng. Vâng. Chị nói là cái nền luân lý của đất Mỹ nó đang lao xuống dốc gần như là không thắng ha. Thì bây giờ mình phải làm gì để mà giúp? Thì trước hết đó, tôi cũng nói với chị như thế này, mình phải trước hết làm phải là lạc quan mà nói, mà mình cũng phải tự hào mà nói, mình không kiêu ngạo, mình phải tự hào và vui vẻ mà nói là nền luân lý của Mỹ rất khá so với những nước khác, kể cả Việt Nam. Âu Châu thì gần như là tiêu rồi. Qua bên vùng Canada đó, mà chị đi vùng nào nói tiếng Anh đó, thì như Toronto đó, thì cái luân lý đạo đức của nó còn khá. Chỉ lên tới Quebec, Montreal á, là amen. Những cái mà chúng ta cho là giáo hội dạy mà là nó chống toàn bộ. Nền luân lý của Mỹ dù sao đi nữa nó có tính dân chủ và vì thế đúng mình thấy nó đi xuống thật. Nhưng mà so với những cái nền luân lý trên thế giới nó còn cao lắm, khá lắm. Mà nó nhờ là tiếng nói dân chủ của những người như chúng ta. Tôi nói ví dụ, ở đây đó mà những cái internet, những cái xấu xa, những cái về hình ảnh khiêu dâm này kia có hết. Nhưng mà nó có luật. Anh lọt ra một cái mà con nít thấy nó phạt cho mà chết. Hay là anh đưa lên mà không có luật của nó dưới 18, 19 tuổi gì đó là nó phạt cho mà chết. Ở bên Âu Châu gần như không ai làm chủ được ai. Và vì thế mình che đậy cũng không được con cái mình nó tiếp xúc một cách quá sức là đầy dẫy. Nhất là các nước nó ở với nhau quá gần gũi. Cho nên ví dụ nước này nó cấm mà nước kia nó không cấm thì nó chỉ cần mở tivi cái làn sóng nó cũng chuyển qua được. Một vài nước từ Bỉ qua Pháp, từ Pháp qua Đức, từ Đức qua những cái nước Luxembourg lên, nó bằng từ tiểu bang này, nó còn nhỏ hơn cả tiểu bang Texas nữa. Cho nên mình chạy một chút xíu mình mở tivi đây là bên kia đã thấy rồi. Cho nên cái anh này cấm mà anh kia nó mở ra, bởi vì mày cấm thì tao đi qua thằng kia tao quảng cáo, mà những cái hình mà nó khiêu dâm như vậy quảng cáo là càng nhiều người coi, cho nên cuối cùng thằng bên này nó cũng lấy luôn. Tôi nói về vấn đề quản trị rất là khó. Rồi cái tình trạng của Việt Nam thì sao? Việt Nam với Trung Quốc nhìn bề ngoài thì chúng ta cho là một cái nền luân lý nó vững chắc. Nhưng mà bên trong nó rỗng tuếch rồi. Hầu như con người, nhất là các em, sống ở trong một cái chế độ quá lâu mà không có Thiên Chúa. Bây giờ con người họ đối xử với nhau gần như là những con vật. Tạ ơn trời một cái là trong 10-15 năm vừa qua, chính phủ Việt Nam người ta bắt đầu nhận ra và bắt đầu họ khuyến khích con người làm việc thiện. Họ khuyến khích con người làm việc bác ái, giúp đỡ, những cái đó nó đến từ tôn giáo. Chứ chủ nghĩa cộng sản từ bản chất nó không có.
Thương thì thương, nhưng mà mình thương những người với mình. Và nếu kẻ thù thì mình phải giết, giết, giết. Giết, giết nửa bàn tay không ngưng nghỉ. Hả? Tố Hữu nói mà, giết, giết nửa bàn tay không ngưng nghỉ. Cho máu kia mà nó nhuộm đỏ cả cánh đồng mà. Trời ơi, cái vụ mà đấu tranh cái gì đó, đấu tố 554 thì biết rồi. Giết, giết mãi bàn tay không ngưng nghỉ. Cho nên khi đã giết kẻ thù là giết. Ngày nay đó, ở bên Việt Nam cũng may mắn, họ nhận thức được nhờ Kitô giáo, nhờ Phật giáo, nhờ cái nhân quả, nhờ tất cả những cái đó. Có người bắt đầu biết đi làm việc thiện, nhưng cái lớp trẻ nó lớn lên với một cái nền tảng vô thần, nó vẫn đối xử với nhau như những con vật. Cho nên chúng ta thấy khi cần nó giết nhau và giết một cách rất là tàn nhẫn. Đó là chưa nói cái nạn phá thai. Ở bên Mỹ này chúng ta thấy nhiều chưa ăn thua so với những con số thực tế của Việt Nam. Nói như vậy để tôi nói cái gì? Đúng. Ở bên Mỹ này mình thấy cái nền luân lý nó đi xuống, mà đi xuống thật. Và mình quan tâm, nhưng mà cũng tạ ơn Chúa là mình có cái tiếng nói để mà quan tâm. Ở bên đất nước Việt Nam đó, mà mình thấy mà mình không nói được, làm Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Việt Nam làm gì có báo chí mà nói. Rồi mình nói ở đâu, TV của chính phủ thôi. Cho nên cuối cùng đó tôi nói như thế này, trên cái thế giới này bây giờ đó, cái nền luân lý nó đang đi xuống nhiều lắm. Mà ở Mỹ này mình nói thì mình nói, nhưng mình cũng tạ ơn Chúa. Chúa cho mình cái nền dân chủ. Ở Mỹ này nó tương đối còn khá so với những chỗ khác. Nhưng mà cái câu hỏi chị đặt ra rất là hay. Vậy thì chúng ta làm được gì? Tôi thích hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Francisco lúc mà mọi người mới lên. Và bây giờ cũng vậy, tôi chưa biết nhiều về Ngài. Đức Phaolô 6 ngày nói làm sao? Có người thời đại ngày nay, họ lắng nghe những nhân chứng chứ không phải lắng nghe những thầy dạy. Chúng ta không đến để nói cho họ nghe, mà chúng ta sống để cho họ thấy. Và vì thế, Đức Phaolô 6 nói, nếu họ có nghe những thầy dạy, những người đứng ra mà giảng đó, là sở dĩ họ nghe bởi vì những thầy dạy cũng chính là những nhân chứng. Đức Giáo Hoàng Francisco cho đến bây giờ là một nhân chứng. Ngài sống rất đơn sơ. Người ta chụp cái hình Ngài đi metro đó, thấy không? Ngài ngồi ôm cái cột, đi metro mà lúc đó Ngài mới có hồng y thôi. Thì bây giờ những hình ảnh nó lên, ông đi xe riêng, đi làm việc, ông đi metro, ông ngồi. Rồi cũng may là trước khi đi qua bên này có một người bạn, người ta kể chuyện đó. Giày của ông rách hết rồi, người bạn cho ông đôi giày, bây giờ người ta chiếu đôi giày mới là mới mua được mấy tháng đó. Cho đôi giày đi đó. Sống rất là đơn sơ, mà những cái đó nó ảnh hưởng. Tôi nghĩ rằng đến lúc chị hỏi là chúng ta phải làm gì, trước hết mình phải thay đổi và mình phải sống. Lúc này không phải là lúc chúng ta nói, mà lúc này là lúc chúng ta sống. Và vì thế việc làm của mẹ Teresa, tôi nói có biết bao nhiêu những người nói hay, nói giỏi, nói diễn thuyết rất là tài, mà nhiều khi đi đến nơi chưa chắc đã gặp được nhiều. Mẹ Teresa con người đơn sơ, đi đến đâu chỉ có chút chút vậy thôi, mà mỗi một lần mẹ đi đến thăm ở đâu, hàng triệu người đến để muốn nghe mẹ. Vì sao? Không phải nghe những gì mẹ nói, chỉ nhìn cái con người, một cái con người nhỏ bé mà họ sao có thể làm được những cái việc vĩ đại. Cho nên có lẽ để mà thay đổi thì tôi nghĩ từ mỗi một người chúng ta cầu nguyện. Chúng ta thấy được nó bắt đầu từ khi Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng. Và khi Ngài đi rao giảng tin mừng, tôi sẽ nói một chút về lịch sử sau. Nhưng trong thời kỳ Ngài đi rao giảng tin mừng thì Ngài đến nói đến một triều đại Thiên Chúa. Ở đó con người được hạnh phúc hay là con người bị trầm luân, bị án phạt hả? Cho nên tư tưởng của các Kitô hữu khi họ tách ra khỏi Do Thái giáo thì một trong những điều họ trông mong là làm thế nào để đợi ngày Đức Giêsu lại đến. Ở trong câu mà chúng ta gọi là tuyên xưng đức tin mỗi một thánh lễ thì chúng ta đọc câu ở trong thư của Corinto, Thánh Phaolô gửi cho Corinto: mỗi một khi anh chị em ăn bánh và uống chén này thì anh chị em loan truyền việc Chúa chịu chết cho đến khi Ngài đến. Và trong thời gian đầu tiên khi Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng, cũng như trong gần như là 450 năm đầu tiên sau khi Chúa Giêsu sống lại, thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng, tin rằng triều đại Thiên Chúa sắp đến rồi, Chúa Giêsu sắp trở lại lần thứ hai rồi. Cho nên người ta mong đợi nhiều lắm. Và người ta nghĩ rằng Chúa có thể đến trong ngày mai, đến tuần tới, đến tháng tới. Vì thế tư tưởng về cuộc sống đời sau thời kỳ đó phát triển rất là nhiều. Cũng trong tư tưởng là chờ đợi cái chết và được sống với Thiên Chúa ở trên thiên đàng. Thì tư tưởng này nó có hai cách thức để mà giải thích. Trong 450 năm đầu tiên của giáo hội, nên nhớ người Do Thái trước đó, tôi sẽ nói người Do Thái trước đó họ không có tin vào đời sau. Họ chỉ tin là việc Thiên Chúa yêu thương, thưởng con người thì Ngài thưởng ngay từ đời này.
Nếu trường hợp Ngài không yêu thương, Ngài ghét bỏ con người, thì Ngài phạt ngay từ đời này. Nhân quả theo cái luật đó hả? Và vì thế thưởng phạt nhãn tiền. Đến thời kỳ của Chúa Giê-xu thì tư tưởng của người Do Thái cũng đã bắt đầu thay đổi. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói, những Kitô hữu đầu tiên khi họ nói về cuộc sống đời sau thì họ nói với hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cả một cộng đoàn Kitô hữu, tất cả mọi người khi họ họp nhau để mà bẻ bánh, bây giờ chúng ta gọi là thánh lễ. Mỗi một khi họ họp nhau để mà bẻ bánh thì họ mong rằng đó là ngày mà Đức Giê-xu lại đến. Chúng ta nhớ trước khi Đức Giê-xu ra đi, nhất là ở trong phúc âm của Gioan, Ngài nói rất nhiều lần, Thầy ra đi để dọn chỗ cho các con. Một chốc nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi một chốc nữa các con lại thấy Thầy. Thầy đi để dọn chỗ, rồi Thầy sẽ trở lại để đem các con đi với Thầy. Và nếu chúng ta đọc chương cuối cùng của Gioan, trong chương 21, thì chính Đức Giê-xu, chính ông Gioan cho đến ngày ổng gần chết rồi, lúc đó có thể đã già rồi, và phúc âm của Gioan viết là cuốn phúc âm cuối cùng trong bốn cuốn phúc âm. Phúc âm có thể viết sau năm 90. Thì trong thời gian đó, ông Gioan có thể là vị tông đồ cuối cùng còn sống sót chăng? Ông đọc phúc âm của Matthew, Marco và Luca, rồi ông thấy các môn đệ khác chết hết rồi, các tông đồ khác chết hết rồi. Nhưng trong tư tưởng của ông vẫn còn tin, tin là mình có thể sẽ gặp được Đức Giê-xu trước khi mình chết. Bởi vì khi Đức Giê-xu đến để Ngài rao giảng tin mừng, thì Ngài nói triều đại Thiên Chúa đến gần. Chúng ta nhớ câu chuyện ở trong phúc âm của Luca và Marco kể lại. Khi Đức Giê-xu trừ quỷ, khi Ngài trừ quỷ cho một người bị quỷ Beelzebul ám, thì những người đến để mà chất vấn, người ta nói cái gì? Người ta không từ chối, người ta không từ chối là Ngài không làm được phép lạ, người ta không nói như vậy. Người ta chỉ nói là ông này dùng quyền năng của quỷ Beelzebul mà trừ. Thì Chúa Giê-xu trả lời, nếu ta dùng quyền năng của quỷ Beelzebul mà trừ, vậy thì cha ông của các ngươi dùng quyền năng của ai mà trừ? Còn nếu ta dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ, thì triều đại của Thiên Chúa đang ở giữa các ngươi. Ý của Chúa Giê-xu đến khi Ngài rao giảng tin mừng là triều đại Thiên Chúa đang ở đây. Và vì thế, một số, nhất là thư của Thánh Phao-lô, Ngài viết cho các Kitô hữu đầu tiên, Ngài cũng gọi nhau là thánh. Nên nhớ ngày nay khi mà chúng ta nói tới thánh hả? Hôm qua chúng ta mừng các thánh tử vì đạo tại Việt Nam, thì chúng ta có thánh Viết Bường, rồi thánh Phan Văn Minh, nhiều vị thánh Lê Thị Thành hả? Những người được giáo hội tôn phong thì chúng ta gọi họ là thánh. Ngày xưa nếu chúng ta chịu phép thanh tẩy, chịu phép rửa tội rồi, đi ra đường mà gặp một người nào là chúng ta gọi thánh ngay, thánh Hoa, thánh Dũng, thánh, cứ rửa tội xong là thánh. Cho nên sau này ra khỏi cái giờ này mà đi gặp ai trên đường cứ gọi là thánh đi hả? Và trong thư của Thánh Phao-lô, khi Ngài viết cho các Kitô hữu ở trong những cộng đoàn đầu tiên, thì Ngài gọi họ là những vị thánh, là bởi vì người ta vẫn tin rằng người ta đang sống trong cái thời kỳ sau hết, trong thời kỳ mà triều đại Thiên Chúa đang ở trên mặt đất. Nhưng đó chỉ là tư tưởng, mà tôi muốn nói, những chờ đợi đó nó có tính cách cộng đồng, nó có tính cách chung. Có điều là, họ cứ chờ, họ chờ từ năm này qua năm kia, khi Chúa Giê-xu chết, khoảng chừng năm 33-35, thì họ chờ đợi, bởi vì mỗi một khi anh chị em ăn bánh và uống chén này, thì anh chị em loan truyền việc Chúa chịu chết cho đến khi Ngài lại đến. Rồi khi họ trông chờ như vậy, năm khoảng chừng năm 51-52, thì Thánh Phao-lô viết thư thứ nhất Corinto, và trong đó Ngài viết câu đó. 20 năm sau khi Chúa Giê-xu sống lại, họ vẫn chưa thấy Ngài trở lại. Rồi Thánh Phao-lô chết đi, Thánh Phê-rô chết đi, phúc âm Marco, phúc âm Matthew, phúc âm Luca ra đời. Rồi người ta dâng thánh lễ hàng ngày, rồi một số người chết đi, và rất nhiều người chết mà vẫn chưa thấy Đức Giê-xu trở lại. Và người cuối cùng mà viết trong phúc âm là ông Gioan. Ở trong phúc âm của Gioan ở chương 21, thì ông viết cái câu chuyện là khi Đức Giê-xu sống lại, thì ở trên bờ hồ Tiberia, Ngài sau khi mà đã gọi những ông đánh lưới vào, rồi Ngài hỏi có cá ăn không, thì các ông đánh không có cá, thì Ngài nói hãy vất lưới qua bên phải, các ông kéo được nhiều cá. Rồi lên trên bờ thì phúc âm của Gioan viết làm sao? Lên trên bờ thì đã có cá nướng dọn sẵn cho các ông. Rồi trong dịp đó thì Chúa Giê-xu hỏi Phê-rô, con có yêu Thầy không? Con có yêu Thầy không? Con có yêu Thầy không? 3 lần. Và sau khi Phê-rô trả lời thì Ngài trao cho Phê-rô quyền cai trị hội thánh. Nhưng mà trong cái đoạn phúc âm đó thì có một câu là ông Gioan kể,
Chúa Giêsu nói với ông Phêrô, hồi xưa khi còn trẻ con muốn đi đâu thì đi, tới già rồi thì người ta sẽ thắt lưng và dắt con đi đến nơi con không muốn. Ông Gioan cũng nói, cái ý này là Chúa Giêsu muốn nói ông Phêrô chết cách nào. Rồi ông thêm vào một câu, rồi lúc đó ông Phêrô mới nhìn qua và thấy một môn đệ Chúa yêu, tức là ông Gioan, còn quá trẻ. Thì ông Phêrô nói với Chúa Giêsu, lạy thầy, vậy thì người này như thế nào? Chúa Giêsu trả lời, nếu ta muốn nó còn ở đây cho đến ngày ta trở lại, thì việc đó có liên quan gì đến con? Phần con hãy theo ta. Câu nói của Thánh Gioan vào cuối phúc âm của ông nói lên được trước ngày ông chết. Mặc dù tất cả các môn đệ khác, các tông đồ khác cùng tuổi, cùng lứa với ông đã chết rồi, nhưng ông vẫn tin biết đâu mình sẽ là người cuối cùng còn nhìn thấy mặt Chúa Giêsu trước khi mà mình chết. Vì thế ông viết một câu là Chúa Giêsu nói với ông, nếu ta muốn người này sống cho đến ngày ta trở lại, thì việc đó có liên quan gì đến con? Phần con cứ đi với ta. Và sau phúc âm của Gioan thì các Kitô hữu bắt đầu diễn dịch về cái chết và sự phán xét, sự sống đời đời có tính cách cá nhân, nó không còn có tính cách cộng đồng nữa. Và ngày nay thì giáo hội dạy chúng ta hai điều. Giáo hội dạy chúng ta là sau khi chết thì chúng ta sẽ được phán xét có tính cách cá nhân, và sau đó là phán xét có tính cách tập thể. Phán xét cá nhân là khi chúng ta chết ngày hôm nay thì chúng ta được và chịu phán xét ngày hôm nay. Còn phán xét tập thể có nghĩa là đến ngày cuối cùng, ở trong phúc âm nói, khi mà thiên thần thổi loa, tất cả mọi linh hồn người chết đã được sống lại, tất cả mọi người sống lại, thì chúng ta gọi đó là ngày tận thế, ngày mà Thiên Chúa sai con người, tức là Đức Giêsu đến để phán xét. Thì giáo hội dạy chúng ta tin là có phán xét riêng và phán xét chung. Ở trong Kinh Thánh Cựu Ước nói gì về cái cứu cánh học, nói gì về sự chết và sự phán xét? Thứ nhất, ở trong Kinh Thánh nói nhiều về Yahvê Thiên Chúa là đấng sẽ thay đổi thế giới và sẽ giải phóng Israel. Nhưng trong quan niệm của người Do Thái, Thiên Chúa Yahvê đến để giải phóng người Do Thái, đến để giúp họ là giúp ở đời này. Bởi vì những gì mà Thiên Chúa muốn thưởng cho một người, chẳng hạn làm thế nào để biết một người là được Thiên Chúa thưởng trên thiên đàng? Thưa, là người đó có nhiều con cái. Vinh phúc thay người kính sợ Chúa hả? Con cái người đầy như nho, như hoa trái. Những người mà được vinh phúc là những người được Thiên Chúa ban cho con cái tràn đầy. Bởi vì đối với họ, con là phúc. Tư tưởng của người Do Thái rất giống với tư tưởng của người Việt Nam chúng ta. Chỉ có điều trong thế giới ngày nay, nhất là từ thời kỳ chủ nghĩa tục hóa, nó đi vào trong đời sống tâm khảm của người Việt Nam, nói chung là đi vào tâm khảm của tất cả thế giới. Rồi chúng ta lại coi TV quá nhiều, nhìn thấy những cái cảnh quảng cáo quá nhiều, cho nên tư tưởng thần học chúng ta thay đổi. Bây giờ thì chúng ta cho rằng những người giàu có là những người được may mắn. Ngày xưa không phải như vậy. Ngày xưa đó, mỗi một khi có con, nhất là đối với tư tưởng của người Do Thái, không có con là bị phạt. Người Việt Nam chúng ta còn ác hơn thế nữa. Họ nói nhiều câu nghe rất là đau hả? Cây khô thì không lộc mà người độc thì không con. Bây giờ thì chúng ta biết nó có nhiều nguyên nhân. Nhưng ít nhất trong cái quan niệm của người xưa, con là phúc hả? Có vàng thì vàng chẳng biết phô, mà có con thì con nói trầm trồ mẹ nghe, người ta thích như vậy. Cái phúc lộc nó nằm ở con. Và vì thế những người không có con là những người bị Thiên Chúa chúc giữ. Vì với quan niệm như vậy, cho nên dân Do Thái họ không có tin có đời sau. Họ chỉ biết rằng sau khi chết thì họ sẽ về một nơi tối tăm vậy thôi. Còn nếu Thiên Chúa yêu thương thì Thiên Chúa cho họ giàu có ở đời này. Chúng ta đọc câu chuyện của ông Job thì chúng ta thấy ông Job là một người kính sợ Thiên Chúa. Thiên Chúa cho biết bao nhiêu, nào là vợ đẹp, con khôn, nào là gia sản, chiên, bò, dìa, lừa, dê rất là nhiều. Nhưng rồi Satan, một biểu tượng mà chúng ta gọi là một biểu tượng xấu, một biểu tượng sự dữ, đến nói với Chúa: Chúa ơi, Chúa biết tại sao ông Job này thờ phượng Chúa không? Thưa, bởi vì Chúa cho ông nhiều quá mà. Bây giờ nếu Chúa lấy đi thì ông sẽ không thờ nữa. Và chúng ta biết câu chuyện là sau khi ông mất tất cả của cải và ngay cả gia nhân ông chết, trâu bò chết, rồi con người của ông cũng ghé lỡ, nhưng ông vẫn tin, và cuối cùng thì Thiên Chúa phục hồi lại tất cả. Ý muốn nói gì?
Ngày xưa người Do Thái không tin vào đời sau và tất cả nằm ở đời này. Nhưng đến thời kỳ của tiên tri Isaiah thì chúng ta thấy tư tưởng bắt đầu thay đổi. Tiên tri Isaiah nói làm sao? Trong ngày đó Thiên Chúa sẽ trừng phạt những người gian ác. Lý do, họ sống một thời gian vào thấy những người lành thánh nhiều khi gặp những chuyện không may, mà những người gian ác thì sống quá sức là sung sướng. Cho nên họ nghĩ rằng sẽ đến một lúc nào đó Thiên Chúa phạt, mà bây giờ Thiên Chúa không phạt trên đời này thì đời nào? Isaiah lên tiếng, trong ngày đó sẽ đến một cái ngày đó, nếu không ở đời này thì sẽ có đời sau. Và vì thế tư tưởng của người Do Thái bắt đầu thay đổi, họ bắt đầu tin có đời sau. Và đây là lần trong sách của tiên tri Daniel, lần đầu tiên mà sách Cựu Ước nói đến vấn đề sự sống đời sau. Ở trong đó tiên tri Daniel nói là những người được an giấc sẽ trỗi dậy. Đây là lần đầu tiên, bởi vì ở trong quan niệm của người Do Thái không hề có sự sống đời sau. Ở trong Kinh Thánh Tân Ước của chúng ta, tôi không đi vào chi tiết ha. Tôi sẽ để dành giờ cho anh chị em hỏi nhiều hơn, bởi vì tôi biết có rất là nhiều câu hỏi ha. Trong Kinh Thánh thì trong Tân Ước, Thánh Marco, Thánh Matthew, Thánh Luca nói rất nhiều. Và Thánh Matthew là người nói nhiều về biểu tượng, nào là những người bị phạt vào trong biển lửa, rồi đây cái rìu đã để sẵn ở gốc cây, những người nào không thay đổi thì sẽ bị chặt cây, ném vào lửa, quăng vào lửa. Tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta quen thuộc và chúng ta cho rằng đó là một hình thức Thiên Chúa phạt, hay là chúng ta nằm trong hỏa ngục với lửa nóng này kia, tất cả những hình ảnh đó. Trong phúc âm của Luca thì hơi khác một chút. Phúc âm của Luca cũng nói đến ngày sau hết, ngày Thiên Chúa thưởng phạt. Nhưng ông tách cái sự kiện mà Jerusalem bị phá và cái sự kiện Chúa Giêsu đến lần thứ hai ra, hai cái nó khác nhau. Lý do là bởi vì ông Luca khi ông viết phúc âm thì ông cũng như những Kitô hữu khác, họ tin rằng ngày Chúa Giêsu đến sắp đến. Mỗi một khi anh chị em ăn bánh và uống chén này là loan truyền việc Chúa chịu chết cho đến khi Ngài đến. Mà đã 40-50 năm sau khi Ngài sống lại chưa thấy Ngài đến. Cho nên ông Luca tách cái sự kiện này ra. Còn trong sách phúc âm của ông Gioan thì sao? Ông phúc âm của ông Gioan thì lại hơi khác một chút nữa. Ông Gioan ông cho rằng ông còn là một người Do Thái, rất là Do Thái. Và vì thế ông tin rằng việc thưởng phạt của Thiên Chúa nằm ngay ở đời này. Cho nên trong chương 3, trong phúc âm của ông mới vừa chương 3 thì ông đã nói rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một để những ai tin vào Con của Ngài thì không có phải bị luận phạt. Mà những ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Ý của ông Gioan là việc chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô và sống ở đời này là chúng ta được thưởng. Còn nếu mình không tin là mình đã bị luận phạt, cần gì phải đợi đến đời sau. Nhưng đi vào chi tiết một chút. Trong phúc âm của Gioan chương 5, ông nói làm sao? Chúa Giêsu nói, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Đây là lần đầu tiên sau ba phúc âm Matthew, Marco và Luca, thì phúc âm của Gioan không những nói vấn đề trừng phạt đời sau, mà ông còn nói là sống lại. Trừng phạt đời sau là một chuyện, sống lại là một chuyện khác. Trừng phạt đời sau, nói theo tư tưởng của người Do Thái, họ cũng nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ trừng phạt, nhưng những người đó chết, đi vào một cái cõi âm ti rồi ở đó Chúa phạt. Còn Thánh Gioan thì nói làm sao? Những người này sẽ sống lại, và từ đó chúng ta mới có tín lý là chúng ta tin xác loài người ngày sau sống lại như thế nào. Ở trong chương 6, thì Chúa Giêsu nói làm sao? Tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Hai tư tưởng này nếu chúng ta đọc qua thì đã nghe nhiều lần mà không ai phân tích thì chúng ta không để ý. Trong chương 5, Thánh Gioan nói rồi đây có người sẽ sống lại. Nhưng mà trong chương 6 thì Ngài thêm một câu: những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời. Bây giờ đó không phải chỉ có sống lại, mà trường hợp sống lại thì nó chẳng khác gì thuyết luân hồi. Mình sống một kiếp khác rồi mình chết, mình sống một kiếp khác rồi mình chết. Không, Thánh Gioan nói bây giờ sống lại thì muôn đời, không chết nữa. Vì thế chúng ta thấy tín lý của giáo hội đi từ từ.
từ chỗ không tin vào đời sau, họ tin có đời sau, rồi có đời sau thì có sự sống lại, rồi sống lại, bây giờ không phải chỉ sống rồi chết mà sống muôn đời. Ở trong cũng ở trong chương 6, Thánh Gioan nói làm sao? Ai ăn thịt ta và uống máu ta? Cái này là điều đề tài của Đức Cha Hiếu giảng ở trong ngày thứ 5 mà chúng ta làm lễ kính mình máu Thánh Chúa Giêsu đó. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì được sống muôn đời. Bây giờ không còn chết nữa mà được sống muôn đời. Và ta sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Tất cả những tư tưởng này rất là rõ ràng. Ha? Thánh Phaolô thì sao? Thánh Phaolô thì là một người Do Thái. Nên nhớ Thánh Phaolô chết sớm hơn Thánh Gioan nhiều. Ngài chết khoảng chừng năm 63-65. Ngài bị đưa về Roma rồi ở đó Ngài bị chém đầu. Cùng với Thánh Phêrô ở đó. Và vì thế máu của hai vị tứ đạo đầu tiên, Phêrô và Phaolô, đã làm nên thành Roma trở thành thánh đồ của người Công giáo của chúng ta. Mặc dầu Chúa Giêsu rao giảng tin mừng ở đất Do Thái, nhưng máu của Phaolô và Phêrô đã đổ tại thành Roma. Và Thánh Phaolô là một người Do Thái, thì ông ta sống như những người Do Thái và tin rằng khi Chúa Giêsu đến để rao giảng, thì chúng ta đang sống ở trong triều đại và trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta ngày nay nói đến vấn đề tận thế, hôm qua có người hỏi về năm 2000 rồi, đến vấn đề tận thế. Thánh Phaolô lúc đó Ngài đã nghĩ đến vấn đề đó rồi. Ngài nghĩ rằng khi Chúa Giêsu đi rao giảng, thì tất cả mọi người đang sống ở trong thời kỳ cuối cùng. Và vì thế, ở trong thư gửi Galata, Ngài nói làm sao? Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm người con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Thời gian Chúa Giêsu sinh ra là thời kỳ viên mãn rồi. Và ở trong thư Côrintô chương 15 thì Ngài nói, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết mở đường cho những ai đã ăn giấc ngàn thu. Ở trong hai câu này chúng ta thấy thứ nhất, Thánh Phaolô nói, thời kỳ mà chúng ta ở đây là thời kỳ cuối. Và Chúa Giêsu là hoa quả đầu mùa của những người đã chết. Ngài là hoa quả đầu mùa rồi. Cho nên thời đại này là thời đại mới rồi. Công đồng Vatican II và cái môn học này dạy chúng ta cái gì? Công đồng Vatican II cũng nói với chúng ta ở trong cái hiến chế Lumen Gentium, hiến chế về ánh sáng muôn dân. Thì hiến chế này dạy chúng ta từ số 48 cho đến 51. Thời kỳ chúng ta đang sống là thời kỳ cuối cùng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa Giêsu đã soi sáng ánh sáng của Kitô giáo vào chúng ta và chúng ta biết được ý định của Thiên Chúa muốn gì cho con người. Chúa Giêsu nói, ý định của Cha là trao tất cả mọi người cho ta để rồi ta đem cho họ sự sống, cho ta đến để đem cho họ sự sống chứ không phải đến để mà luận phạt. Ý định của Thiên Chúa Cha là muốn tất cả mọi người được cứu rỗi. Vì thế, Công đồng Vatican II nói với chúng ta đang sống trong thời kỳ sau hết. Có nghĩa là hết thời kỳ này là không còn thời kỳ khác nữa. Hết rồi. Vì thế ráng sống, chúng ta chỉ có một đời để sống thôi. Thời kỳ này là thời kỳ sau hết. Và trong thời kỳ sau hết này, nó không phải là tận thế. Nhưng trong thời kỳ sau hết này, tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn, tất cả những gì Chúa Giêsu rao giảng, chúng ta có muốn thực thi thì thực thi ngay bây giờ. Cái thứ hai, Công đồng Vatican II nói, giáo hội không có tách cá nhân ra khỏi tập thể. Có nghĩa là chúng ta đừng nghĩ rằng rồi đây mình đi lên thiên đàng mình đi một mình hay là xuống hỏa ngục đi một mình. Tôi không nói là rồi đây mình lên thì mình phải lên hết, lôi lên hết, hay là xuống là kéo nhau xuống hết, không phải như vậy. Nhưng tôi nói rằng Công đồng Vatican II muốn nói đến giáo hội là một tập thể của những người được Thiên Chúa kêu gọi. Kuat, một cái danh từ của người Do Thái, khi họ gọi một nhóm người đứng lại với nhau, thì cái nhóm người đó, Kuat, ở trong tiếng Do Thái, nó có nghĩa là những người được Thiên Chúa kêu gọi. Khi những người đó đứng lại với nhau và dịch qua tiếng Hy Lạp, họ không có cái từ nào hết. Cho nên họ mới dùng một cái danh từ Ecclesia, là một nhóm người nó có tính cách chính trị đứng lại với nhau, mà những người này đứng lại có mục đích. Nếu chúng ta đi ra chợ Walmart hay là đi ra phi trường, thì chúng ta cũng thấy một nhóm người rất là đông, họ đứng với nhau nhưng họ không có mục đích. Có thể là mỗi người đi một hướng. Còn nếu chúng ta đứng lại với nhau có một mục đích, có một tôn chỉ, có một chiều hướng, thì tiếng Hy Lạp Ecclesia gọi chúng ta là hội thánh, là giáo hội. Thì giáo hội nói rằng việc chúng ta đứng lại với nhau trở thành một cộng đoàn được Thiên Chúa kêu gọi hết sức quan trọng. Và vì thế, khi chúng ta chịu trách nhiệm cho mình về vấn đề lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục, không phải là một mình, chúng ta sẽ nói đến
là tín lý, một trong những tín lý ở trong kinh Tin Kính của các tông đồ chúng ta đọc là tín lý về các thánh cùng thông công. Chúng ta làm một việc tốt thì có rất nhiều người được hưởng. Mà nếu chúng ta làm một việc xấu, một con sâu thì làm rầu nồi canh, một con ngựa đau thì cả tàu chê cỏ, là cái tư tưởng như vậy. Giáo hội muốn nói, ngày nay công việc lên thiên đàng hay xuống khóa ngục, nó không còn có tính cách cá nhân mà tập thể chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Ý muốn nói cái gì? Có những trường hợp, có những con người họ phạm tội, mà Thiên Chúa có thể trong tư tưởng của Ngài, trong cái lương tâm của họ và trong cái ý định của Thiên Chúa, không biết là Ngài xét xử như thế nào. Nhưng cái cộng đoàn mà trong đó người đó sống đôi khi phải chịu trách nhiệm, bởi vì chính những người đó đã tạo cơ hội hay đã sống thế nào mà người này họ sống xấu như vậy. Tôi đưa ra một ví dụ. Cách đây cũng khá lâu, trước khi mà tôi đi về với bên Washington DC, khi ở bên Oakland thì có một cô bị giết chết. Cô bị giết chết vứt ở bên đường rồi cũng không có ai làm đám tang. Chỉ có điều ở trong cái túi của cô người ta tìm ra đó, thì thấy cô đã viết một mảnh giấy từ lâu rồi. Cô ta viết, tôi là người Công giáo. Chỉ có chừng đó thôi. Và tôi nghĩ rằng cô ta đã viết cách đây cũng 3-4 năm. Và cô ta cũng nghĩ đến ngày cô ta sẽ chết. Bởi vì cô là một người bị ghiền thuốc phiện đồ này kia đó. Rồi cô ta đi đứng trên các cái đường phố làm tiền ở vùng Oakland thôi. Rồi không biết ai giết cô ta, có thể là sau khi họ đã có cuộc vui với cô ta rồi thì giết vất ở bên đường. Và cuối cùng đưa đến để mà làm đám tang ở trong nhà xứ lúc đó tôi đang ở. Trong một bài giảng, tôi cũng không biết nói cái gì, ngoại trừ tôi lấy lại tư tưởng của một linh mục ở bên cạnh. Lúc đó bốn chúng tôi cùng đến để dâng thánh lễ, không có bao nhiêu người đi, nhưng cũng có một số khi họ nghe tin tức thì họ đến. Ở trong đó tôi lấy lại cái tư tưởng của cái ông cha bạn và tôi nói như thế này. Ngày cuối cùng, con người tức là Chúa Giê-xu sẽ đến để phán xét và Ngài sẽ phân chia dê ra khỏi sói. Nhưng trước mặt Chúa ngày hôm nay, chúng con cũng phải xin lỗi Chúa, là bởi vì chính chúng con là những con sói đang đẩy con dê này đi vào một cái chỗ không còn một cái chỗ để đi nữa. Chính xã hội và chính nhiều khi những người thấy cô ta đứng bên đường coi thường, không cho cô ta một miếng ăn, hay là không có bao giờ nhìn cô ta với một cái ánh mắt có thể giúp đỡ được. Và cuối cùng đẩy cô ta vào một cái con đường cùng, cho nên chính con đường cùng đưa lại cái chết. Tôi nói như vậy để nói, Giáo hội Công giáo sau Công đồng Vatican II muốn liên kết cá nhân và tập thể. Bởi vì trong một hệ thống chính trị xã hội, ví dụ như vậy, chúng ta sống trong một cái đất nước mà ở đó có sự áp bức, có sự gò bó mà chúng ta không lên tiếng thì chúng ta cũng chịu trách nhiệm. Đừng nghĩ rằng rồi đây mình chỉ có đi vô nhà thờ đọc kinh rồi Thiên Chúa sẽ thưởng mình. Còn tất cả sự đau khổ của những người chung quanh mà mình không quan tâm thì cái đó không phải của mình. Vì thế trách nhiệm của tập thể và cá nhân gắn liền với nhau. Rồi giáo hội liên kết hiện tại với tương lai. Trong Công đồng Vatican II dạy chúng ta, thiên đàng chắc chắn nó không phải ở đây rồi, bởi vì nếu ở đây mình đâu có đi tìm. Nhưng một điều chắc chắn là thiên đàng nó bắt đầu ngay từ bây giờ, cái đó là điều chắc chắn. Và vì thế những gì chúng ta làm ở đây, gặp nhau, nhìn nhau, nói một câu vui, cười với nhau là những điều chúng ta nên làm, bởi vì thiên đàng nó bắt đầu ở đây. Chúng ta liên kết hiện tại với tương lai, đừng nghĩ rằng rồi đây tôi sẽ lên thiên đàng, mà thiên đàng nó bắt đầu ngay từ bây giờ. Và cuối cùng là giáo hội nối kết trời với đất. Như tôi nói, mỗi một khi chúng ta tham dự thánh lễ thì giáo hội dùng một cái danh từ là chúng con cảm tạ Thiên Chúa vì cho chúng con hưởng được hương vị của nước trời. Chúng ta chưa có lên trời, nhưng trong cái mầu nhiệm thánh thể chúng ta hưởng được hương vị nước trời. Bây giờ chúng ta nói đến sự chết và đời sống vĩnh cửu. Ở trong Cựu Ước họ nói có thời sinh thì có thời chết. Đó là chuyện bình thường, sách giảng viên. Chỉ có điều là có người chết trẻ, có người chết già. Chết không thể hiểu có tính cách về thể lý mà thôi. Mà ở trong Kinh Thánh nói chết là một sự trừng phạt của Thiên Chúa. Bởi vì Adam bất phục tùng cho nên chúng ta mới bị chết. Các thánh giáo phụ nói rằng nếu trường hợp mà Adam không có Adam và Eva không có phạm tội thì chúng ta có chết hay không? Thì các giáo phụ nói rằng không. Bởi vì Thiên Chúa dựng nên để cho con người sống với Ngài. Mà nếu trường hợp muốn sống với Ngài, Ngài thì Ngài muôn đời rồi, Ngài bất tử. Mà bây giờ cho con người chết thì làm sao mình ở với Ngài được? Cho nên nếu ông bà chúng ta không phạm tội thì chúng ta không chết. Vì thế ở trong thư của Thánh Phaolô gửi cho Roma, Ngài cũng nói vì bất phục tùng của một người mà tất cả những người khác phải chết. Nói một cách đơn giản, phúc âm trong Cựu Ước, cái quan niệm chết nó không phải chỉ là một hình phạt,
mà bây giờ nó trở thành như là một cái sự phạt, không phải là hình phạt cho bằng sự bất tuân lệnh của con người đối với Thiên Chúa. Nhưng mà đến thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên thì Kinh Thánh hầu như không nói đến sự sống sau khi chết. Khoảng chừng 200 năm thời kỳ trước Chúa Giê-xu, nếu chúng ta gặp những người Do Thái ở trên đường phố hỏi họ sau khi chết đi đâu, thì họ nói chết là hết. Chết rồi đi vào một cái nơi tối tăm nằm đó là hết. Người Do Thái không biết tin vào sự sống đời sau, cho nên 200 năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời thì không hề nghe nói đến. Nhưng đối với người Do Thái, sau khi chết thì tất cả con người, nên nhớ, người Do Thái họ không phân biệt hồn với xác như là quan niệm của người Hy Lạp. Tất cả con người đi xuống một cái cõi ở tiếng Do Thái gọi là Sheol, là một cái nơi tối tăm, rồi nằm đó. Vậy thôi. Ở trong Sheol con người được cái gì? Ở trong Sheol, trong nơi tối tăm, thì con người không còn giao ước với Thiên Chúa nữa. Vậy thôi. Xong một đời người. Nhưng cũng ở trong tư tưởng của cựu ước như tôi nói, từ từ, cái tư tưởng thưởng phạt về công bằng bắt đầu được khai thác. Tại sao lại có những người ở hiền mà lại không có gặp lành? Mà tại sao có những người ăn ác, ăn ở ác đức mà lúc nào cũng sung sướng? Nếu như vậy thì phải có một nơi để cho những người này thưởng, được thưởng phạt. Ở trong tiên tri Hosea chương 6 nói làm sao? Đây là lần đầu tiên mà trong chương trong sách Cựu Ước của tiên tri Hosea, theo với tư tưởng của sách Daniel là rồi đây con người sẽ được sống lại hả? Nhưng mà ở đây nói rõ hơn, 2 ngày đến ngày thứ 3 thì được sống lại. Ở trong sách của tiên tri Hosea nói, sau 2 ngày, người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống. Ngày thứ 3 sẽ cho chúng ta trỗi dậy và chúng ta sẽ được sống trước nhan người. Rồi ở trong sách của tiên tri Ezekiel nói là những bộ xương khô khi được Thiên Chúa thổi hơi vào thì sống lại. Rồi sách của tiên tri Isaiah, tất cả những điều này nhằm cái gì? Tất cả những điều này nhằm khẳng định Thiên Chúa là chủ của sự sống. Tư tưởng đó nó chính xác hơn là nói về sự sống đời sau, bởi vì người Do Thái họ vẫn còn rất mơ hồ về sự sống đời sau. Ở trong này tôi muốn nói đến sách Khôn Ngoan giới thiệu. Ngoài vấn đề sách Daniel và ở trong tiên tri Hosea nói đến sự sống đời sau, thì sách Khôn Ngoan giới thiệu một câu mà chúng ta mới vừa nghe ngày hôm qua. Linh hồn của những người khôn ngoan đó bất tử và họ sống đời đời. Đây là một tư tưởng mới. Nếu trường hợp mà chúng ta tin có sự sống đời sau thì có 2 cách. Một là sự sống đời sau rồi họ được sống rồi họ lại chết lại giống như là đầu thai vậy hả? 2 là họ sống và họ sống muôn đời. Thì trong sách Khôn Ngoan nói đến linh hồn của những người khôn ngoan thì bất tử và họ sống muôn đời. Ở từ đây chúng ta thấy cái tư tưởng sống muôn đời bắt đầu hiện diện trước thời kỳ của Chúa Giê-xu. Nói tóm lại, cho đến trước thời kỳ của Chúa Giê-xu thì có 4 cái quan niệm về đời sau như thế này. Thứ nhất là những người Sa Đốc thì họ tin chết là hết. Chúng ta nhớ là họ thách thức Chúa Giê-xu. Họ nói rằng nếu mà một bà mà có 7 ông chồng thì sau này lên trên trời ông nào là chồng bà? Bởi vì họ không tin vào đời sau. Thứ hai là nhóm Pha-ri-siêu, họ tin xác sống lại trong ngày sau hết. Nhưng họ chỉ tin vậy thôi chứ họ chưa biết cách cắt nghĩa như thế nào. Cái thứ ba là nhóm Essen, đây là một nhóm họ tách ra khỏi Jerusalem và họ ra sống ở cái vùng gọi là Qumran, những ai mà đi đất thánh thì biết. Trong thời kỳ thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên thì họ ra đó, họ sống ở đó. Thì cái nhóm Essen này, Thánh Gioan Tẩy Giả là một trong những thành viên của cái nhóm này. Ở trong nhóm này thì họ tin là linh hồn sống đời đời. Và cái nhóm cuối cùng là cái nhóm Qumran thì họ tin không có xác sống lại nhưng có sự sống lại, tức là ở trong đó con người không có xác, nhưng mà con người chỉ có giống như là thiên liêng thôi hả? Rồi họ sống như các thiên thần vậy. Tân ước thì sao? Tân ước thì nói rất là nhiều, nhưng mà tôi muốn nhắm tới cái điểm thứ ba. Tôi đi nhanh bởi vì tôi nghĩ là có rất nhiều tư tưởng, sợ không có giờ, tôi để giờ cho anh chị em hỏi nhiều hơn. Ở trong này thì Kinh Thánh Tân ước nói rất nhiều về sự sống đời sau bởi vì bản thân Đức Giê-xu đã sống lại. Nhưng có một tư tưởng chúng ta cần để ý trong cái nốt thứ ba là chỉ có Thiên Chúa bất tử mà thôi. Chỉ có một mình Thiên Chúa là bất tử. Và khi Thiên Chúa tạo dựng con người, sự chết không có nằm trong kế hoạch tạo dựng. Sự chết đến là bởi vì con người bất tuân lệnh Chúa. Và bởi vì có sự sống lại của Chúa Giê-xu Kitô, cho nên đối với Kitô hữu bây giờ họ không còn sự sợ, họ không còn sợ chết nữa. Ở trong thư gửi tín hữu Corinto chúng ta nghe hả? Sự chết, mày làm gì được ta?
đến lúc này Đức Giêsu Kitô đã sống lại và chúng ta vẫn hát ở trong các cái bài kinh của ngày của mùa phục sinh. Ngài đã đánh dẹp sự chết, Ngài đã toàn thắng sự chết. Với Kitô hữu bây giờ sự chết nó không còn sợ sệt như ngày xưa nữa, bởi vì bây giờ họ được đi vào cõi sống đời đời ha. Ở trong thứ nhất Corinto. Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây: tử thần đã bị chôn vùi, đây giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là độc của ngươi? Người ta không còn sợ chết nữa. Cái chết của Chúa Giêsu bây giờ được coi là cứu chuộc, là hy sinh đem lại ơn cứu độ cho chúng ta hả? Vậy chúng ta học gì ở trong giáo lý Công giáo sau khi chết? Sau khi chết thì giáo lý Công giáo số 1005 tôi muốn đọc: muốn được phục sinh với Đức Kitô, chúng ta phải cùng chết với Người. Ta phải lìa bỏ thân xác này để được ở bên Chúa. Chết là ra đi, hồn lìa khỏi xác, hồn sẽ hợp lại với xác trong ngày kẻ chết sống lại. Giáo lý 1005. Giáo lý 1016: khi chết, hồn lìa khỏi xác, nhưng khi con người sống lại, Thiên Chúa sẽ trả lại sự sống bất diệt cho thân xác đã được biến đổi bằng cách tái hợp xác với hồn. Như Đức Kitô đã phục sinh và sống mãi muôn đời, tất cả chúng ta sẽ sống lại vào ngày sau hết. Nếu chúng ta hiểu sự chết như vậy, đó là giáo lý Công giáo. Họ chỉ nói như vậy thôi nhưng mà không cắt nghĩa, tôi sẽ cắt nghĩa thêm. Nếu chúng ta hiểu là khi chết linh hồn lìa khỏi xác thì chúng ta hiểu cái gì đây? Thưa, thần học của chúng ta được cắt nghĩa khi chúng ta dùng triết lý của Hy Lạp, bởi vì thời kỳ thần học của chúng ta phát triển cũng là thời kỳ triết lý của Hy Lạp rất là phổ biến. Và trong triết lý của Hy Lạp thì người ta nói rằng mỗi một con người thì có hai phần, tức là có phần linh hồn và phần thể xác. Rồi đối với quan niệm của người Hy Lạp, đối với quan niệm của Plato thì các linh hồn nó bay lơ lửng ở trên trời vậy đó. Lúc nào mà cái ông là Supreme Being, tức là cái ông tối cao đó, mình gọi là ông trời hay là thượng đế gì đó cũng được ha, thì cái ông đó, ông lấy cái hồn đó, ông cho xuống đầu thai, thì cái người đó trở thành một con người. Mà khi chết thì cái hồn nó lại bay về lên trên đó và nó ở trên đó. Trên đó mới là thực, dưới này chỉ là ảo. Và ở trong quan niệm của Plato thì những cái gì thuộc về ở trên đó thì nó mới quý hóa. Còn những cái gì thuộc về trần gian này, xác thịt này, nó hèn mọn lắm, nó không có đáng quý cho mình. Cho nên cái quan niệm đó làm cho chúng ta không có tôn trọng cái thân xác mình bao nhiêu. Cũng với cái tư tưởng đó thì giáo lý của chúng ta khi phát triển, chúng ta nói rằng khi chết thì hồn lìa khỏi xác. Và cái tư tưởng hồn lìa khỏi xác nó nằm trong triết lý của Hy Lạp, chứ không phải nó nằm sâu thâm sâu ở trong thần học của Công giáo chúng ta. Trong thần học Công giáo của chúng ta thì sao? Thưa, chúng ta không nói là hồn lìa khỏi xác theo cái lối như vậy. Bởi vì con người của chúng ta, tôi là một con người, tôi là Hy đứng trước mặt anh chị em ở đây, thì tôi có hai phần, vừa là hồn vừa là xác. Mà nếu trường hợp tách hồn ra khỏi thì không còn là tôi nữa. Bởi vì khi nó ghép lại, tôi nói như nước vậy, nước nó có hydrogen và oxygen, nó có hai thứ nó kết hợp với nhau thì nó thành nước. Nếu mình tách ra thì nó chỉ thành hai thể khí mà thôi. Vì thế nếu trường hợp tôi có hai phần hồn và xác, mà bây giờ tách hồn ra khi chết lìa khỏi xác, thì lúc đó câu hỏi về vấn đề thần học, liệu chừng lúc đó có còn là tôi nữa không, có còn là Hy nữa không, có còn là anh A, anh B nữa không? Bởi vì anh A, anh B có hồn và xác, mà bây giờ tách ra thì có còn nữa không? Cho nên trong thần học Công giáo của chúng ta nói rằng một con người là có hồn và có xác đi với nhau. Nhưng chúng ta vẫn dùng danh từ, chúng ta vẫn dùng danh từ ở trong giáo lý tôi mới vừa cắt nghĩa. Trong giáo lý Công giáo vẫn nói rằng khi chết thì hồn lìa khỏi xác. Nhưng họ dùng cái động từ lìa khỏi xác, nhưng chúng ta không được hiểu, tôi nói về vấn đề thần học, chúng ta không được hiểu là lìa đây có nghĩa là cắt đứt, không còn liên lạc, đừng hiểu như vậy. Đây chỉ là một cái biểu tượng để cho chúng ta dễ hiểu thôi. Còn về mặt thần học thì khi lìa rồi làm sao nó còn có thể là anh A, anh B được. Nhưng chúng ta muốn được cắt nghĩa những điều mà mình không cắt nghĩa được thì mình phải dùng những cái động từ danh từ mà mình có. Vì thế giáo hội vẫn dùng cái động từ là linh hồn lìa khỏi xác để cắt nghĩa việc đó. Và để giải thích việc này đó thì chúng ta có thể mượn thuyết của Aristotle đó. Ông cho như thế này: xác là một hồn là một cái form, xác một cái hình thức, xác là một cái gì nó thực, hai cái nó đi với nhau. Ví dụ
Ví dụ bây giờ đó, cái bàn này á, nó cũng bằng gỗ. Cái sàn này nó cũng bằng gỗ. Hai thứ nó đều bằng gỗ. Chỉ có điều khi nó nằm trên bốn cái chân chúng ta gọi là bàn. Khi nó nằm trên cái sàn thì chúng ta gọi là sàn. Mặc dù hai cái cũng là bằng gỗ. Vậy thì làm thế nào để gọi là bàn? Thưa là khi nó vừa là gỗ và nó vừa có bốn chân. Nếu trường hợp nó vừa là gỗ mà nó nằm dài thì chúng ta gọi là sàn. Vậy thì trong quan niệm của Aristotle khác hoàn toàn với Plato. Có nghĩa là mỗi một con người nó phải có cái hình thức và cái nội dung. Nếu trường hợp nó là gỗ mà nó bốn chân thì chúng ta gọi là bàn. Nếu nó gỗ mà nằm dài thì chúng ta gọi là sàn. Vậy thì một con người có linh hồn mà có xác tôi tại đây gọi là hy. Nếu trường hợp một người khác mà đẹp trai hơn, đứng người nữa thì chúng ta gọi người đó là canh an bê gì đó, ví dụ vậy. Đương nhiên rồi, nếu mà người đó không có mập bằng tôi ha. Thì trong cái con người đó, chúng ta thấy ngoài cái vấn đề là cái xác của mình, cái hồn của mình nó phải đi với một cái nội dung. Mà nếu trường hợp người đó cái tóc màu khác thì anh ta sẽ là một người khác. Với cái quan niệm của Aristotle như vậy, Thánh Thomas Aquino thì lại khác. Bởi vì trong công đồng dạy là khi chết thì linh hồn lìa khỏi xác. Cho nên Thánh Thomas Aquino ngài dùng cái động từ đó, ngài cắt nghĩa, ngài nói như thế này. Tôi khi chết thì linh hồn tạm thời lìa ra ở đó chờ thời gian. Đó là cái cách nghĩa tốt nhất của ngài. Đương nhiên cách nghĩa này chỉ có tính cách tạm thời thôi, chúng ta không phải tin. Và những cái cách nghĩa này nó hơi xưa. Ngày nay thì chúng ta vẫn nói, nhưng mà chúng ta không hiểu theo cái lối như vậy nữa. Vì thế điều mà tôi muốn quý cụ các bạn anh chị em để ý là như thế này. Khi chúng ta nói chết linh hồn lìa khỏi xác thì chúng ta được nói được. Chúng ta chỉ nói nó đúng khi chúng ta nói lên được hai điều này. Nó chỉ đúng cái thứ nhất là khi sự chết nó ảnh hưởng toàn cả con người chúng ta. Toàn cả con người có nghĩa là ảnh hưởng đến anh A, anh B, ở trong đó có hồn và xác. Cái thứ hai, về cái gọi là hồn, thì linh hồn của chúng ta bắt buộc chúng ta phải tin. Trong giáo lý Công giáo dạy linh hồn bất tử. Hai cái nó đi ngược nhau mà nhiều khi khó giải thích. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng sự chết nó đến, nó phải ảnh hưởng đến cả hồn và xác. Chứ chúng ta không có tách ra theo cái lối triết lý của bên Hy Lạp ha. Vì tin vào xác sống lại, cho nên chúng ta biết cho đến năm 1963 đó, thì giáo hội không có cho chúng ta hỏa táng. Một phần bởi vì giáo hội muốn chúng ta tôn trọng cái thân xác này ha. Bởi vì cái bộ luật của năm 1907 đó thì không cho. Năm 1917 thì không cho. Nhưng mà năm 1983 bộ giáo luật mới thì cho phép hỏa táng. Chỉ có điều là chúng ta phải xin phép. Thường thường các giáo phận người ta cũng cho một cái giấy phép chung. Nhưng mà các cha thường thường khi có những ai mà muốn hỏa táng thì phải báo cho họ biết. Vậy thôi. Mục đích là gì? Không phải là giáo hội cấm. Mục đích là để nói lên chúng ta cũng phải tôn trọng cái thân xác này. Và ngày nay thì chúng ta biết nhiều hơn ngày xưa. Bởi vì vấn đề y khoa, cho nên có những cái bệnh tật, có những con người nhiều khi chết chúng ta cũng nên hỏa táng. Bởi vì có những cái mà về vấn đề y khoa người ta nghĩ có thể nó lây lan chẳng hạn. Rồi bây giờ đến vấn đề phán xét riêng và phán xét chung thì sao? Ở công đồng Lyon năm 1274 đã nói là người Hy Lạp thì không tin vào vấn đề xét xử ngay, tức là khi chết là bị xét xử liền. Người Hy Lạp không tin như vậy. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng Gioan 22 thì lại nói về vấn đề sau khi chết thì có sự phán xét ngay. Công đồng Lyon năm 1274 đưa ra một nhận định là sau khi chết thì mỗi một người có phán xét, rồi đến ngày tận thế thì tất cả mọi người lại được phán xét lần cuối cùng. Vì như vậy mà chúng ta có các vị thánh trên trời. Ngày hôm nay chúng ta mới công bố một vài, hôm qua chúng ta kỷ niệm 117 vị thánh anh hùng của Việt Nam. Những người đó ở trên trời, đương nhiên họ ở trên trời chưa có hoàn toàn, bởi vì chỉ có một phần thôi. Phải chờ cho đến ngày sau hết thì hồn với xác mới nhập lại. Cho nên bây giờ tôi nói cái tính cách dễ hiểu cho bà con hiểu thôi nha. Cái này không có đi vào thần học sâu quá. Cái này mà dạy các sơ các cha thì nó sâu sắc hơn chút, rồi phân tích rồi nhiều thứ về triết lý. Nhưng mà thôi, đây nói chung chung thôi. Cho dễ hiểu là như thế này. Các thánh trên trời bây giờ đó, chỉ có một mình Đức Mẹ là có hồn xác à. Còn mấy ông chỉ có hồn thôi, chưa có xác. Nói như vậy cho nó dễ hiểu nhé. Còn mấy ông với bà là vẫn còn chờ cho đến ngày cuối cùng đó, thì xác hồn mới nhập lại với nhau. Chỉ có một mình Đức Maria bây giờ là có hồn xác được mà thôi. Nói như vậy cho dễ hiểu. Anh em tin lành ngày nay thì sao? Anh em tin lành thì họ không tin là có cái sự phán xét cuối cùng và sự phán xét riêng khác nhau. Họ không tin như vậy. Họ nói làm sao? Khi chết, một là anh lên thiên đàng, hai là anh xuống hỏa ngục. Không hề có luyện ngục. Bởi vì sự phán xét là phán xét ngay bây giờ. Và cái ngay bây giờ cũng có nghĩa là cái cuối cùng. Chết là hết rồi đó. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng đặt vấn đề với anh em tin lành. Nếu như vậy thì khi một người chết rồi chúng ta cầu nguyện để làm gì?
Nếu trường hợp chúng ta không tin có một sự thay đổi thì cầu nguyện nó cũng trở nên vô ích ha. Rồi, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 12 thì nói làm sao? Ngài nói là linh hồn có thể tự tồn tại được trong một giai đoạn. Mà trong giai đoạn này Ngài dùng cái danh từ là linh hồn ở trong một cái trạng thái trái với tự nhiên. Bởi vì sao? Nếu linh hồn hợp lại với xác thì nó trở thành một người, mà bây giờ chỉ có linh hồn tồn tại còn xác thì rã mục dưới đất rồi. Cho nên Ngài dùng một cái danh từ gọi là trái tự nhiên. Rồi phán xét riêng trước khi phán xét chung. Và ai được xứng đáng thì được vào nước trời như các vị thánh. Chúng ta mới mừng 117 vị thánh. Thì những người đó là những người xứng đáng được vào nước trời. Còn những ai chưa xứng đáng thì được thanh luyện ở trong luyện ngục. Rồi luyện ngục thì chúng ta lại nói không có căn cứ vào trong kinh thánh. Nhưng đây là những lý luận hợp lý của giáo hội công giáo đưa ra và nó trở thành một tín lý. Ở trong công đồng Florence và ở trong công đồng Lyon. Giáo lý công giáo số 1030 nói làm sao? Những người chết trong ân nghĩa Chúa nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, mặc dù chưa chắc chắn được cứu độ đời đời, còn phải chịu thanh luyện sau khi chết để đạt được sự thánh thiện cần thiết để vào hưởng phúc thiên đàng. Nói một cách đơn giản, giáo hội nói sau khi chết chưa trong sạch thì chịu thanh luyện ở trong luyện ngục. Giáo lý số 1031, hội thánh gọi việc thanh luyện cuối cùng của những người được chọn là luyện ngục. Điều này khác hẳn với hình phạt đời đời của những kẻ chúc dữ. Hội thánh công bố giáo lý về luyện ngục cách riêng của các công đồng Florence và Trento. Hai công đồng Florence, công đồng Lyon và công đồng Florence là công đồng công bố về luyện ngục. Công đồng Trento là công đồng tái xác định về những cái đó. Và có rất là nhiều ngụ ý tại sao mà giáo hội ở trong Kinh Thánh thì không thấy có luyện ngục mà chúng ta lại nói đến. Thưa, bởi vì có những cái ngụ ý ở trong đó. Thứ nhất là ở trong sách thứ hai của Maccabê, sách này được viết và cái phong trào này nó xảy ra chừng khoảng 150 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời. Thì ở trong cái sách của Maccabê nói đó là ông Giuđa, người đứng ra cầm quân để mà đánh dẹp lại người Hy Lạp đó, bởi vì họ đã làm ô uế đền thờ Jerusalem. Thì khi có những người lính chết, ông quyên tiền gửi về Jerusalem để xin các thầy tư tế cầu nguyện cho những người chết. Nếu trường hợp họ không tin là lời cầu nguyện có ảnh hưởng thì họ xin để làm cái gì? Rồi cái thứ hai là ở trong thư của trong phúc âm của Matthew chương 5 đó, là Chúa Giêsu nói làm sao? Ngài kể chuyện là có một người nợ người kia chỉ có 10 đồng thôi, rồi ông ta tha, rồi ông đi ra ông bắt được một ông nợ người kia cả 1.000 ha, rồi bị được tha, ông đi ra ông bắt người bạn nợ có mấy đồng mà ông bắt bẻ, rồi cuối cùng đó cái ông chủ mới kêu ông đó vào và bắt nhốt ở trong ngục. Rồi trong cái dụ ngôn đó Chúa nói làm sao? Ngươi sẽ phải ở đó cho đến khi trả xong đồng bạc cuối cùng. Ở trong tư tưởng của người công giáo, nếu trường hợp ở đó mà trả xong đồng bạc cuối cùng, chứng tỏ là sau đời này chúng ta vẫn còn có thể trả được một phần, nếu chúng ta còn có sự cầu nguyện. Và luyện ngục ở trong tư tưởng của người công giáo chúng ta được xem là một cái tiến trình để chúng ta kết hợp yêu mến Thiên Chúa hơn là trừng phạt theo cái lối lửa cháy như là chúng ta vẫn hiểu. Ân xá, đại xá, ở đây chúng ta biết, nhất là các bác ngày xưa, mỗi lần mà đi đọc kinh, nó hay thấy mở cuốn sách ra, nói đọc kinh này được 50 ngày ân xá, có vậy không? Có thấy không? Bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn nhìn, hả? Đọc kinh này thì được 50 ngày ân xá, đọc kinh này được 100 ngày ân xá. Cái tư tưởng này bây giờ thì bỏ rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn, ân xá và đại xá nó vẫn còn, chúng ta được ân đại xá khi chúng ta đến đây, những cái đó nó vẫn còn. Nhưng mà tôi chỉ cắt nghĩa về tại sao cái tư tưởng này nó ra đời 50 ngày, 10 ngày thôi. Cái tư tưởng ân xá đại xá thì nó vẫn còn, mà nó không có ngày. Nhưng mà cái ngày này nó đến là bởi vì có hai người, một ông tên là Dominic Soto và một ông là Juan Maldonado. Hai ông này cùng thời với nhau và ở bên Âu Châu, thì hai ông đi rao giảng. Chỉ có điều không biết làm sao mấy ông suy nghĩ ở đâu thì cái đó mình chịu thua, bởi mấy ông không nói. Tự nhiên hai ông cùng lúc đi nói rằng là thường thường một linh hồn ở trong luyện ngục là 10 năm. Giáo hội chưa bao giờ dạy, mà tự nhiên hai ông suy nghĩ ra như vậy, rồi đi giảng, rồi người ta tin theo. Và từ đó người ta nói rằng, 10 năm là 36.000 ngày, không, 10 năm là có 3.650 ngày thôi. Vậy thì nếu mình đọc kinh này được 50 ngày, thì người kia còn được là 3.600 ngày, mình đọc tiếp thì còn 3.005 ngày, cứ như vậy. Bây giờ những cái tư tưởng đó giáo hội không dùng nữa, nhưng mà tôi nói để cho anh chị em biết từ đâu mà nó có. Hả? Ngày xưa hai ông này cứ nghĩ rằng một linh hồn ở trong luyện ngục cỡ chừng 10 năm, rồi vì 10 năm thì họ cứ trừ ra từ từ như vậy. Giáo hội có tin vào thuyết đầu thai chứ không? Và lý do tại sao không tin? Vì nó bốn lý do. Thứ nhất là đầu thai từ chối sự hiện hữu của hỏa ngục.
Bởi vì nếu trường hợp mình mà sống không tốt thì mình có thể sẽ được kiếp đầu thai khác, và vì thế làm gì có hỏa ngục. Hỏa ngục là bị phạt đầm trầm luôn đời đời, mà đầu thai thì không có hỏa ngục. Cái thứ hai là từ chối tín lý Thiên Chúa cứu chuộc con người. Chúng ta tin là Chúa Giêsu cứu chuộc mình, mà ở trong cái quan niệm đầu thai là mình tự cứu mình. Kiếp này tôi chưa có sống tốt, kiếp sau tôi sống tốt hơn. Như vậy chính tôi cứu tôi chứ không ai cứu tôi. Và điều này đi ngược lại với tín lý giáo hội. Cái thứ ba là đầu thai coi nhẹ những cái quyết định của con người, bởi vì họ có thể làm lại, làm sai thì làm lại. Công giáo chúng ta nói rằng mình chỉ có một đời để mà sống. Vì thế những quyết định mình làm, việc ác mình làm, việc tốt mình làm là những quyết định có tính cách dứt khoát, không có cơ hội lần thứ hai. Đời này chỉ có một lần mà thôi, cho nên đừng có nghĩ rằng ơ thôi đời này ăn chơi cho đã, có gì đời sau rồi tính sau. Không có quyết định trở lại. Và cái cuối cùng, lý do mà chúng ta không tin vào luân hồi và đầu thai là bởi vì nó từ chối sự sống lại, mà thân xác của luân hồi á, thì chúng ta kiếp này làm người, kiếp sau làm chó, làm mèo. Nó không phải là cái thân xác của mình nữa. Nó không phải chỉ là cái hình thức bên ngoài, mà nó là một cái nature, một cái căn tính khác, một cái bản thể khác. Chúng ta không tin như vậy. Bản thể của con người luôn luôn là con người. Thiên đàng. Thiên đàng là một nơi, câu thứ hai tôi nói đó, chúng ta nghe nhiều, là một nơi hạnh phúc tuyệt đối diễn tả được sự sống đời đời vinh quang ở bên cạnh Thiên Chúa. Tôi không có nói nhiều về cái này, những gì mà anh chị em đã hiểu rồi hả? Ở trên thiên đàng thì được diễn tả như thế nào? Là một nơi mà mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe. Vì thế cho nên hôm nay tôi đứng đây nói chuyện với quý cụ, quý ông bà, anh chị em dễ lắm. Bởi vì mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, cho nên tôi nói sai đâu vài việc. Nhưng chúng ta hiểu gì về thiên đàng? Ai là người được lên thiên đàng và được diện kiến Thiên Chúa như thế nào? Những người có tâm hồn trong sạch thì họ được nhìn xem Thiên Chúa. Chúng ta đọc ở trong phúc âm của Matthew. Và ở trong thứ nhất của Gioan nói làm sao? Chúng ta sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa như là Ngài thật sự. Bây giờ thì mình chưa. Bây giờ mình thấy Ngài chỉ như là một cái phản ánh ở trong gương thôi. Nhưng rồi đây mình sẽ được nhìn thấy Ngài một cách diện đối diện. Hả? Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 12, ở trong một cái tông thư Benedictus Deus, thì Ngài nói rằng lên thiên đàng mình được nhìn thấy mặt Thiên Chúa mặt đối mặt một cách hoàn toàn rõ ràng và trực tiếp, nhìn thấy như vậy đó. Ở trong tiếng Latin nó gọi là nude clare et aparte, một cách hoàn toàn rõ ràng trực tiếp. Ở trên thiên đàng thì không phải tất cả mọi người đều thấy Chúa như nhau đâu, có hạng nhất, hạng nhì, hạng ba đàng hoàng. Là lý do công đồng Florence nói như thế này, tôi nói cho dễ hiểu thôi. Công đồng Florence nói mọi người đều được hạnh phúc, mọi người được nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng nhìn thấy Thiên Chúa tùy theo công trạng, tùy theo công quả thánh đức của chính mình. Người nào mà thánh á, các vị thánh á, thì họ ngồi trên kia, anh chị em lên, tôi hy vọng tôi cũng lên trên đó, nhưng mà tôi hy vọng lên được cái ghế giữa giữa nhìn thấy sáng sáng chút hả. Nhưng mà cái ý của công đồng nói cái gì? Tất cả mọi người ở trên đó đều hạnh phúc, chỉ có điều đừng nghĩ rằng tất cả đều như nhau. Bởi vì cái mức độ mình nhìn thấy Thiên Chúa thì theo cái công trạng thánh của mình. Nhưng có một điều chắc chắn là ở trên đó không có ai bị đuổi ra cả. Đã lên thiên đàng thì ở muôn đời. Ý định của Thiên Chúa là cứu rỗi mọi người. Tôi thấy cũng gần hết giờ, cho nên tôi thấy cái gì cần thì tôi đi. Rồi sau này có những cái gì cần hỏi thì anh chị em hỏi thêm nhé. Thưởng phạt đời đời. Rồi chúng ta thấy đến vấn đề lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục thì chúng ta ở đó muôn đời. Câu hỏi đặt ra là những anh nào làm sai thì bị phạt, những ai mà được có công thì thưởng, đó là chuyện bình thường. Chỉ có điều tại sao phạt mà phải phạt đời đời, ác quá vậy? Nếu trường hợp mà chúng ta cứ nghĩ tưởng tượng con mình 3-4 tuổi đi, nếu mà nó có cái chuyện gì sai thì mình nói con quỳ úp mặt vô tường thì cho nó quỳ chừng 5-7 phút, 10 phút, 1 tiếng đồng hồ thì được. Chứ bây giờ mà mình phạt nó mà mình bắt nó quỳ úp mặt vô tường mà nó úp suốt đời như vậy thì mình cũng đâu có sung sướng đâu. Cho nên các vị thánh ngày xưa cũng đã suy nghĩ đến liệu chừng có hỏa ngục không. Bởi vì nếu trường hợp có hỏa ngục mà Chúa phạt mình vào trong hỏa ngục thì ai là người đau? Mình đau hay là Chúa đau? Cha mẹ mà phạt con cái bắt nó quay mặt vô tường, nhiều khi bắt nó quay mặt vô tường quỳ đó cho mình đi ra đi vô, mình cũng phải coi nó, cho mình còn lo hơn nó lo nữa. Nhiều khi nó quỳ nó ngủ mình không biết, mình là cái người lo, mình làm cha làm mẹ. Vì thế cái quan niệm là liệu chừng Thiên Chúa có phạt mình xuống hỏa ngục đời đời không? Thì ở trong cái tư tưởng này từ thế kỷ thứ 3 đã có rồi. Nhưng các thánh giáo phụ Origen rồi nhiều các giáo phụ khác, Gregory của Nyssa, Gregory của Athanasius, Ambrose,
Tất cả những vị này họ khai thác một cái ơn cứu độ gọi là ơn cứu độ toàn cầu, tức là mọi người rồi đây sẽ được cứu rỗi. Thiên Chúa sẽ cho mình một cái cơ hội để mình có thể trở lại với Thiên Chúa, bởi vì không thể nào mà mình chọn đi xuống hỏa ngục được. Nhưng công đồng Constantine ở năm 543 lên án cái thuyết này và cho rằng nếu chúng ta nói rằng không có hỏa ngục là sai lạc giáo. Vì thế chúng ta tin như thế nào? Ngày hôm nay bắt buộc chúng ta phải tin là có hỏa ngục. Đó là chuyện giáo lý dạy. Liệu chừng có ai trong hỏa ngục không thì đó là một cái câu hỏi khác. Và chúng ta hy vọng là sẽ không có ai. Bởi vì nhỡ mà có ai nhiều khi mình ở trong đó là sao hả? Rồi sự sống đời sau thì sao? Sự sống đời sau tôi chỉ nói đơn giản, nó bất tử, có nghĩa là nó muôn đời. Mà khi đã là bất tử thì có hai câu hỏi đặt ra. Cái gì tạo nên một con người, và con người có giống với cái con người hiện tại hay không? Cái gì tạo nên một con người và con người có giống cái gì cái hiện tại hay không? Thường thường một con người đó, ví dụ như tôi nói là anh A, thì chúng ta nói cái gì? Anh đó cao 1m7, rồi anh đó mặc tóc màu đen, anh đó mập hay ốm, anh thích ăn chua, thích ăn ngọt. Tất cả những cái đó nó tạo nên cái anh A, chứ không phải chỉ có anh A là anh A. Bởi vì anh A đó với anh B hai anh sinh đôi, nhưng mà một anh thích ăn chua, một anh thích ăn ngọt, như vậy là khác nhau rồi. Vì thế cái gì tạo nên một con người? Thưa, hành động và ý nghĩ này, cảm tính và cảm tình này, tư tưởng này, phán đoán này, hình dạng này, tất cả những cái đó tạo nên một con người. Vì thế tôi nói tóm tắt, nếu trường hợp sau này chúng ta lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục thì thân xác chúng ta có thể thay đổi. Nhưng mà ngay cả khi thay đổi thân xác này, cũng như ngày hôm qua có người nói là các bà đi sửa đó hả? Liệu chừng các bà đi sửa rồi về còn các bà không? Thưa con, lý do, bởi vì con người nó không phải chỉ là ở cái con mắt hay là chỉ ở cái lỗ tai hay chỉ ở cái cằm, mà nó còn có tư tưởng, nó còn có phán đoán, nó còn có ý thức. Vậy thì khi chúng ta chết rồi cũng vậy, chúng ta sẽ được phán xét lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục với cái lịch sử của một con người, chứ không phải chỉ với một cái thân xác mà thôi. Vậy thì liệu chừng cái thân xác này với thân xác sau nó có giống nhau không? Thường nó bắt buộc nó phải giống. Giống như thế nào? Chúng ta không biết. Là bởi vì cái thân xác ngày sau nó không còn mang cái hình dạng này nữa. Nếu mà hình dạng này làm sao có thể sống đời đời được? Nhưng chúng ta chỉ biết rằng những cái gì mà nó không còn là tôi, nếu sau này tôi lên thiên đàng mà tự nhiên bây giờ tôi thích ăn hamburger thì đâu có phải là tôi nữa. Mấy người nói ông cha hi trước đây ông thích ăn phở mà tự nhiên bây giờ ông lên thiên đàng ăn hamburger, vô lý quá. Có thể là Chúa bỏ lầm tôi qua một người khác chăng? Bởi vì đã là con người của tôi, đã là một người Việt Nam thì chúng ta sẽ thích cái này, chúng ta cao như vậy. Tất cả những cái đó nó tạo nên một con người của mình. Vì thế cái gì là cái tạo nên chúng ta? Thưa, không chỉ có vấn đề thể xác mà nó còn hành động, ý nghĩ, cảm tình, tư tưởng, trí nhớ, phán đoán, hình dạng, tất cả hả? Và nếu linh hồn tồn tại mà không có xác đó thì lúc đó con người đâu có còn cao thấp nữa, có đúng không? Như vậy thì chúng ta cắt nghĩa như thế nào? Chúng ta nói là con người không thể chỉ là vấn đề vật chất mà thôi, mà con người, Thiên Chúa tạo dựng con người với một mục đích là để cho con người được kết hợp với Thiên Chúa. Mà nếu Ngài tạo dựng con người với mục đích kết hợp với Thiên Chúa thì con người bắt buộc phải bất tử, linh hồn phải bất tử. Lý do, Thiên Chúa bất tử. Nếu chúng ta kết hợp với một đấng bất tử mà chúng ta cứ tử hoài thì đâu có được. Vì thế đây là một ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là ơn linh hồn bất tử. Nghe nhớ, bất tử không phải là một căn tính của linh hồn, nó là một ơn Thiên Chúa ban cho. Và sự sống lại. Thôi bây giờ tôi để cho anh chị em hỏi đi, chứ anh chị em có thể thấy tôi còn rất là nhiều những cái tư tưởng. Tôi cũng không nghĩ là nó nhiều như vậy. Tôi cũng không biết là nó nhiều như vậy. Nhưng mà sau khi chưa hết đâu. Nhưng mà đến khi sống lại thì như thế nào? Tôi chỉ thêm hai phần nữa. Đến khi sống lại chúng ta có nhìn ra nhau không? Câu trả lời đơn giản, bắt buộc chúng ta phải nhìn ra nhau. Rồi đây chúng ta sẽ còn nhìn ra nhau, đi họp với nhau, hả? Vợ chồng con cái, chúng ta nhìn ra nhau. Bởi vì thiên đàng nó bắt đầu từ đây. Rồi tôi biết chắc là sẽ chốc nữa, chắc sẽ người hỏi về vấn đề vợ chồng nữa cho coi, nhưng mà không sao, tôi sẽ trả lời sau. Tôi chỉ muốn vấn đề kết luận như thế này. Chúa Giêsu nói ở trong phúc âm của Gioan, chính ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào ta thì không phải chết bao giờ. Còn chúng ta tuyên xưng với nhau, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, và tôi tin sự sống đời sau. Amen. Bây giờ tôi để cho anh chị em hỏi. Xin một tay cho cha Nguyễn Khắc Hy. Thưa kính thưa cha, theo truyền khẩu thì chúng con đang nghe nhiều có những linh hồn hiện về chết lành hoặc chết dữ. Chẳng hạn như một người về thấy xiềng xích
đỏ lửa này nọ. Vâng. Rồi có người hiện về nói con cháu là tôi còn mắc nợ cái này, trả cái này cho tôi. Vâng. Nhưng mà ngay đời sống của con, có một cái là ông nhạc của con mất an táng ở nghĩa trang xứ Tân Định, Sài Gòn. Mà khi nhà nước bắt rời nghĩa địa, chúng con không biết, lúc đó con ở bên này rồi, nhà con mấy các cháu còn ở lại. Thì ông cụ hiện về ngồi đứng trước cửa nhà, mà chính nhà con không thấy mà những người khác thấy. Khi những người khác thấy hỏi nhà con tại sao ông cụ đến chơi mà cứ để ông cụ ngồi ngoài cửa hoài, thì nhà con nghĩ rằng chắc có một chuyện gì đó. Lên nghĩa địa thì sắp sửa hết này. Cái đó là cái thứ nhất, là không biết rằng chết rồi linh hồn như thế nào. Rồi cái thứ hai nữa là con về miền Bắc, cái nhà tổ của con khi vô miền Nam nó cho cán bộ đến ở, và ông nội của con, họ nói cho ông nội của con xách roi đánh, mà về sau cái nhà phải bán đi, không ai ở được. Xin cha cho con biết cái đó, thắc mắc hai cái. Tôi thì tôi không có nghĩ là, tôi nghĩ kết luận là xong rồi, nhưng mà nó còn vấn đề phụ lục đây nữa nè, thấy không, có ma không? Tôi thì tôi tưởng là không có, mà rồi cũng có người hỏi thì thôi. Thứ đương nhiên tức là có hả? Và chúng ta biết là trong Kinh Thánh cũng nói đến vấn đề có ma và vấn đề cầu cơ nữa. Nếu chúng ta mở sách thứ nhất của Samuel chương 28, thì ở trong đó vua Saul sau khi ông làm vua và ông bị thất trọng, thì ông không còn tin vào Yahweh Thiên Chúa, mà ông tin vào các linh hồn gọi hồn về để mà giúp. Và vì thế ông kêu một cái bà đồng bóng đến để mà nhảy đồng, để mà hỏi thử ông có thắng hay thua. Thì ở trong đoạn này đó, người đàn bà nói, tôi phải gọi ai lên cho ông đây? Vua trả lời, bà gọi Samuel lên cho tôi. Gọi cái ông tiên tri Samuel đã chết đó. Tôi nói như vậy để trả lời câu của chú như thế này. Vấn đề xác loài người ngày sau sống lại, vấn đề hiện về là vấn đề có. Điều mà chúng ta bắt buộc phải tin là gì? Giáo hội bắt chúng ta phải tin như thế này. Ngay cả những người hiện về thì bắt buộc phải có sự có phép của Thiên Chúa, chứ không phải là linh hồn sau khi chết muốn làm gì thì làm. Có những lúc chúng ta thần thánh hóa và cho rằng những linh hồn đó họ đến để quấy phá, họ làm được mọi sự. Trong giáo lý Công giáo chúng ta dạy, vấn đề hiện về không có gì lạ, chỉ có điều nếu có chăng cũng nằm trong sự an bài và phép tắc của Thiên Chúa. Vâng. Vâng, để cho nó đồng đều đó, con cho một người bên này, một người bên này nhé. Xin mời. Thưa cha, con có câu hỏi. Ngày hôm qua chúng ta vừa tổ chức 25 năm phong thánh cho 117 thánh tử đạo Việt Nam. Thì trong sách sử có ghi là chúng ta có trên 130.000 người bị vua Minh Mạng thiệu trị từ Đức giết. Tại sao chỉ có 117 vị thánh tử đạo? Vâng. Còn bao nhiêu người khác thì làm sao cho? Vâng. Cái khác nhau giữa thánh được phong và những người trên thiên đàng là hai cái hoàn toàn khác nhau. Tôi tin chắc chắn là má tôi ở trên thiên đàng rồi, bởi vì bà rất là đạo đức. Nhiều khi tôi nói chuyện với anh em, anh chị em trong nhà nói chuyện với nhau như thế này. Nếu mà má mà đi qua luyện ngục thì thôi, chúng mình hết cơ hội rồi. Bà rất là đạo đức, vì thế tôi biết chắc bà lên thiên đàng. Nhưng cái cuộc sống của bà nó không, chưa có đáng để làm một cái gương sống cho những người khác có thể noi theo, bởi vì chưa được những người khác biết đến. Vì thế cái mục đích phong thánh là gì? Phong thánh là khi cuộc sống của một người được giáo hội công nhận mà nó có thể trở thành biểu tượng cho những người khác noi theo. Đó là phong thánh, và mình công nhận những người đó ở trên thiên đàng. Còn vấn đề những người khác ở trên thiên đàng thì hàng ngàn, hàng tỷ người, bởi vì chúng tôi tin như vậy, chỉ có điều họ không được phong thánh. Vì thế để trả lời vắn tắt, phong thánh là một sự kiện để cho con người nhận ra và sống theo những người đó. Lên thiên đàng là sự kiện Thiên Chúa phán xét, và hai cái đó khác nhau. Xin mời anh. Dạ, con xin chào cha. Con có câu hỏi này cũng kind of silly. Nhưng mà theo cái suy nghĩ của con thì trong mọi sự vật đều có hình thức và bản chất. Hình thức thì thay đổi nhưng mà bản chất thì không thay đổi. Con người ta cũng vậy, có phần con và phần người. Phần con là cái phần phạm tội, còn phần người thì theo con nghĩ đó là linh hồn. Thì sau khi con chết đi thì cái phần con của con phạm tội thì sẽ bị trừng phạt. Tại sao Thiên Chúa không giữ cái phần người của con mà cho con lên thiên đàng? Cái đó không phải là lời dạy của giáo lý Công giáo, và tôi mới vừa cắt nghĩa xong. Bởi vì giáo lý Công giáo dạy rằng là một con người thì anh có hồn và xác, anh hai cái gặp với nhau nó mới gọi là con người. Còn anh đứng không mà nó gọi con là anh chết đó nha. Bởi vì nó phải đi với nhau, con người nó mới là con người. Ý tôi muốn nói là khi anh phạm tội, không phải chỉ là cái linh hồn phạm tội hay là chỉ cái xác phạm tội, mà khi anh phạm tội là tư tưởng, lời nói,
tất cả ý nghĩ của anh. Vì thế nếu trường hợp anh không muốn phạm tội và anh bị ép buộc phạm tội, thì trong giáo lý Công giáo vẫn dạy anh không phạm tội. Bởi vì cái con người của anh nó gồm có hai phần. Nếu một người dí súng bắt anh phải làm những cái việc mà anh không muốn làm, có thể là một là anh chết, hai nữa là ngay cả những việc đó mà anh làm thì anh trước mặt Chúa anh cũng không có nhận tội, anh không có chịu tội. Bởi vì một trong những điều kiện để cho anh phạm tội, anh phải biết ý thức nó là tội, anh suy nghĩ về việc đó và cuối cùng anh muốn để mà làm. Cho nên anh không thể tách ra làm hai được. Và cái tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của người Công giáo. Bởi vì là một con người thì anh phải có hồn và xác đi với nhau. Cảm ơn cha. Thưa cha, một cái đặc điểm để phân biệt giữa con người và loài vật đó là tôn giáo. Vậy thì khi mà cái người mà vô thần đó, thì có còn là con người hay không? Cảm ơn cha. Vâng. Theo định nghĩa vô thần, vô thần có nghĩa là họ không tin hay là họ cố từ chối cái niềm tin vào một đấng thượng đế. Bây giờ tôi nói về phương diện thần học trước nhé. Về phương diện triết lý hay là về phương diện định nghĩa của một danh từ ở trong ngôn ngữ học thì rất dễ. Vô thần là những người không tin vào đấng thượng đế. Bây giờ tôi nói về phương diện thần học. Vô thần là khi họ biết có sự hiện diện của thượng đế và họ cố tình từ chối sự hiện diện của thượng đế. Vậy thì về phương diện thần học mà nói thôi, liệu chừng đã có một ai vô thần chưa? Cứ theo kinh nghiệm của tôi và cứ theo nghiên cứu của tôi, thì những thần học gia người ta trả lời rằng từ xưa đến nay chưa bao giờ có một ai vô thần. Lý do, tất cả những người tự xưng mình là vô thần, vì thứ nhất, họ không hiểu họ nói cái gì. Họ có thể từ chối Kitô giáo, họ có thể từ chối Đức Kitô, họ không tin vào Thiên Chúa. Và những lý do họ không tin không phải bởi vì họ biết Thiên Chúa thật, mà bởi vì chúng ta đến để rao giảng một Thiên Chúa hay là cuộc sống của những Kitô hữu của chúng ta đã không làm gương. Và vì thế lý do họ không tin là vì chúng ta. Cho nên nhiều khi cái vô thần của họ lại là một cái điểm son của họ chăng. Cái thứ hai, những người mà nói rằng vô thần và họ biết đây là điều mà họ từ chối, có thể là có những nghiên cứu sai. Bởi vì điều mà Thiên Chúa thật sự đó thì họ lại không hiểu, mà họ chỉ hiểu qua những sách vở. Vì thế để nói về phương diện thần học, liệu chừng có một ai sinh ra và biết chắc có một đấng tạo dựng nên mình, yêu thương mình hết lòng mà mình lại từ chối không yêu thương không? Thì nói về phương diện lý thuyết và thần học, có thể người đó không có hiện hữu trên trái đất này. Còn tất cả những cái chữ vô thần mà chị mới vừa hỏi cũng như tôi mới vừa trả lời, thì trên thế gian này có rất nhiều người tự xưng là vô thần mà không biết rằng khi họ tự xưng như vậy, họ có hiểu việc làm của họ là cái gì hay không. Còn bây giờ nếu trường hợp thứ ba, nếu quả thật có một người họ biết Thiên Chúa là ai, họ biết mọi sự và họ vẫn từ chối, thì người đó chúng ta được coi cũng như ngang hàng với con vật mà thôi. Bởi vì một trong những cái yếu tố mà Thiên Chúa ban cho lý trí là để phân biệt được giữa cái linh thiêng và cái trần tục. Mà khi họ đã cố tình thì quả thật con người đó cũng không hơn gì con vật. Xin mời. Cha, con có một cái thắc mắc là từ năm 1963 tại xã hội cho thiêu, những người chết cho thiêu. Vậy thì khi mà thiêu hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta là thân xác của Thiên Chúa, vậy sau khi thiêu có được đem những cái tro đó để rải đi xuống biển hoặc là xuống sông, xuống ấy gì không ạ? Dạ, câu trả lời không. Đó là câu của người Công giáo. Dạ, hết ạ. Xin mời anh ạ. Câu trả lời là không ạ. Và cái lý do mà không là như thế này. Giáo hội nói chúng ta phải tôn trọng thân xác, và vì thế cho đến năm 1983 khi chúng ta có bộ giáo luật mới thì giáo hội cho phép. Nhưng ngay cả khi thiêu xong chúng ta phải có sự tôn trọng, bởi vì rồi đây chúng ta tin xác của mình sẽ sống lại. Vì thế giáo hội cấm tất cả mọi hình thức thiêu xong rồi dùng tiêu cho đó lên rải chỗ này chỗ kia. Tất cả những cái đó nó nói lên cái sự coi thường của thân xác của chúng ta. Vâng. Xin mời anh. Thưa cha, câu hỏi của con và một số thân hữu là câu tuyên xưng trong thánh lễ của chúng ta là chúng tôi tin cho đến khi Chúa đến. Vâng. Và trở lại là trước trong bản Anh ngữ thì vẫn dùng chữ cho đến khi Chúa lại đến, cũng như vâng. Trước kia chúng ta tuyên xưng là cho đến khi Chúa lại đến. Vâng. Vậy nếu chúng ta tuyên xưng là cho đến khi Chúa đến thì có lạc đạo không? Dạ, thật sự nếu mà chúng ta ai ở đây có dịp học tiếng Hy Lạp thì nếu chúng ta đọc trong bản tiếng Hy Lạp của thư thứ nhất của Thánh Phaolô chương 15 ở trong Corinto đó, thì Thánh Phaolô viết là chúng ta tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đến khi Ngài đến, không có chữ lại. Tuy nhiên nói về văn mạch thì chúng ta trong cái thời kỳ từ khoảng thế kỷ thứ 16 trở đi sau công đồng Trento thì người ta nghĩ rằng Chúa Giêsu đã đi rồi, bây giờ Ngài trở lại thì Ngài phải lại đến. Vì thế có một số những cái bản cảo, những cái sổ bản viết của Phúc Âm ở trong đó cũng viết bằng tiếng Hy Lạp, người ta thêm vô một chữ là lại đến, tức là
again đó hả, trở lại. Vì thế cho nên nếu chúng ta muốn dịch đúng theo bản dịch thì bản tuyên xưng của chúng ta đúng theo bản Hy Lạp là chúng ta tuyên xưng cho đến khi Ngài đến. Cảm ơn. Xin mời anh bản áo xanh. Chào cha. Con có muốn hỏi là khi mà mình chết đến ngày phán xét thì là vì Chúa xét xử mình hay là tại vì mình không dám nhìn thấy những cái tội lỗi, những cái hành động của mình đã làm và mình tự xa lánh Thiên Chúa để vào nơi tối tăm? Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Nhiều khi chúng ta cứ hay có một cái quan điểm tôi thấy tội nghiệp cho Chúa. Là chúng ta cứ nghĩ rằng đến ngày phán xét thì Chúa sẽ đến rồi phân chia dê ra khỏi sói, rồi Chúa phạt người này, Chúa phạt người kia. Nói cho cùng tôi thấy tội nghiệp Chúa. Chính chúng ta là những người phán xét mình, và vì thế nếu trường hợp có những cái giờ học dài hơn hay là dạy trong những cái lớp cho các sơ, các cha, các thầy đó, thì tôi sẽ cắt nghĩa nhiều hơn. Cái vấn đề luận phạt hay thưởng là do chúng ta, là bởi vì chính chúng ta là những người làm những cái công việc đó. Và trong cái luyện tội đó, trong cái thời gian luyện ngục, là khi chúng ta thăng tiến cái tình yêu của mình đối với Thiên Chúa, là lúc mình nhìn lại những việc mình làm và mình cảm thấy ân hận. Vì thế những lúc chúng ta yêu thương cha mẹ mình, nhiều khi mình làm những việc sai, ông bà chưa nói mình đã cảm thấy khó chịu. Lý do không phải đợi cho ông bà phạt, mà chính mình cảm thấy cái việc sai trái và mình khó chịu. Cho nên để trả lời câu hỏi của anh thì tôi nói như thế này: chúng ta dùng cái hình ảnh là Thiên Chúa phạt thưởng, đó chỉ là hình ảnh. Còn về cơ bản thần học là như thế này: Thiên Chúa yêu thương và dựng nên chúng ta, và vì yêu thương Ngài muốn chúng ta kết hợp với Ngài, mà muốn được kết hợp thì phải trong sạch. Cho nên bởi vì chúng ta chưa được trong sạch, cho nên nhìn thấy Ngài chúng ta sợ quá, và vì cái sợ sệt đó chúng ta có lòng ăn năn. Vì thế để kết luận, cái sự phán xét nó đến từ chính bản thân mình thì đúng hơn. Xin mời chị anh ở trên lầu. Dạ, câu hỏi của con là những thân nhân được lên trên đàn hoặc xuống hỏa ngục có nhận biết ra nhau không? Những người trên thiên đàng có được đi thăm nuôi những người dưới hỏa ngục hay không? Rồi, cái thứ nhất là có nhận ra nhau không? Bắt buộc phải nhận ra nhau. Anh nhớ là tôi nói rằng thiên đàng nó bắt đầu từ đây. Vì thế một ly nước lã chúng ta cho nhau, cái mặt chúng ta nhìn nhau, sau này chúng ta lên thiên đàng sẽ còn nhìn thấy những nụ cười vui như thế này hả? Và công đồng Vatican II khuyến khích chúng ta kết hợp cá nhân với tập thể, cộng đoàn chúng ta nâng đỡ nhau để mà sống thánh thiện, đi lên thiên đàng đi chung với nhau mới vui hả? Vì thế cái việc nhận ra nhau, chắc chắn nhận ra nhau. Nhận ra nhau không phải bằng chỉ cái khuôn mặt cao một mét mấy đâu, bởi vì có những người trẻ đẹp biết bao nhiêu, các cô nào cũng muốn chụp hình khi trẻ, bởi vì sau này về già lỡ có chuyện gì trưng lại cái hình vẫn thấy tích mình như thường, đúng không? Nhưng mà cái thân thể nó thay đổi. Nhưng cái mà tạo nên con người chúng ta đâu phải chỉ có thân thể. Một cái tính dịu dàng của người vợ, một cái lời nói ngọt ngào của người vợ, một cái sự quan tâm của người chồng, tất cả những cái đó còn tồn tại và nó làm nên con người của mình. Rồi đây chúng ta sẽ nhận ra nhau bằng cái tính vui vẻ, bằng cái sự khoan hồng, yêu thương mà chúng ta có ở đây. Cái thứ hai là ở trên thiên đàng có xuống thăm hỏa ngục hay không? Thưa trong giáo lý Công giáo, sorry, không được. Và để trả lời câu hỏi cho chính xác hơn là ở trong cái đoạn mà cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói đến Lazaro đó, thì Lazaro ông này chỉ xin nếu được cho nhỏ một giọt nước xuống cho con thôi, thì Chúa Giêsu nói làm sao? Ở giữa hai thế giới đã có một cái ngăn cách mà bên này không qua bên kia được, cho nên sau này anh không có xin passport đi được đâu. Con xin cha giải thích cho con một chút về cái ngụy thư, vì có người bảo con là hiện nay là có bản dịch của phúc âm Đức Maria rồi phúc âm của Thánh Giacobbe. Yeah. Thì xin cha giải thích cho con. Thế nào gọi là ngụy thư? Ở trong tiếng Hy Lạp Acropophio, ở trong tiếng Hy Lạp nó có một cái là nó không có đúng cái bản không đúng, cái bản thứ hai thì đúng hơn ha. Thì ngụy thư là gì? Thưa, ngụy thư là những thư của các tông đồ hoặc là những thư viết về Chúa Giêsu Kitô mà không được giáo hội công nhận. Bởi vì cho đến khoảng thế kỷ thứ 3 thì giáo hội mới công nhận và đưa vào trong cái bản chúng ta gọi là bản canon đó, bản lịch, bản lãm đó, là bốn phúc âm của Matthew, Marco, Luca và Gioan. Ngoài bốn phúc âm đó, chúng ta còn có những cái cuốn khác nữa, chẳng hạn của Giacobbe, và mới đây người ta tìm ra một cuốn phúc âm của Judas Iscariot. Tất cả những cái mà không được giáo hội công nhận thì chúng ta gọi là ngụy thư. Và vì nó là ngụy thư cho nên chúng ta không bắt buộc phải tin. Tuy nhiên trong những ngụy thư đó có những điều mà giúp cho giáo hội chúng ta rất nhiều. Ví dụ, thư của Thánh Giacobbe nói cho chúng ta biết mẹ của Đức Maria tên gì? Anna. Bố của Đức Maria tên gì?
Hai cái tin đó chúng ta lấy được ở trong ngụy thư của Thánh Gia-cô-bê, bởi vì trong phúc âm, bốn phúc âm chúng ta không thấy. Cho nên ngụy thư chỉ là những sách không được giáo hội công nhận và chúng ta không bắt buộc phải tin. Tuy nhiên có những điều mà chúng ta thấy hợp hay cái gì đó thì giáo hội đôi khi vẫn lấy những cái tin tức đó ra. Vâng, hết rồi ạ. Nếu mà chúng ta ngắn gọn thì chúng ta có thể có hai câu hỏi nữa thôi nhé. À, xin mời cô. Dạ thưa cha, con có ý định là trước khi con chết đó, con sẽ đồ nế bộ phận của con để cứu một vài người. Nhưng nếu đời sau xác là người sống lại thì con có nên làm nữa hay không? Vâng, rất là hay. Thật sự không phải chỉ có donate thôi thôi và giáo hội cho phép hả? Rồi như tôi trả lời, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng con người của chúng ta chỉ có cái thân xác không, cho nên nếu mà trường hợp mình cho gan, cho mắt rồi bữa sau rồi ai lấy mắt mình thì sao? Nhưng mà tôi nói cho chị biết, chị cũng không có, nếu ngay cả khi chị không có donate, chị không có hiến tạng, hiến thân xác của chị, thì chị có biết là nhiều khi ông bà mình chôn xuống dưới đất nhé. Rồi bây giờ tôi đặt thêm một vài câu hỏi nè. Khi mà chôn xuống đất hay là nhiều khi ông bà mình đi vượt biên bị cá ăn, cá nó ăn xong rồi mình ăn con cá ăn xong rồi mình ăn nó mình chôn xuống đất trồng một cái cây nó lên cái trái táo chữ mới ăn ngày hôm qua có xác của mấy người chết cách đây mấy trăm năm. Tôi đi dài dòng như vậy để cho các chị vui thôi, nhưng mà cái ý của tôi nói như thế này. Thật sự tất cả chúng ta rồi đây cũng hủy diệt, nó sẽ thâu nhập vào một nơi nào đó, cá nó ăn những người đó, chúng ta ăn con cá, liệu những cái DNA đó, cái ADN đó nó còn nằm ở trong mình không? Đừng có nghĩ quan tâm tới cái đó hả? Cái điều mà quan trọng là thân xác chúng ta rồi đây chết, tất cả những cái hiến chúng ta có thể giúp cho người khác sống, giáo hội cho phép, bởi vì cái tim, cái óc, cái con mắt nó không làm nên con người của chị. Bởi vì con người của chị nó còn nhiều hơn cái đó nhiều. Một cái lịch sử, cái tình thương, cái nụ cười, cái vóc dáng, tất cả những cái đó. Và câu hỏi cuối cùng. Vâng, câu hỏi cuối cùng ở trên lầu ạ. Thưa cha, con cảm thấy sợ hãi và nghẹt thở mỗi khi nghĩ tới sự chết. Chị không phải là người duy nhất đâu. Mà xảy ra mỗi ngày. Và con xét mình thì thấy mình không có làm cái gì đến nỗi phải sợ hãi tới mức độ đó. Thì cái môn mình chết, theo kinh nghiệm của cha thì mình cảm thấy như thế nào? À, chị nói theo kinh nghiệm của tôi đó. Không biết là chị muốn hỏi tôi về cái chết định nghĩa theo y khoa, hay là cái chết định nghĩa theo xã hội, hay là cái chết định nghĩa theo tình yêu. Nếu mà tình yêu thì người ta nói sống không tình yêu là chết, mà biết thở rồi chị. Nhưng mà ý tôi muốn nói như thế này. Nếu mà nói là về kinh nghiệm chết thì tôi chưa chết, tôi chưa biết. Nhưng mỗi một linh mục chúng tôi và thường thường tất cả những nam nữ tu sĩ của chúng tôi, trước khi đi ngủ thì chúng tôi có một cái kinh tối, kinh đêm. Và trong cái kinh đêm thì chúng tôi cầu xin cho chúng tôi được nghỉ yên ở trong Chúa. Rồi cũng ở trong cái kinh đó chúng tôi có một cái ý thức là đêm nay có thể là đêm cuối cùng. Vì thế đối với tất cả những người thật sự có niềm tin thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không còn sợ hãi về cái chết, như tôi mới trích thư của Thánh Phaolô gửi cho Corinto. Sự chết, cái nọc độc của người ở đâu? Bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã đánh bại sự chết rồi. Cho nên đúng, về phương diện con người, đôi khi chúng ta sợ chết bởi vì mình để lại những người thân đỡ lại. Nhưng mà nói về một cái đức tin sâu xa, thì đến một lúc nào đó, tôi tin là chị sẽ không còn sợ chết nữa. Bởi vì thật sự, sự chết nó đem lại cái hạnh phúc đời đời cho chúng ta. Ước gì tất cả chúng ta cũng có một cái niềm vui như vậy. Cho nên ai muốn lên thiên đàng bây giờ đưa tay coi. Xin cảm ơn tất cả. Xin tất cả chúng ta cho cha Nguyễn Khắc Hy. David và Saul là câu chuyện rất hay. Chúng ta hãy đọc lấy hai cái gương đó để thấy. Ông Saul trước hết được làm vua trước vua David. Saul là vị vua đầu tiên của người Do Thái. Rồi khi Amalek, tức là quân Amalek tới để mà đánh, thì ông phải dâng lễ vật cho Thiên Chúa và xin Thiên Chúa phù trợ để ông có thể đánh thắng quân Amalek. Nhưng mà đợi tiên tri Samuel đến mà đợi lâu quá. Ông chỉ là một người vua thôi, ông đâu có phải tư tế đâu. Vậy mà đợi vua tới lâu, ông sợ là tới dân của lễ không kịp, rồi Thiên Chúa không có giúp cho ông để mà đánh thắng quân Amalek. Cuối cùng ông làm gì? Ông ra, ông lấy lễ vật, ông bỏ lên trên giàn lửa, ông thiêu xong rồi, ông dâng của lễ luôn. Samuel tới nói nè, ông đâu có phải tư tế đâu mà ông đi làm lễ hả? Đâu có phải cha hậu vắng nhà một cái là mấy giáo dân ở đây lên mặt có lễ làm lễ được đâu. Cho nên khi tiên tri Samuel lên tiếng trách ông thì ông không có nhận lỗi. Ông nói gãi đầu, tại vì dân này nó cứ bắt tôi phải làm cho nhanh cho rồi, chứ không quân nó tới nó đánh mình thua. Ông đổ lỗi bên này, ông đổ lỗi bên kia. Và cuối cùng khi Samuel nói với ông không những chỉ có phạm cái tội này thôi, ông
còn phạm một cái tội nữa, là khi ông vào chiếm cái vùng này thì Thiên Chúa nói với ông làm sao? Tất cả những của cải phải đem tiêu diệt hết, không có được lấy của người Amalek. Chó, mèo, vợ, tất cả bê bò gì phải giết sạch, không có được lấy. Rồi ngay của nhà vua nữa cũng không có được giữ. Vậy mà ông tha chết cho nhà vua, rồi tất cả những của cải, chiên, bò, dê, cừu ông giữ lại. Tại sao? Thì thay vì nói thì tôi bất tuân lệnh Chúa, tại tôi thấy mấy con bê này béo quá, tôi giữ lại tôi ăn cho nó ngon hả? Ông bắt đầu biện minh, excuse tiếng Mỹ đó, biện minh. À, tôi giữ cái này lại đó là để sau này tôi dâng của lễ cho Thiên Chúa. Samuel lại chửi ông một lần nữa, ông sai và ông đã bất tuân lệnh của Chúa. Nói như vậy để thấy Saul là một con người luôn luôn lúc nào cũng chạy tội, và cuối cùng khi mà ông bị vô cái thế bí, Samuel nói với ông tất cả những tội lỗi rồi, thì ông nói một câu, tôi có tội trước mặt Chúa. Nói xong rồi là thôi, không có một hành động sám hối gì. Và cuối đời ông chết, chúng ta biết chết một cách tức tưởi, là bởi vì khi không còn tin Thiên Chúa nữa, thì bắt đầu ông quay qua tin vào mê tín dị đoan. Ông mời các cái bà thầy về để mà nhảy đồng, gọi hồn. Mấy cái đó xưa lắm rồi, không có gì mới đâu. Mà khi gọi hồn về đó, thì lúc đó Thiên Chúa đã trừng phạt Samuel, Saul. Và sau khi Saul chết thì đưa David lên. David lên thì chúng ta thấy ông cũng phạm tội. Hôm qua chúng ta cũng nghe chuyện Bathsheba đẹp quá, đi tắm, ông đứng trên lầu nhìn xuống thấy bà, rồi bắt đầu đem lòng đam mê, tìm cách chiếm hữu bà. Chiếm bà thì không nói rồi, lại còn tìm cách giết chồng bà, ông tướng Uriah nữa. Và cuối cùng khi mà tiên tri Nathan đến để mà đối chất với ông, ông sai, ông phạm tội trước mặt Chúa, ông cởi bỏ cái ngự bào ra, sức tro lên đầu, quỳ xuống và ăn năn sám hối. Rồi 150 thánh vịnh mà chúng ta biết ở trong Kinh Thánh, người ta vẫn nói là do David sáng tác thật sự, do những người làm trong đình vua sáng tác thì đúng hơn. Nhưng ở trong đó chúng ta đọc những thánh vịnh 31, 51 chẳng hạn, nói lên được cái lòng sám hối, lạy Chúa con là một tội nhân, Chúa thương con vô vàn, tại sao Chúa lại thương con như vậy? Tại sao Chúa lại không trừng phạt con? Cái lòng sám hối của ông là một cái lòng sám hối rất là đặc biệt, mà không chừng chỉ có ngồi than khóc. Bắt đầu ông xây đền thờ, ông nói ta ở nhà thì hương bá ly băng, mà lều tạm của Thiên Chúa ở trong cái lều vậy đâu có được, không biết Thiên Chúa ở lều không được, xây lên một đền thờ. Và vì thế ông làm kế hoạch, rồi con ông là vua Salomon xây đền thờ Jerusalem. Ông đưa tất cả người ta tập trung về Jerusalem làm trung tâm tôn giáo của người Do Thái. Nói một cách đơn giản là David là một người cũng có tội, nhưng ông ăn năn sám hối và thay đổi, còn ông Saul chẳng có thay bao nhiêu. Rồi chúng ta biết câu chuyện của Phêrô và Giuđa, nghe nhiều rồi. Giuđa cũng phạm tội, cũng khóc lóc buồn phiền thì có, rồi thất vọng ra ngoài thác cổ chết. Phêrô cũng buồn phiền, cũng khóc lóc, nhưng mà rồi cuối cùng ông biết đến lúc mà ông phải đứng ra để lãnh đạo giáo hội. Và theo truyền thuyết thì ông bị đóng đinh ngược ở trên đồi Vaticano, tức là ở Vatican bây giờ, chết nơi mà bây giờ chúng ta xây cái đền thờ Thánh Phêrô đó. Rồi đến một người bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu, ở trong Kinh Thánh thì chỉ nói là một tội phạm thôi, nhưng mà không biết người Việt Nam mình lấy đâu ra cứ hay kêu là tên trộm lành. Tôi cũng tội cho ông này, không biết ông phạm tội gì mình cứ kêu ông đi ăn trộm. Từ nhỏ tới lớn tôi cũng cứ nghĩ là ông này là đi ăn trộm, cho nên quen miệng nói là tên trộm lành. Mà cũng hay hay, tiếng Việt mình cũng hay. Trộm mà lại có hai loại, một loại trộm lành, một loại trộm dữ nữa. Thì cái ông này thuộc cái dạng trộm lành, có đúng không? Nhưng mà ở trong Kinh Thánh thì nói là có hai tội nhân đóng đinh hai bên, thì một trong hai người đó cũng sám hối bằng những hành động cụ thể. Anh ta nói với người kia, mình chết là đúng rồi, tại mình sai, mình tội. Cái ông này có cái tội gì đâu mà tại sao cũng bị kết án như vậy. Cho nên Đức Giêsu ơi, khi nào mà ông về nước ông nhớ đến tôi vậy. Nó có những hành động cụ thể. Chúa Giêsu ở trong phúc âm của Luca, Ngài nói làm sao? Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Nếu họ không sám hối, không được ơn tha tội. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus, và khi họ gặp Đức Giêsu sau khi Ngài bẻ bánh rồi, họ trở về Jerusalem và họ nói làm sao? Phải kêu gọi rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Mà rao giảng cái gì? Rao giảng kêu gọi muôn dân sám hối để được ơn tha tội. Rồi trong phúc âm của Luca chương 15, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế,
ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Ở đây không nhìn, không nói ra chúng ta cũng biết rồi. Ai trong các ngươi vô tội hãy ném đá đi. Mà phúc âm kể rất là hay, những người lớn tuổi đi trước. Càng chồng chất tuổi đời càng biết mình có tội, mà đó là một thực tế. Chúng ta không có dám vỗ ngực xưng tên. Khác với cái nền tảng chính trị bây giờ trong xã hội này hả, ai đứng ra cũng khoe mình làm được những việc gì. Nhưng trước mặt Thiên Chúa chúng ta biết, những người tội mà sám hối ăn năn thì trên trời còn vui hơn là 99 người không ăn năn. Nói như vậy để thấy mùa chay kêu gọi chúng ta có những hành động thực tế. Vậy để mà đi vào một cái gương sống thực tế, chúng ta cùng nhau nghe một câu chuyện của một người sám hối. Cùng nhau chúng ta nghe câu chuyện của một con người sám hối. Và cái việc làm của ông, hành động của ông cũng là gương mẫu để cho tất cả chúng ta noi theo. Sau khi vào thành Jericho, Đức Giê-xu đi ngang qua thành phố ấy, và kìa có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-xu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông thì lại lùn. Ông chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-xu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi sẽ ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm xì nói với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào sao?" Còn ông Gia-kêu thì đứng ra thưa với Chúa Giê-xu: "Thưa Ngài, này đây phân nửa gia tài của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã cưỡng lại của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giê-xu nói về ông ta: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Chúng ta đọc câu chuyện của ông Gia-kêu, và chúng ta coi đây là một cái gương sống đạo về vấn đề sám hối. Ở trong phúc âm nói là khi Đức Giê-xu đi qua vùng Jericho, có một người tên là Gia-kêu, ông đứng đầu những người thu thuế giàu có và ao ước được tìm gặp Đức Giê-xu. Trước hết là ông ta có lòng ước muốn tìm gặp Đức Giê-xu. Cuộc đời của chúng ta muốn sám hối nó phải bắt đầu bằng cái lòng ao ước. Nếu chúng ta không có ao ước, nếu chúng ta không muốn thì chúng ta không thể làm gì được. Có những người sống mà chúng ta gọi là bình chạy đó hả? Họ không muốn bon chen với đời, họ sống sao cũng được hả? Ngày ba bữa thì vỗ bụng rau bình bịch, đêm năm canh thì ăn giấc ngáy pho pho. Người quân tử thì ăn chẳng cầu no. Làm như vậy tôi sống thì bon chen với đời với ai? Mà làm như vậy thì có gì mà chúng ta gọi là cầu tiến? Ngày xưa cái tư tưởng về chính trị của Nguyễn Bỉnh Khiêm thì khác. Các vị sống ở trong thời kỳ mà chúng ta gọi là loạn thần, mọi con người đều chạy theo tiền bạc mà bỏ đi những cái nhân đạo với con người. Ai cũng ham thăng quan tiến chức hả? Cho nên những người có một cái lòng mà chúng ta gọi là đạo lão đó hả? Trung dung, họ muốn ở thế nào mà con người của họ bình an, chứ còn cứ phải bon chen lao theo đồng tiền thì chẳng tới đâu. Cho nên họ làm những cái bài thơ để dạy chúng ta: một mai một quốc một cần câu, thơ thẩn nào ai vui thú nào, ta dạy thì ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn thì người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao, rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Nghe bài đó bao giờ chưa? Trời ơi, cái dân mà trước năm 75 mà đi học cổ văn mà không thuộc thì chỉ có ra đây mà đánh đòn thôi. Trước là tôi học cổ văn cho đến khoảng lớp 9 là bắt đầu qua kim văn nha.
Lớp 6, lớp 7, lớp 8 là chương trình cổ văn hịch Trần Hưng Đạo, thơ của các đất là phải thuộc lòng rồi. Rồi đến bắt đầu qua tới chương trình kim văn, rồi tới luận văn này, cái ôi trời, sau này tới 11, lớp 12 thì tôi khỏi nói rồi, chương trình rất là cao. Nhưng mà những cái bài thơ đó nói về cái gì? Nói đến những con người họ bất cần đời, rượu đến gốc cây thì ta sẽ nhấp, có thì uống một chút cho vui, nhưng mà nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Họ không có mơ tới phú quý thăng quan tiến chức, họ không cần phải bon chen. Mà những con người không có cái lòng ước ao để bon chen như vậy, họ không bon chen. Vậy thì con người chúng ta bắt đầu với cái lòng ước ao, cái mà chúng ta muốn phải có. Bởi vì nếu mình không có tìm sự thay đổi thì không bao giờ mình thay đổi được. Có biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong gia đình, vợ chồng ở với nhau mà nhiều khi lục đục đã đến mức gần như là chia tay rồi, nhưng mà chúng ta vẫn đóng một cái bộ mặt gọi là cái kịch, đóng kịch, đeo một cái mặt nạ để khi bước ra ngoài thì mọi người nhìn vào vẫn thấy honey, em ở đâu, pha nước cho khách nè em. Nhưng mà đến khi người ta về rồi đó thì đúng là vợ chồng sống như chó với mèo. Có những lúc mà người ta nói bên trong nó đã hôi thối rồi, nhưng mà chúng ta không có dám vạch áo cho người xem lưng, và vì thế không có một cái ước ao để mà thay đổi. Một cái chuyện nhỏ, cháu tôi hồi nó 4-5 tuổi, bây giờ nó lớn rồi, nó gần chuẩn bị đi đại học rồi. Tôi nhớ mới có mấy tuổi thôi, tôi ngồi nói chuyện với mẹ nó, hai anh em đang ngồi nói chuyện thì nó chơi ở ngoài kia một cái nền không phải bằng cái này, bằng cái loại đá đá đó. Thì nó chơi ba cái đồ chơi nhựa thôi, chúng tôi nghe nó đổ, thì mình nghe đổ mình sợ là nó bể cái gì hoặc là nó có chuyện gì hả. Nhìn ra thằng nhỏ hỏi cái gì vậy con, cái gì vậy con. Thằng nhỏ chưa đi học mới có mấy tuổi bắt đầu nói tiếng Anh rồi. Nó cầm hai cái miếng nhựa mà để ghép lại thành hình, có cái hình giống như cái pizza đồ chơi của nó đó. Rớt xuống thì nó bể ra, nó cầm nó ghép lại, nó nhìn mẹ nó, nó nói nothing, nothing. Hỏi cái gì vậy con, nothing. Nhiều khi trong gia đình có những người đến, không phải họ không biết, họ muốn để giúp đỡ chúng ta, họ hỏi cái gì vậy anh, cái gì vậy chị, mình chỉ lắc đầu một cái nothing. Mà thật sự nó không phải là nothing, thật sự là nó đã thối rồi, là đã đến lúc mà có thể gia đình sắp tan vỡ rồi, nhưng chúng ta không muốn, hay là không muốn người khác biết, hay là không có cái lòng ước ao để mà thay đổi. Mà nếu chúng ta không có cái lòng ước ao để thay đổi, hay là tự mãn tự hào với những gì mà chúng ta đang có, thì ai có thể thay thế, ai có thể sửa mình được. Sống với chế độ cộng sản cũng có nhiều cái hay. Cái hay là nó tập cho chúng ta có một cái tính là bất cần đời. Tôi nhớ một cái câu mà tôi thích nhất, bây giờ thì tôi thấy hết rồi, hồi mà năm cộng sản mới về đó, ở lại bên đó tôi đi tới năm 87 tôi mới đi. Nhưng mà ở bên đó tôi thích là mỗi lần đi ra đường đó, mấy cái ngày mà gần cái ngày thành lập đảng này kia, tôi nhớ là ở trên mấy cái đường họ có mấy cái băng rôn đó, họ treo, mà có một cái câu nghe giật mình lắm nha. Việt Nam phải đỉnh cao trí tuệ loài người. Nghe giật mình chưa? Tôi nhìn thì tôi tự hào lắm, mà tôi nghĩ trời ơi, mình là lên tới đỉnh cao trí tuệ loài người rồi, còn chỗ nào nữa mà lên, hết rồi. Bây giờ mấy cái đó sao không thấy nữa, tôi nghĩ bây giờ hình như nó bắt đầu nó biết đọc chữ rồi, nó dám treo. Tôi đâu có phải là người duy nhất, nói mấy người ở lại có nhớ mấy cái câu đó không? Có không? Việt Nam phải đỉnh cao trí tuệ loài người. Lạy Chúa, tôi mà dạy cho con cháu mình như vậy thì tôi sẽ nói con cháu, nước Việt Nam chúng ta là hết chỗ lên rồi con. Chỉ có thiên hạ theo mình chứ còn mình theo ai bây giờ. Đỉnh cao trí tuệ loài người. Lạy Chúa, tôi nghe mà giật mình. Nói như vậy để thấy cái dốt. Nói như vậy để thấy cái dốt của những con người, họ không còn cái chỗ nào để đi lên, mà thật sự là một con người ở cùng đáy của xã hội. Nhiều khi trong con người của chúng ta, mình muốn thay đổi, mà bởi vì cái bộ mặt bên ngoài của mình là đỉnh cao trí tuệ loài người thì ai dám thay mình nữa, ai dám giúp mình để thay đổi nữa. Và vì thế yếu tố đầu tiên để cho chúng ta muốn thay đổi là phải có cái lòng ước muốn. Gia kêu ước muốn tìm gặp Chúa Giê-xu, và cái ước muốn này nó đến từ chính ông ta. Không có ai cho mình cái lòng ước muốn đó được. Cái lòng ước muốn này là cái yếu tố căn bản và cần thiết, mà nó cũng là cái bước đầu của thành công. Bởi vì khi mình ước muốn thì mình sẽ cố gắng để mà làm. Còn một con người, con cháu chúng ta cũng vậy. Những đứa nào mà nhiều khi nó ham hỏi con sau này muốn làm cái gì, sau này con muốn làm bác sĩ kỹ thuật. Đương nhiên học hành thì nó khó, nhưng mà ít nhất là nó nói con muốn làm cái này cái kia, nó còn đi học. Còn bây giờ có một đứa hỏi con đi tới trường học không? Không. Hỏi con muốn làm cái gì? Làm gì cũng được, con ăn ba bữa, ngày ba bữa được rồi, con đi xin ăn. Thôi chết rồi, hết cỡ rồi. Khi mà nó không có một cái lòng ước ao để mà nó đi lên,
thì làm sao mà chúng ta có thể khuyến khích nó được? Nhưng mà khi ông Gia-kêu ông muốn tìm gặp Chúa Giê-xu thì có những cái gì làm cản trở ông? Đâu có phải muốn là gặp được đâu. Đâu có phải chúng ta muốn gia đình chúng ta thay đổi là mình thay đổi được đâu. Không có dễ dàng. Khi ông muốn thì có những yếu tố mình gọi là những yếu tố chủ quan. Chủ quan là những cái thuộc về mình làm chủ được. Trong Phúc Âm nói làm sao? Ông lùn. Đám đông thì lớn mà ông thì lùn. Lùn thì làm sao mà nhìn được Chúa Giê-xu? Mà ông đâu có phải muốn như vậy đâu, sinh ra như vậy rồi. Yếu tố chủ quan là những cái nó nằm trong tầm tay, hay là nó nằm trong cái mà mình khó có thể thay đổi được. Ông bà đây, có những người qua đây, bây giờ xa mấy cũng vậy, cũng ráng chạy tới đi lễ Việt Nam. Vì sao? Bây giờ mà vô lễ Mỹ nghe có hiểu gì đâu. Là bởi vì mình lỡ sinh ra ở bên Việt Nam, lớn lên nói tiếng Việt rồi, cho nên bây giờ qua đây mỗi lần nói tiếng Mỹ nửa tiếng đồng hồ mỏi tay. Phải không? Nói với Mỹ chừng 10-15 phút là mỏi tay. Chứ vẽ của ông nó đâu có hiểu. Rồi những cái yếu tố đó, mình sinh ra không có đẹp, mình sinh ra không có thông minh, mình sinh ra không có giàu. Nếu mà trường hợp đẹp á, đẹp trai đó, đẹp trai như tôi, cỡ như tôi mà bây giờ đi bán các cái sản phẩm thì ai mà mua? Dạ? Hết. Thấy là hết hồn, khỏa may là phải trả tiền cho người ta tới, người ta mua thì được. Nhưng mà những cái thằng đẹp trai, những cái cô đẹp gái, nó chỉ cần đi trên cái dàn gọi là catwalk hả? Nó đi một cái như vậy kiếm triệu đô, bởi vì nó bán cái gì cũng có người mua hết. Còn cỡ như mình bây giờ ra mình cho người ta không lấy nữa. Rồi bắt đầu mình sinh ra mình nói trời ơi, sao con không được đẹp như người này, con không được giỏi như người kia. Có những cái mà mình sinh ra nó như vậy, nhưng đâu có phải đó là cái hạn chế suốt đời của mình. Để coi ông Gia-kêu ông làm cái gì mà ông gặp Chúa. Chúng ta không có giỏi, chúng ta không có thông minh đúng. Nhưng mà trong cái tầm hiểu biết của mình làm được cái gì thì mình làm. Và vì thế khi Chúa Giê-xu ngài đưa cái dụ ngôn là có những người nhận hai nén thì ông chủ đòi lại chỉ có bốn. Có những người nhận một nén, ông chỉ đòi lại chỉ có hai. Mà những người nhận năm nén coi chừng. Đó có phải những cái tiêu chuẩn chúng ta đưa ra trong xã hội? Ô, người này may mắn, người này đẹp, người này giỏi. Đó chỉ là những tiêu chuẩn mình đưa ra thôi. Còn đối với tiêu chuẩn của Thiên Chúa, nó hoàn toàn khác. Tiêu chuẩn của Thiên Chúa là liệu chừng tất cả những gì con có ở trên thế gian này nó có giúp cho con sau này được kết hợp với Thiên Chúa trên trời không? Liệu chừng tất cả những cái đẹp, những cái hay, những cái giỏi, cho nên không phải vô tình mà người Việt Nam chúng ta không biết về Kitô giáo nhiều, nhưng mà họ tin vào thuyết nhân quả và Phật pháp của Phật pháp đó, cho nên họ mới nói làm sao hồng nhan thì bạc phận đúng, họ nghĩ như vậy. Bởi vì những người mà người ta cho là may mắn thì ngay cả đời này chưa chắc đã gặp may mắn. Biết bao nhiêu những con người nghèo khổ hả, nghèo vừa xấu vừa khổ, nhưng mà rau tôm nóng với ruột bầu, chồng trang vợ húp mà gật đầu khen ngon. Cái hạnh phúc nó đến đâu có phải lệ thuộc vào những cái yếu tố bên ngoài. Rau tôm họ vất đi, ruột bầu họ vất đi mà nấu hai vợ chồng khen ngon. Còn biết bao nhiêu những con người mà người ta nói là hồng nhan bạc phận, cho nên nhiều khi cứ nằm ngồi một chỗ mà than hả? Chẳng hay muôn sự tại trời. Trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần thì phải phong trần, mà cho thanh cao thì mới được phần thanh cao. Chúng ta không tin vào số mệnh như vậy. Nhưng ít nhất chúng ta cũng biết là Thiên Chúa không có phải bởi vì cho mình một vài những cái khả năng hạn chế mà nó trở thành một án phạt cho mình không. Những vị thánh ở trong giáo hội, những người gọi là gương mẫu của giáo hội thì cũng có một số thông minh, nhưng mà cũng có một số hết sức đơn sơ và họ trở thành thánh bởi vì trong cái khả năng của họ, họ cho chúng ta được cái gương sống. Vị bổn mạng của tất cả các linh mục là một ông thi đâu rớt đó, Gioan Vianney. Không phải là những người tài giỏi, mà là những người có một lòng đạo đặc biệt. Và vì thế bổn mạng tất cả các linh mục là những ông thi đâu rớt đó. Nhiều khi đi học mà tôi dạy đó, tôi dạy cho các thầy đó, mà những ông nào mà học kém thì tôi không nói, nhưng mà phải có cái lòng, cái tâm. Tiến sĩ của giáo hội là mới đây là Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Ai biết tiếng Pháp đọc những cái thư của Ngài viết, Ngài mới học lớp 3, lớp 4 thôi, viết câu văn tiếng Pháp còn chưa chính xác về văn phạm.
Nhưng Ngài được gọi là tiến sĩ bởi vì tiến sĩ là cái cấp vị cao nhất ở trong đời này, là những người sáng nghĩ ra, sáng chế ra một cái công trình gì đó cho nhân loại. Thì Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, Ngài sáng chế ra, Ngài sáng tạo ra một cái cách thức để sống đạo mà người ta gọi đó là cái con đường thơ ấu thiêng liêng. Một cái đường sống thiêng liêng rất là nhỏ bé thơ ấu như một đứa con nít đứng trước mặt Thiên Chúa. Mà từ xưa đến nay ai cũng biết, Chúa Giê-xu nói ai muốn đến với ta thì phải trở nên như trẻ nhỏ, nghe hoài mà mình làm không được. Còn chị Thánh Teresa, Ngài rất đơn sơ. Và vì thế cái cách sống của Ngài là một cái sáng tạo mới cho nhân loại, cho nên giáo hội nâng lên Ngài làm tiến sĩ. Nói như vậy để thấy có những yếu tố chủ quan ở trong con người. Ông là một nhỏ người, ông có những cái hạn chế của ông lùn. Rồi những gì có mà ông không có thể thay thế được. Bây giờ mình nghèo, mình xấu, thì bây giờ làm sao bây giờ? Nghèo thì tôi không nói, mình có thể làm việc. Nhưng mà bây giờ con người tôi lùn như thế này, con người xấu tôi xấu như thế này, tôi không có được thông minh như người khác, tôi học hoài mà không có thi đậu được. Tất cả những cái đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng là liệu chừng tất cả những cái đó có giúp chúng ta sống một con người tốt. Rồi liệu chừng chúng ta có nhìn con người mình một cách lạc quan hay không? Liệu chừng với tất cả những cái khó khăn đó, chúng ta có thể nhìn thấy thay đổi đời mình, hay là chúng ta cũng cứ bi quan, ngắn cực mà đổ lên non, cong lưng mà chạy, mà cực nó có còn chạy theo là làm sao? Tại sao mình cứ bi quan như vậy? Tại sao mình không nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, đời này mới cái đời thứ hai thôi, còn đời nữa tôi chắc chắn sẽ giàu? Bởi vì Thiên Chúa Ngài cho chúng ta nhiều cái mà mình gọi là hạn chế, nhưng mà những cái đó chỉ có tiêu chuẩn ở ngoài đời thôi. Biến cố năm 75 dạy cho chúng ta nhiều cái rất là hay hả? Ông bà của chúng ta ngày xưa có một câu: nhất sĩ nhì nông, có đúng không? Ở trong đời thì quân sư phụ trước là vua, rồi đến cái gì quân sư thầy cái đã, rồi mới tới cha. Cho nên những người mà đi làm nghề giáo ngon lành lắm. Cho nên ở trong xã hội thì nhất sĩ mới nhì nông. Nghề nông có cái gì đâu, nhưng mà coi chừng hết gạo mà chạy rong thì nhất nông nhì sĩ. Là bởi vì cuộc đời nó thay đổi là như vậy. Cho nên dạ, vâng, đi ngược lại. Khi mà thời đại thay đổi, chế độ thay đổi, nhất sĩ nhì nông mà hết gạo chạy rong, có phải không? Thì nhất nông nhì sĩ. Cho nên người ta dẻo với nhau rất là nhiều. Cười người thì chớ có khá cười lâu. Cười người mà hôm trước thì hôm sau người cười lại mình thôi. Bên cạnh yếu tố chủ quan còn có cái yếu tố khách quan. Ở trong phúc âm nói là ông Gia-kêu thì lùn mà đám đông thì lại lớn. Ông đã lùn rồi mà đám đông nhiều quá, làm sao thấy Chúa Giê-xu? Ông làm gì được với đám đông? Không được gì hết. Bởi vì yếu tố khách quan bên ngoài mà, ông đâu có làm chủ được. Bản thân ông thì ông còn làm chủ được, mà người ta bây giờ ông làm gì với họ? Quýnh đánh đập họ à? Chúng ta là những người làm cha làm mẹ, tôi là linh mục, chúng ta có cái tâm hồn và có bổn phận giáo dục cho con cái mình. Mình mong nó trở nên con người tốt. Mình dạy cho nó: con à, buổi sáng dậy đọc kinh nha con, đi học thì nhớ ăn cơm làm dấu nha con, rồi mỗi tuần ráng đi lễ nha con, đi ra đường thì nhớ tôn trọng người này người kia. Mình dạy cho nó những cái tốt, rồi mình nói với nó làm cái gì thì phải biết thương yêu người khó nghèo. Mình dạy nhiều cái, nhưng mà mình luôn, trong khi cái đám đông nó quá lớn, cái đám đông nó vượt quá sức của Gia-kêu, cái đám đông của media, của truyền thông, của báo chí, nó nhồi nhét trong đầu óc con cái của chúng ta: tại sao mày phải như vậy? Nào là những cái vấn đề bố mẹ mày nói mày không có được làm, nhưng mà tao nói cái này có gì đâu không được làm, mày cứ sống thoải mái, hai đứa mày thương nhau hả? Thì vô ông kia ở, ai biết đâu. Rồi tất cả những cái mà giáo hội dạy, nào là vấn đề đồng tính, nào là vấn đề sống trước hôn nhân, những cái đó sai. Cái media nó còn quá lớn, và nó lớn đến nỗi mình không làm gì được. Một ngày mình gặp con mình 2-3 tiếng đồng hồ, mà ở nhà trường nó nhồi nhét trong đầu óc. Cho nên cuối cùng mình cảm thấy, những người làm cha làm mẹ, mình cảm thấy bất lực. Nhiều khi mình nói thôi, con mình nhỏ, mình đem cái máy computer ra mình bỏ ăn trước, để mình hy vọng là tránh đừng để cho nó nhìn những hình ảnh xấu. Nhưng mà cái đám đông nó lớn lắm. Trời ơi, mình đi ngủ hay là những cái máy nhỏ nhỏ của tụi nó, bây giờ chỗ nào nó cũng vào internet được. Tôi nói về để thấy cái đám đông này nó lớn đến độ nhiều khi chính giáo hội và mình là những người làm cha làm mẹ cảm thấy bất lực. Đám đông quá lớn, nó vượt sức của ông Gia-kêu.
Nhưng mà ông cũng đâu có thua. Ông quyết định treo lên cây. Chúng ta ở trong đời nhìn thấy có những cái chúng ta biết. Mình muốn giáo dục con, mình muốn cho con mình tốt. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng phải đầu hàng thật sự như vậy. Con cái bây giờ nó về nó vặn vẹ, nó hỏi han rồi nó chất vấn mình. Những cái mà nhiều khi mình không biết nó lấy ở đâu ra. Tin tức có, internet có, bạn bè có. Mà nó nghe bạn bè, nó nghe những cái đó còn nghe hơn là nghe mình. Nhưng mà mình nó có đầu hàng. Ông gia kêu vì ông ước ao cho nên ông quyết định trèo lên cây. Cái giá trị là ở cái chỗ quyết định này nè. Cái giá trị là ở cái chỗ quyết định. Có biết bao nhiêu người trong chúng ta định thì nhiều lắm mà không làm. Tôi á, mới đầu mùa chay tôi nói chắc là cái mùa chay này, trong mùa chay 40 ngày chắc tôi cũng phải xuống ít nhất là 15-20 pound. Tôi nói không à, giờ đang còn nằm y đây nè. Giờ mùa chay thì sắp hết rồi. Mà chưa xuống được, không biết là đi ra khám bác sĩ rồi ông nói làm sao đây. Ai trong chúng ta cũng có những người bạn vui, tôi có một người bạn vui lắm. Mỗi một lần mà tôi gọi điện thoại, ban đầu mấy lần đầu tôi không để ý, hai vợ chồng tôi gọi hỏi thăm, sao anh chị khỏe không, mới vừa nghe điện thoại của tôi, nói, à chú Y hả, à chú Y hả, ô trời ơi, anh chị mới đang định gọi cho chú đây. Lần sau cái tôi gọi, anh chị khỏe, ô chú Y hả, trời ơi, anh chị mới định gọi cho chú đây. Lần sau tôi gọi điện thoại, à chú Y hả, anh chị mới định gọi cho chú gọi. Định hoài, không bao giờ gọi. Có bao giờ mà mình gặp mấy cái thằng bạn, cô bạn như vậy không? Cứ mỗi lần mình gọi nó nói, ô tao định gọi cho mày, có không? Tao định gọi, mà tao sao mày định hoài vậy? Mày gọi đi một lần đi. Cái giá trị ở cái chỗ là... có không? Cái giá trị là ở cái chỗ cái quyết định này nè. Ông quyết định treo lên cây và ông treo lên. Chứ còn ông ngồi ông nói, à, tôi sẽ quyết định treo lên, tôi sẽ quyết định treo lên. Không treo thì bỏ mạng, có thấy Chúa Giê-xu đâu. Cho nên ông quyết định treo lên, cái giá trị là ở chỗ đó. Và từ đây bây giờ về ít bữa nữa thì chắc chắn tôi nói anh chị em cũng gặp những người đó. Bóp phô lên mới gọi nó một câu là ta định gọi mày lần này lần thứ ba rồi đó nha mày. Cái giá trị là ở cái chỗ quyết định và làm. Mà quyết định thì phải dứt khoát, cần phải dứt khoát. Quyết định nó cũng cần có những cái dữ kiện chung quanh, nghĩa là gì? Mình cũng cần phải quan sát. Mình quan sát những cái dữ kiện chung quanh để mà mình làm cho nó đúng. Ông kêu, ông muốn nhìn được thấy mặt Chúa Giê-xu. Ông thì lùn, đám đông thì lớn. Thì bây giờ ông làm gì? Ông nhìn chung quanh và ông thấy có cái cây. Ông quyết định trèo lên cái cây đó. Cái cây rất quan trọng. Nhiều khi anh chị em, nhất là vợ chồng, mà đã là vợ chồng một xương một thịt, rất khó tha thứ cho nhau. Bởi vì thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Đó là chưa nói anh chị em cha mẹ cùng trong một gia đình. Nhiều khi chúng ta khó ăn nói với nhau lắm, mà những người khác họ dễ nói hơn, họ dễ giúp hơn. Cho nên cái cây bên đường là những cơ hội mà chúng ta có thể lấy được để giúp cho chính bản thân mình thăng tiến. Cộng đoàn ở đây, Hội đồng Mục vụ Cha Xứ mời tôi đến đây tuần này cũng với mục đích giảng tĩnh tâm cho anh chị em, để chúng ta hiểu hơn về đức tin. Đây là những cái cơ hội, những cái cây bên đường để giúp cho mình thăng tiến. Liệu chừng có bao nhiêu người nắm lấy cái cơ hội này, trèo lên cái cây này. Rồi anh chị em, có những lúc vợ chồng không nói được, nhưng bạn bè rất quan trọng, sinh hoạt của giáo xứ hết sức quan trọng. Cho nên có những lúc mà mình thấy có sự đụng chạm, thì các ông lôi chồng ra mà nói, hey, đi, mày xuống đây ngồi với tụi tao một chút. Rồi bạn bè mình dễ nói hơn, tao nói, tao nghĩ rằng mày không nên làm như vậy, vợ mày cũng có cái sai nhưng mà mày. Rồi mình nói với nhau, chúng ta nghe. Đó là những cái cây ở bên đường, những cái cơ hội mà mình giúp đỡ nhau. Nhiều khi chúng ta có những cơ hội người khác đưa đến, giáo xứ mở tĩnh tâm, có những lúc mình ta mở các cái khóa học, được bao nhiêu người đó giữ. Có những cái cây bên đường, có bao nhiêu người nắm lấy. Con cái của chúng ta ngày nay qua đất Mỹ này có nhiều cơ hội phát triển, mà có những đứa nó chẳng có chịu phát triển, nó không biết nắm bắt cơ hội.
Tôi nói con cái ở đây một phần là do tính tình của nó, nhưng mà một phần cũng do chúng ta khuyến khích nó. Có một dịp ở trên Washington DC tôi gặp thiếu nhi thánh thể đó, mà các em lớn đó. Rồi tôi cũng nói với các em về cái lý tưởng của mình. Tôi nói đến vấn đề cha mẹ rất là khó khăn khi mà đưa các em qua đây sống như thế nào, gặp nhiều khó khăn, hy vọng là các em sẽ có một tương lai sáng lạng. Rồi tôi cũng muốn các em phải cố gắng học ha, để sau này mình có thể, bây giờ cộng đoàn Việt Nam mình thật sự mà nói phải tự hào là mình có mặt ở trên đất Mỹ này không lâu, trên dưới 40 năm, mà những thành công của mình tương đối là khá so với các cái sắc dân khác, tính về vấn đề phần trăm đó ha, cái tỷ số của người Việt Nam rất là khá. Nhưng mà như vậy cũng chưa có thỏa mãn, bởi vì người Việt Nam mình vừa cầu tiến mà mình cũng muốn để trả đóng góp, gọi là trả hiếu cho cha mẹ. Cho nên một trong những cái mà cha mẹ vui không phải là tiền bạc, cho bằng là cái thành công của con cái. Rồi tôi cũng có dịp gặp các em, tôi mới hỏi các em, bây giờ các em ước ao hả, 15, 16 tuổi, bây giờ các em ước ao sau này làm cái gì, có những cái đam mê hoặc là nhất là có những cái ước mơ gì. Ước mơ quan trọng lắm, ráng ước mơ đi, rồi từ từ mình sẽ tìm cách để thực hiện cái ước mơ đó. Em thì muốn làm phi hành gia lên không gian thì cũng giỏi rồi hả? Em thì muốn làm tổng thống thì cũng được rồi. Em thì muốn sáng chế những cái ngày cái kia thì cũng khá. Những cái ước mơ cứ mơ như vậy đi, chưa chắc mình đã làm được, nhưng mà ít nhất cho ước mơ nó lớn lớn. Hỏi em ước mơ gì sau này làm chủ tiệm nail? Cái đó cần gì phải mơ? Cái đó thì đâu cần phải mơ. Mơ thì cứ mơ cái gì cho nó lớn đi, rồi coi thử mình thực hiện được bao nhiêu. Sao em mơ làm gì? Mơ làm chủ tiệm tay, móng tay thôi. Nó vậy thôi, đơn giản. Tôi nói thì có tính cách tức cười, nhưng mà ý tôi muốn nói cái gì? Có nhiều cơ hội mà các em nó không biết nắm bắt. Mà vì thế có một phần có thể nó muốn sống an phận, mà cũng có thể bởi vì không ai hướng dẫn nó để nắm bắt những cái cơ hội này. Những cái cây ở bên đường quan trọng lắm. Cộng đoàn của chúng ta cần những cái cây này. Anh chị em sinh hoạt với nhau trong cộng đoàn để ý. Tôi nói ai cũng như ai, ở lâu thì thức lâu thì mới biết đêm dài hả? Ở trong chăn mới biết chăn có rặng. Chúng ta cứ nhìn qua tất cả mọi gia đình thì biết ai cũng gặp những khó khăn, nhưng chúng ta cần nhau, nâng đỡ nhau để chúng ta gìn giữ lấy những cái sự trung thành của gia đình là vậy. Mà ngay cả khi có sự đổ vỡ, chính chúng ta là những người phải tiếp tục giúp đỡ họ. Chúng ta là những cái cây để cho những người khác trèo lên. Cộng đoàn phải là những cái cây. Rồi khi mà trèo lên cây thì ông gia kêu thấy cái gì? Bây giờ ông trèo lên được rồi. Ông trèo lên cây thì ông nhìn xuống, ông đâu có nhìn lên nữa. Trước đây ông lùn, nhưng mà bây giờ ông cao rồi. Khi chúng ta nắm bắt những cơ hội, có dịp để anh chị em giúp đỡ chúng ta biết có biết bao nhiêu điều kiện để cho mình thành công. Và vì thế, khi ông Gia Kêu trèo lên cây, ông nhìn xuống và ông thấy đám đông đứng ở dưới ông. Tôi không nói với tính cách khinh bỉ. Tôi chỉ muốn nói cuộc đời của chúng ta muốn tiến lên thì mình phải nhìn con người mình, nhìn những thực tế, nhìn những hạn chế của mình, và mình cũng nghe theo, nghe những cái lời phê bình chỉ trích của những người khác, nhưng mình không sống vì những dư luận và chỉ trích. Dư luận chỉ trích thời nào cũng có. Trâu cột thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn dài quần. Người ta nói như vậy. Ăn không được đạp cho đổ, đó là tính của con người. Họ muốn hơn người khác, cho nên họ luôn luôn đè bẹp mình. Mà nếu trường hợp chúng ta cứ đi nghe theo những dư luận thì làm sao cuộc đời chúng ta có thể thăng tiến được? Người ta nói đàn ông thì đạp trên dư luận mà đi, cái đó cũng sai. Mà đàn bà thì chiều theo dư luận, cái đó thì càng sai nữa. Dư luận, tất cả những lời chỉ trích phê bình, nó có cái giá trị của nó, nhưng nó có cái giá trị để cho chúng ta suy nghĩ về mình và là một những con người thành thực trước mặt Chúa. Chúng ta biết mình cần phải làm gì, chứ không phải chúng ta sống mà cứ dựa trên dư luận và sợ dư luận. Ông Gia Kêu một con người lùn, và có thể người ta đã chê ông nhiều rồi, lại là một người thu thuế, cho nên người ta cũng đã chê bai ông nhiều rồi, nhưng mà không làm cho ông sợ sệt. Và vì thế ông quyết định trèo lên cây nhìn xuống người khác. Tôi không nói ông đạp trên dư luận mà đi, nhưng có thể ông lắng nghe dư luận và lấy những cái đó làm yếu tố sống cho mình. Dư luận bao giờ nó cũng có lý cả. Chúng ta nghe câu chuyện có một người, họ đi bán cá đó. Nó đến, nó để một cái bảng, tại đây có bán cá tươi.
Viết bản xong ngồi một chút thì có một người đi ra nói: "Ha, cái thằng này dở hơi nhỉ. Mày đến cái làng này mày nghĩ rằng cái làng này là những con người dốt hả? Họ không biết được phân biệt được đâu là đây, đâu là kia hả? Vì thế mày ngồi cái chỗ này mày bắn cá chứ nào mày đâu có phải ngồi cái chỗ bên kia đâu. Vậy thì tại sao mày cần phải viết cái bản tại đấy? Ai chẳng biết là mày ngồi tại đây mà bắn cá. Mày nghĩ chúng tao không có suy nghĩ à?" Anh ta nghe thấy có lý, anh ta xóa cái chữ tại đây, nó còn là có bán cá tươi. Ngồi được một chốc thì có người đi ra nói: "Ha, cái thằng này là coi thường dân ở trong làng. Tao nói cho mày biết, trên đời này không có cái thứ gì mà người ta cho không cả. Đã đem cá tới đây thì mày bán cho mày nghĩ là đem cho không hả? Mà cái cuộc đời đem cho không là chỉ có những thằng khùng. Mày coi chúng tao là những con người như thế nào? Chúng tao không phân biệt được hả? Cho nên mày cần phải viết cái bản có bán sao?" Ông nghĩ cũng có lý, cho nên ông xóa chữ có bán, để chữ cá tươi. Ngồi được một lớp chốc nữa thì có một thằng khác nó đi ngang, nó nói: "Mày ở cái làng nào tới?" "Cái dân làng này là cái dân làng ít nhất là có học, họ phân biệt được. Họ muốn ăn, họ ăn cái đồ tốt. Mày nghĩ rằng ở đây mà chúng ta mà muốn đi ăn lấy cá ương ăn hả? Mà như vậy cho nên đương nhiên bắt buộc cá nó phải tươi thì chúng ta mới mua chứ, mới ăn chứ. Tại sao mày nghĩ chúng ta không biết cho nên mày phải bỏ cái chữ cá tươi lên đây?" Ông nghĩ có lý, ông xóa chữ tươi còn chữ cá. Ngồi được một chốc, có một người khác đến nói: "Ha ha, mày chuẩn bị đấy nha. Mày vào trong cái làng này mà mày coi thường cả cái dân làng này là mù mắt và dốt nát. Họ không phân biệt được đâu là con cá con cua. Mày ngồi đây mày bắn cá chứ mày bắn cua sao, mày phải để chữ cá cho chúng ta biết." Ông nghĩ cũng có lý, cho nên ông xóa luôn chữ cá hết. Tất cả những lời phê bình nó có lý của nó, không có cái nào vô lý cả. Chỉ có điều là liệu chừng chúng ta có lấy tất cả những lời phê bình đó áp dụng trong đời sống mình và thấy nó có lý cho mình hay không thôi. Khi chúng ta trèo lên là chúng ta quan sát được bên dưới, là không phải chúng ta đạp đổ dư luận mà đi, nhưng chúng ta nghe, lắng nghe và coi tất cả những cái gì có thể giúp để cho mình sống tốt. Và khi chúng ta trèo lên như vậy thì chúng ta gặp gỡ được Đức Giêsu Kitô. Gặp chỗ nào? Gặp qua việc làm, gặp qua người khác, gặp qua những công việc cầu nguyện, gặp qua giáo hội, gặp qua chính mình. Tôi chỉ đi vắn tắt. Công việc làm của chúng ta phải là công việc tìm gặp Đức Giêsu hàng ngày, trong việc nấu ăn, quét nhà. Gương sống của Thánh Damian Savio, một vị thánh nhỏ 13 tuổi, mà khi ngài sống ở trong trường học nội trú, rồi có các sư huynh Frere dạy, rồi một ngày kia đang chơi đá banh thì một sư huynh hỏi các em này: "Nếu mà Chúa Giêsu đến thăm các em, tức là các em chết đó hả, gọi các em về đó, nếu Chúa Giêsu đến thăm các con bây giờ thì các con làm gì?" Một đứa thì nói: "Con chạy về con xin lỗi ba má, tại vì con có lỗi với ba má." Một đứa thì: "Con xin đi gặp bạn bởi vì con còn mắc nợ nó, con phải trả tiền cho nó." Đứa thì: "Con xin đi vào nhà thờ để con cầu nguyện." Đứa thì nói: "Con sẽ cầu nguyện tại vì con mấy hôm nay con không có chịu cầu nguyện." Nói đủ hết. Thánh Damian Savio, sư huynh hỏi: "Vậy con làm gì?" Ông trả lời: "Thì con vẫn cứ tiếp tục đá banh, con đang đá banh mà." Là bởi vì cái hành động đá banh của ổng đó, là ổng đá banh trong Chúa. Ổng vừa đá banh, ổng vừa cầu nguyện, ổng đá vui và ổng nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi người. Vậy thì tại sao bây giờ phải chạy vô nhà thờ làm gì? Nếu trường hợp chúng ta tìm được Thiên Chúa qua công việc làm, thì khi chúng ta lái xe đi làm, khi mà ngồi cầm dũa mà dũa, liệu chừng mình có thấy Chúa ở trong những người đó hay không, trong công việc mình làm hay không? Mà nếu trường hợp Chúa Giêsu có đến gặp chúng ta ngay khi mình đang dũa bộ móng tay, có cần phải chạy về nhà thờ không? Hay chúng ta phân biệt chỉ gặp Chúa ở nhà thờ, còn ra ngoài là hết Chúa? Nếu chúng ta tìm gặp Thiên Chúa thì phải tìm gặp ở trong mọi công việc làm, rồi tìm gặp Thiên Chúa qua những người khác. Đừng nói đâu xa, vợ chồng tìm gặp Thiên Chúa trong nhau, cha mẹ, anh chị em với nhau. Rồi chút đó chúng ta mới tìm gặp Thiên Chúa trong cộng đoàn. Đi ra ngoài, thật sự mà nói, có những người đi ra ngoài, người ta phải khen là: "Trời ơi, chồng mày vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa dễ thương, vừa hiền lành, vừa rất là bác ái, giúp đỡ mọi người." Nhiều khi mình nghe xong mình biết cái ông này phải chồng mình không nữa.
Hoặc là những người về khen, trời ơi vợ mày sao mà hiền thục dịu dàng, ăn nói ngọt ngào, mà dễ thương, nhờ cái gì làm cái này, tao không biết có phải có vợ tao không nữa. Là tại vì nhiều khi mình đối xử với bên ngoài nó quá tốt, mà khi về nhà mới là cái khó. Bởi vì mình có thể đeo một cái bộ mặt nạ ở bên ngoài được. Chúng ta gặp Thiên Chúa qua những người khác, chúng ta gặp qua cầu nguyện. Cầu nguyện nó đòi hỏi có sự trung thành. Những ngày vượt biên, tôi 28 ngày trên biển, rồi những người mà đi qua các đảo, trời ơi tối là kinh rang rảng hết. Từng nhà nhỏ tối chúng ta đọc kinh, sáng đọc kinh. Những người chuẩn bị mà đi phỏng vấn Mỹ, trời ơi kinh kệ không nói rồi. Tất cả những nhà thờ chỗ nào mà linh thiêng đi hết. Qua tới Mỹ bây giờ có bao nhiêu gia đình đọc kinh tối? Lễ mỗi tuần một lần mà đi được đúng giờ là mừng rồi. Còn không nữa thì canh canh làm sao đậu xe ngoài để mà đi sớm về sớm được vài phút. Rồi liệu chừng chúng ta có trung thành với vấn đề cầu nguyện không? Tôi không nói vấn đề cầu nguyện là có sốt sắng hả? Có những lúc chúng ta cầu nguyện không có sốt sắng đâu, nhưng mà trung thành ngày nào cũng vậy, tuần nào cũng vậy. Đâu phải tuần nào mình đi lễ là mình cũng rước được mình thánh Chúa là mình cảm thấy sốt sắng, không đâu. Có những lúc mẹ Teresa Calcutta đó hả, ngài viết ở trong cái cuốn nhật ký, gần 10 năm trời mẹ cũng đâu thấy Chúa đâu, cảm thấy khô khan nguội lạnh, nhưng mà vẫn trung thành, vẫn chầu thánh thể, vẫn rước lễ, vẫn làm tất cả mọi việc. Thánh Gioan, thánh gọi là thánh Gioan thánh giá, rồi Teresa Avila, các vị đại thánh có những lúc khô khan lắm, nhưng mà các ngài vẫn trung thành. Trung thành mới là quan trọng. Vấn đề không phải là lâu lâu đọc kinh một lần rồi sốt sắng đi hành hương chỗ này chỗ kia. Vấn đề là liệu chừng mỗi một ngày trước khi đi ngủ có dâng một hai kinh không? Mà ngay cả khi chia trí cũng không sao, cứ việc đọc. Tôi lớn lên, mẹ tôi bây giờ thì tôi nghĩ chắc bà lên thiên đàng lâu rồi, đạo đức lắm. Chúng tôi vẫn thường hay nói với nhau, nếu mà má chết á, mà má đi qua luyện ngục đó, thì mình hết hy vọng rồi. Mà nếu má chết mà má đi thẳng lên thiên đàng thì mình còn hy vọng qua luyện ngục một chút. Bà rất là đạo đức. Nhưng mà tối nào thì trong nhà mà không đọc kinh là bà không đi ngủ. Cho nên chúng tôi phải chờ làm gì làm, đọc kinh xong rồi bà đi ngủ, rồi anh em muốn đi chơi tối gì thì đi đâu đi. Mà đâu có phải tối nào tôi biết, đâu có phải tối nào bà đọc kinh cũng sốt sắng đâu, như cái sự trung thành hàng ngày. Kinh mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời đóng cái cửa ông bà và con phước lạ, mọi người nữ quay xuống là hoặc là Thánh Maria Đức Mẹ cho đẩy cái nắp lại. Tôi biết. Đừng nghĩ rằng đó là những cái chuyện không có hả? Nhưng mà cái sự trung thành của các ngài tạo nên đức tin của chúng ta ngày nay. Nhiều khi chúng ta cứ cãi nhau và dùng cái lý luận của mình. Nếu đọc mà chia trí vậy đọc làm cái gì? Tôi nói thật các bạn trẻ, tôi không cần anh phải cầm trí đâu. Anh cứ trung thành cho tôi đi. Rồi đến một ngày nào đó anh sẽ thấy cái kết quả. Và vì thế chúng ta ngày nay ngồi đây nhận lãnh được đức tin là nhờ cái sự trung thành của ông bà mình đi trước đó. Rồi chúng ta gặp mình qua giáo hội, gặp gỡ Đức Kitô qua giáo hội. Giáo hội dạy những cái lời huấn giáo cho chúng ta, liệu chừng chúng ta có nghe hay không? Và cuối cùng là qua chính bản thân mình, cái khó nhất. Tri kỷ tri bỉ, bạch chiên bạch thắng. Biết mình, biết người, biết ta hả? Trầm trận trầm thắng. Nếu mà mình không biết ta mà cũng không biết mình, không biết người không biết mình, mình không biết cả hai thì khó mà thắng được. Cho nên một trong những cái yếu tố để mà đánh thắng người ta, biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Mình phải biết mình cái đã. Không biết bao nhiêu người thành công trên đường đời mà rồi cuối cùng cũng rớt đài cũng chỉ bởi vì không biết mình. Các chính trị gia thì nhiều lắm hả? Bill Clinton chẳng hạn, thành công nhiều mặt mà cuối cùng chính bản thân mình không có kiềm chế được. Bản thân chúng ta là những con người cần phải biết mình để theo cái nguyên tắc tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ đó, mà Thiên Chúa đưa, mà ông bà chúng ta đưa ra đó. Nó bắt đầu từ mình. Cuối cùng gặp gỡ Đức Kitô thay đổi con người của ông Gia-kêu. Ông chỉ có leo lên cây gặp Chúa Giê-xu thôi, mất luôn nửa gia tài, phải không? Gặp Đức Giê-xu cái mất nửa gia tài. Và đó là lý do tại sao nhiều người trong chúng ta không muốn gặp Ngài, bởi vì gặp Ngài mất mát nhiều lắm. Sáng nay đi lễ không mất mấy chục rồi. Ông Gia kêu thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài, này đây phân nửa gia tài của tôi cho người nghèo. Gặp một cái mất nửa gia tài. Và nếu tôi đã cưỡng đoạt cái gì của ai, tôi xin đền gấp bốn. Tức là nửa gia tài mất là cái gặp không thôi đó. Rồi sau đó thiệt hại của ai, tôi xin đền gấp bốn nữa.
các em thiếu nhi nó dạy cho chúng ta nhiều lắm, lắng nghe các em. Mỗi ngày nó EA nó sinh hoạt gầm gỡ Đức Kitô. Thấy không? Nó dạy cho mình nhiều lắm, gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Và không có ai mà gặp Đức Kitô mà giữ nguyên như vậy được. Đức Giêsu sinh ra ở Bethlehem, phúc âm của Matthew kể hả? Rồi có ba đạo sĩ đến tìm thăm ngài, nhớ cái câu chuyện đó không? Mới cách đây 3 tháng mà quên nữa thì rồi đó. Khi trên đường tìm đến thì có ngôi sao lạ, rồi nửa chừng ngôi sao lạ biến mất, mấy ông không biết đi đâu, chạy vô trong dinh Herodê tìm. Ông ơi, ở đây có vị vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu? Herodê triệu tập những người khác lại, rồi không biết nằm ở đâu, nghe nói là Bethlehem. Cho nên vua nói thôi đi tìm đi, rồi có gì về báo cho ta để ta cùng đi hầu ngài. Có nhớ không? Rồi ba đạo sĩ đi ra khỏi dinh Herodê thì có sao lạ, và cuối cùng sao dừng lại ở Bethlehem. Các vị đạo sĩ vào thờ lạy Chúa Giêsu. Nhưng sau khi thờ lạy Chúa Giêsu rồi thì phúc âm kể làm sao? Thiên thần hiện ra và báo với các ông hãy đi về một lối khác, gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Tôi có thể gặp mà có giữ nguyên như vậy được. Và vì thế cho nên nhiều người sợ gặp, bởi vì gặp một cái mất nửa gia tài rồi. Thật sự như vậy. Nhưng cái hay của bài phúc âm hôm nay không phải là ông Gia-kêu thay đổi, không phải là ông mất nửa gia tài, mà là câu nói của Chúa Giê-xu nói với Gia-kêu. Đức Giê-xu nói về ông ta rằng hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Không biết trong nhà của ông có bao nhiêu người, gia nhân này kia cũng rất là đông. Nhưng có bao nhiêu người ước ao tìm gặp Đức Giêsu? Một. Có bao nhiêu người leo lên cây để tìm gặp ngài? Một. Vậy khi Đức Giêsu gặp ông thì ngài nói làm sao? Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Chỉ vì một con người thay đổi, chỉ vì sự ước ao của một người mà cả gia đình ơn cứu chuộc. Chúng ta vẫn nói với nhau, cha mẹ ở hiền thì để đức cho con. Và nhiều khi nhờ phúc đức của cha mẹ, phúc đức tại mẫu, nhiều khi nhờ phúc đức của cha mẹ mà một người mẹ mà con cái được nhờ. Hôm nay chúng ta ở trong cộng đoàn, dịp tĩnh tâm trong cái mùa này là một cái cây ở bên đường mà cha xứ cũng như ban hội đồng mục vụ tạo nên cho chúng ta. Chúng ta đến đây để quyết định trèo lên cây, và chúng ta đang làm đây, quyết định rồi. Mình trèo lên để mình thay đổi cuộc đời của mình, để mình gặp gỡ Đức Kitô. Và chắc chắn một điều, nếu chúng ta quyết định thay đổi, đừng có nhìn xung quanh, hãy nhìn vào chính mình, hãy thay đổi chính mình trước. Và khi gặp Đức Kitô bắt buộc mình phải thay đổi. Mà nếu trường hợp mỗi một người chúng ta thay đổi hôm nay, thì trong cộng đoàn bao nhiêu trăm gia đình tôi không biết, nhưng với nhóm nhỏ này thì Chúa Giêsu cũng sẽ đứng trước mặt chúng ta ngày hôm nay, và ngài nói lại lời mà ngài nói với Gia-kêu. Hôm nay ơn cứu chuộc sẽ đến cho toàn thể cộng đoàn này. Qua việc làm một vài người, qua việc làm một người, ơn cứu độ đến cho toàn thể cộng đoàn này. Amen. Bây giờ tôi để thời gian cho chúng ta hỏi một chút trước khi mà chúng ta nghỉ, rồi sau đó cộng đoàn sẽ cung cấp đồ ăn cho chúng ta nhé. Ai muốn hỏi gì thì hỏi. Dạ có chứ, nói là một chuyện, hỏi là chuyện khác. Vâng. Khiêm nhượng gì, ông lùn ông thấy thì ông lao cây thôi chứ khiêm nhượng gì. Không dễ à. Vua Herodê tìm cách gặp Đức Giêsu và xem khắp lạ ngài, cho biết vua đó mà gặp còn chưa được nữa, chứ đâu có phải cứ nghĩ rằng ông có quyền là ông muốn gặp ai là ông gặp đâu. Bởi vì gặp Đức Giêsu phải có đức tin, và vì thế nhà vua Herodê cũng đâu có gặp được ngài đâu.
Cho nên trong phúc âm kể làm sao chính vua Herode nghe về Đức Giêsu và muốn gặp Ngài cho biết. Phi-la-tô cũng vậy, cũng đã nghe và muốn, không dễ đâu. Còn cửa gia kêu thì không ăn thua. Nhưng mà cái lý do ông trèo lên là vì ông lùn. Mà lùn thì mình cứ tưởng tượng ra đám đông thì quá lớn, ông lại lùn thì làm sao thấy được, cho nên trèo lên thôi. Đó là vấn đề thực tế. Đương nhiên cái tâm của ông cũng đã muốn thay đổi rồi, bởi vì là một con người giàu có và nghe một con người giảng hay, nói hay về vấn đề nhân đạo, về vấn đề đạo đức, đời sống thiêng liêng. Cho nên nhiều khi ông cũng muốn tìm, và có thể cái nhìn của Chúa Giêsu đã biến đổi cái cuộc đời của ông. Vâng. Trời ơi, chị hỏi tôi giờ tôi biết hỏi ai. Tôi mới nói là cái đám đông quá lớn, nhiều khi vượt quá sức của Gia-kêu. Nào là media, nào là internet, rồi giấy tờ bạn bè. Rồi bây giờ chị nói là bây giờ nếu khó như vậy thì bây giờ chị hỏi tôi là bây giờ cha giúp tôi con như thế nào để mà con dạy con cái. Chị hỏi tôi biết hỏi ai. Chị biết đây là cái quan tâm rất lớn của giáo hội. Và vì thế nhiều khi chúng ta cố gắng hết mức mà nhiều khi chúng ta không tìm được câu trả lời. Tôi nói cái việc xấu đó thì mình không mời nó cũng tới. Một cái buổi tĩnh tâm, tôi chưa bao giờ thấy tĩnh tâm mà người ta chen chúc nhau đi nghe cả. Nhưng mà cứ tôi thì có một cái, chưa bao giờ tôi nghe được một cái bài nhạc trong cái băng của Thuy Nga Paris, chưa bao giờ. Và bởi vì tôi không có giờ để mà nghe, mà tôi nhức đầu nghe mà ồn ào ào nhức đầu lắm. Vậy mà chị thấy không, mỗi lần nghe có tới một cái họ đi mà tôi nói như là đi nước thiên đàng vậy. Tôi nói vậy để thấy đó là mới cái việc đó là cái việc vô thưởng vô phạt, nó không phải là việc xấu đó. Còn biết bao nhiêu những cái công việc xấu khác mà cứ lén lén lút lút các bạn trẻ bây giờ, các cái trường trung học, tiểu học nó bắt đầu nó chỉ cho nhau. Mà những cái đó mình về nhà làm sao mình làm chủ được. Rồi giáo hội cũng rất là căng thẳng. Những cái giáo lý của giáo hội dạy là các con phải sống thế này cho tốt hả? Đừng làm việc này, đừng làm việc kia. Bây giờ nó đi ra ngoài. Tôi nhớ tôi thì không có, thường thường coi, tôi nghe radio nhiều hơn coi tivi, trong phòng tôi không có tivi. Nhưng mà tôi nghe radio. Thì có một lần tôi đi khám bệnh mà ngồi để cho người ta lấy máu, chờ lâu rồi chờ lấy ghi tên lâu, thì tôi coi tivi, tôi nhớ có một lần. Thì tôi không nhớ cái chương trình của cái show của cái ông gì đó mà cứ lên rồi lấy cái DNA đó, lấy cái DNA rồi coi thử đứa nào là cha là con gì đó. Mà tôi nhớ là băng sáng, ở đây nè, không, DNA cái gì đó, mà cứ nhiều đứa làm lên, cứ test DNA không à. Thì có một cái cô kia cố lên. Mà trong cái show đó thì như thế này, ở trong cái phòng chờ để mà ngồi gặp bác sĩ, cô có mấy đứa con thì không biết, nhưng mà riêng cái đứa con, cái thằng nhỏ đó đã 2 tuổi mấy rồi. Mà cái ngày hôm đó cô ta lên á, là cô ta chửi cái thằng kia, chửi dữ lắm, mày là cha này kia, chửi dữ lắm. Cuối cùng mà thử ra thì không phải, mà cái thằng này là cái thằng thứ tư rồi, chưa ra, bây giờ đi tìm nữa. Mà cô ta có vẻ tự hào lắm, cái kiểu giống như là thay vì mình trước đây làm một cái gì sai thì mình phải ăn năn sám hối, mình cảm thấy mặc cảm với tội lỗi, đây nó lên nó kể mà giống như là nó có vẻ hơn những người khác. Tôi nói như vậy để thấy con cái của chúng ta nó bị ảnh hưởng bởi những cái đó, mà những cái đó nó thu hút nhiều người coi hơn là bây giờ mở một cái đài nghe một ông đức cha giáo hoàng giảng, nó không nghe. Bây giờ chị hỏi tôi làm cái gì, tôi nói thật khó lắm. Không ai biết phải làm cái gì, thôi thì mình cứ cố gắng. Những cái công việc mình có thể, nhất là khi nó còn nhỏ. Tôi chỉ có một cái mà tôi khó chịu thôi, là đối với những cha mẹ khi con còn nhỏ mà mình quá ham làm thêm một vài đồng bạc, hay là mình quá ham làm những việc mà không chở con đi sinh hoạt, không chở con đi học lý, tôi thấy cái đó là cái sai. Còn tôi nói thật, khi mà nó đến 15, 16 tuổi rồi đó, là lúc đó chị phải quỳ xuống mà năn nỉ nó, con có đi với mẹ không. Nó nhỏ đó thì mình bắt nó đi được. Đến 15, 16 tuổi mà nó đi với mình là mình mừng hết lớn rồi. Còn mà lớn lên một chút nữa rồi thì tôi nói thiệt, chỉ có ngồi đó mà cầu nguyện thôi, chứ biết làm cái gì bây giờ. Bởi vì thật sự tôi không có câu trả lời. Mà tôi biết tất cả chúng ta ai cũng đều có những cái thắc mắc chung như vậy. Thôi thì cố gắng hết sức thôi. Vâng. Cha, hình như là cảm thấy đi xa, và
có khi mình cũng dám nói là các cha với mẹ là các cha, nhưng mà các cha cũng là vừa ngu vừa kích động. Nhưng mà có những cái có khi như là tội nghiệp của giáo dân. Nếu mà như mà tất cả các cha đều như cha cả, thì có thể cả có vấn đề gì cả. Trời ơi, anh khen tôi quá rồi, tôi nở mũi ra rồi, tôi nổ cái mũi mới vừa đi sửa mũi bây giờ mà anh làm vậy thì nó... Ồ, vậy thì tôi chịu thua thì thôi. Bây giờ đó, anh nói như vậy thì tôi cũng phải là mea culpa, mea grandissima culpa, tiếng Latin nữa. Lỗi tại tôi, lỗi lớn nhất là của tôi. Là bởi vì tôi đang đi dạy cho các thầy. Mà sau này các thầy đi ra mà giảng không đúng thì họ chửi cái ông thầy mà dạy cho mấy ông cha này. Cho nên đây là một hình thức gián tiếp anh chửi khéo tôi đó. Thật sự nó như thế này. Các cha cũng có những cái hạn chế, cũng có những cái hạn chế về hiểu biết, về này kia thì tôi công nhận hả. Mà tôi chỉ mong như thế này, các cha cố gắng để mà học hỏi thêm. Sẽ có một cái đại hội của các cha vào Emmaus, gọi là Emmaus, vào năm này, ở tại Orange County. Nhưng mà nhiều khi tôi thấy cũng buồn. Tại vì anh em linh mục Việt Nam ở trên đất Mỹ này nè, tôi không biết ở Việt Nam sao hay là những chỗ khác sao, anh em linh mục Việt Nam trên đất Mỹ này cứ 2-3 năm thì có một cái đại hội gặp nhau một lần. Nó có nhiều cái hay ở trong đó để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm, một vụ học hỏi một vài cái hả. Mà năm nào thì cũng cỡ chừng 200 người đổ lại thôi, trong khi chúng ta có gần 800 linh mục ở trên đất Mỹ này, anh em Việt Nam. Thì cái câu hỏi đặt ra là những người khác liệu chừng họ có cần không? Họ có cần cảm thấy học hỏi thêm để nâng cao cái kinh nghiệm mục vụ với những người Việt Nam hay là ngay cả với những người Mỹ không? Họ có cần cái học hỏi thêm về vấn đề tín lý, luân lý không? Và có những người thì như tôi nói, nhiều khi họ cũng đã tự mãn rồi, cho nên thôi chịu thôi. Khi mà họ được nhồi nhét ở trong đầu đỉnh cao trí tuệ loài người, tôi hỏi đã đỉnh cao rồi còn đi đâu nữa? Mà từ nhỏ tôi lớn lên, tôi nhớ là khi Cộng sản về nó viết một cái câu tôi thích quá. Tôi thấy bây giờ thế giới theo mình chứ mình còn theo ai được. Việt Nam phải một cái đỉnh cao trí tuệ loài người, nhớ với cái đó. Mấy người mà ở lại năm 75 là biết cái câu đó hết á. Trời nghe mà giật mình. Thì cũng có những người bây giờ họ đỉnh cao trí tuệ loài người rồi, làm sao mà mình dạy họ được nữa. Thì thôi thì cũng cầu nguyện cho họ thôi. Và tôi mong là cái thế hệ trẻ lớn lên nó sẽ khá hơn nhiều. Nhưng mà riêng đó cũng là một phần trách nhiệm của những người như tôi, những người đi dạy ha. Vâng. Con có thể biết về vấn đề của mình không? Những em con đi nghe cho chị